Ninh Hương đỏ mặt lẩm bẩm, chẳng phải họ vẫn còn chưa chính thức kết hôn hay sao? Lâm Mộng Đình cười nói, cứ để em Ninh Hương ở lại đây đi ạ, em cũng có người làm bạn. Sư phụ Vinh lắc đầu, tặc lưỡi, thở dài, ôi chao, đẹp trai thích thật đấy, bao nhiêu người đẹp tranh nhau ở lại hầu hạ, có người rửa chân, có người đấm lưng, song túc song phi, ôi song túc song phi. Ông ta nhấn mạnh vào hai chữ cuối. Trong số những người đang ngồi ở đây, ngoại trừ Lý Dục Thần ở lâu trong núi và Đinh Hương ngây thơ ra, tất cả đều nghe hiểu, bật cười ầm ầm. Ngay cả Lâm Mộng Đình cũng chỉ gắt khẽ một tiếng, mắng một câu già mà không nên nết rồi cũng không nhịn được bật cười. Chỉ có Đinh Hương là ngơ ngác, không hiểu mọi người đang cười gì. Chị Mai lườm sư phụ Vinh một cái, mắng, có phải ông đã thử rồi không? Sư phụ Vinh đang cười nghe vậy lập tức sợ mất mật, chiếc đầu to trên chiếc cổ to lắc như trống bỏi, lập tức phủ nhận. Không không, A Mai, bà hiểu tôi mà, ngoài nấu đồ ăn ra, tôi đâu biết gì nữa đâu. Ôi ôi, mọi người cười cái gì vậy? Tôi chỉ nói thành ngữ thôi mà, mọi người nghĩ gì thế? Thật là... Ông chủ Vương cười hì hì nói, phải phải, tay nghề của sư phụ Vinh giỏi như vậy chắc chắn là do không ngừng cần cù luyện tập bất kể ngày đông giá rét hay ngày hạ nóng bức. Ở thủ đô, có ai mà không nghe tiếng tay nghề dùng dao của sư phụ Vinh đúng không? Người ta khổ cực như vậy, nấu đồ ăn mệt mỏi rồi thì tới 8 khu phố đèn đỏ lớn nhất thủ đô song túc song phi cũng là chuyện rất đỗi bình thường thôi mà. Sư phụ Vinh đang lắng tai nghe ông chủ Vương khen, tới khi ông chủ Vương nói tới câu cuối cùng, khuôn mặt tươi cười của ông ta lập tức cứng đờ, tím tái lại như màu thận heo, chỉ tay vào ông chủ Vương, giận dữ nói. Ông Vương, ông giỏi lắm, tôi biết ngay là cái miệng của ông chẳng nói ra được lời gì tốt đẹp mà. Nói rồi, ông ta rút dao phay ra đòi chém đối phương. Ông chủ Vương cười hì hì bỏ chạy, nói, ông cuống lên vậy làm gì? Tôi đâu có kể cho mọi người biết chuyện ông đi chơi phố đèn đỏ không chịu trả tiền đâu. Ôi, ông làm gì thế, nghe vậy ông lại còn phấn chấn nữa à? Ông chủ Vương vừa nói vừa né, chạy thẳng ra ngoài cửa. Sư phụ Vinh vung con dao phay đuổi theo đằng sau. Bên ngoài vang lên tiếng quát to của ông ta, ông Vương kia. Đồ chết tiệt nhà ông, có giỏi thì đừng có chạy. Thấy hai người họ đùa bỡn nhau như vậy, mọi người lại càng cười ngặt nghẽo hơn. Lý Dục Thần ngồi xem sư phụ Vinh và ông chủ Vương người bỏ chạy kẻ đuổi theo, lắng nghe tiếng cười ngập tràn trong phòng, bỗng nhiên hiểu ra lời chị Mai nói. Đúng vậy, con người còn sống thì còn phải sinh hoạt. Người không có sinh hoạt thì chỉ là cái xác không hồn. Tự ngẫm lại bản thân từ ngày xuống núi tới nay lúc nào cũng bận bịu hết chuyện này tới chuyện khác, vội vội vàng vàng, không để ý tới niềm vui và sự chân thực của cuộc sống. Hiện tại, vì huyết mạch thiên ma khôi phục mà tâm ma dung chuyển, sát nghiệt tăng lên. Điều này trái với mục đích mà sư phụ bảo anh xuống núi quan sát cuộc sống đời thường. Đúng là anh nên nghỉ ngơi thật tốt, trải nghiệm một chút cuộc sống đích thực. Chỉ có điều anh có phần lo lắng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sau khi cười xong, Lý Dục Thần nói với chị Mai, chị không gọi hai người họ lại à? Lỡ như đánh nhau thật, bị thương thật thì không hay. Chị Mai cười nói, cậu cứ lo cho cậu đi, hai người đó diễn kịch cho chị xem đấy thôi. Lúc không có chị ở đây, hai người đó thân nhau lắm. Chưa biết chừng bây giờ đang ngồi uống rượu ngoài quán rồi ấy chứ. Lý Dục Thần ngạc nhiên, còn có chuyện như vậy nữa sao? Lúc này... Đinh Hương đã hơi hiểu ra câu sư phụ Vinh nói ban nãy, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đỏ bừng, chị Mộng Đình, em nghĩ là mình nên đi học thôi, nếu không sẽ không theo kịp tiến độ bài vở, cuối kỳ sẽ bị rớt tín chỉ mất. Chị Mai nói, vậy là đúng rồi, còn nhỏ tuổi thì học hành là quan trọng nhất. Đinh Hương nói, dạ, chị Mai, em về đây. Chị cũng mau đi tìm ông chủ Vương và sư phụ Vinh đi ạ, lỡ như không phải bọn họ đi uống rượu mà đi song túc song phi thì sao? Nói rồi cô ấy tinh nghịch làm mặt quỷ một cái rồi chạy ra ngoài. Mới đầu chị Mai sững sờ, sau đó không khỏi mắng một câu, cái con danh này. Rốt cuộc em có hiểu hay không thế? Đại học nổi tiếng kiểu gì mà lại dạy hư em thế hả? Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình không nhịn được cười vui vẻ. Hai ngày nay, cuộc sống rất êm đềm, không có ai tới kiếm chuyện, những chuyện đã dự đoán cũng không xảy ra. Nhưng Lý Dục Thần luôn có cảm giác mình bị rơi vào trong một vòng xoáy. Vòng xoáy này chỉ đang tích trữ năng lượng mà thôi. Hai ngày nay, Lâm Mộng Đình gần như luôn theo sát chăm sóc cho Lý Dục Thần.
anh không dùng pháp thuật để xử lý vết thương trên đùi, cũng không dùng loại thuốc nào đặc biệt, cứ để mặc cho nó từ từ tự lành. Kiếm khí của kiếm huyền minh lưu lại trên vết thương dần dần biến mất, chỉ để lại một vết sẹo màu da. Lâm Mộng Đình vuốt nhẹ vết sẹo mà theo cô thấy là đáng sợ đó, đau lòng nói, Dục Thần, không phải anh có cơ thể của tiên nhân hay sao? Tại sao lại bị để lại sẹo vậy? Lý Dục Thần cười nói, tôi cố ý để lại vết sẹo này đấy. Tại sao? Gần đây tôi giết chóc quá nhiều, không kiểm soát nổi tâm ma, tôi muốn giữ lại vết sẹo này để thường xuyên nhắc nhở bản thân nhớ rằng, tôi vẫn chưa phải là tiên, tôi có thể sẽ nhập ma bất cứ lúc nào, không được khinh suất. Anh không phải là tiên nhân tới từ Côn Luân hay sao? Sao lại không phải là tiên? Hiện tại, Lâm Mộng Đình cũng coi như đã bước chân vào con đường tu hành nên đương nhiên cũng biết thân phận của Lý Dục Thần. Ngay cả thiên sư Long Hổ Sơn cũng gọi anh là thượng tiên cơ mà. Lý Dục Thần cười nói, đó là người ta gọi khách sáo vậy thôi, người ta gọi tôi là thượng tiên là nể mặt thiên đô, nể mặt sư phụ tôi. Tôi chỉ mới trải qua một tầng lôi kiếp mà thôi, chỉ khi nào trải qua đủ 9 tầng lôi kiếp thì mới là tiên nhân thật sự. 9 tầng lôi kiếp, Lâm Mộng Đình không khỏi háo hức, lúc đó anh sẽ biến thành gì? Kim cương bất hoại à? Kim cương bất hoại, Lý Dục Thần cười xấu xa, cô không sợ à? Tôi sợ gì chứ? Lâm Mộng Đình ngẩn người, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, mặt đỏ lên, vỗ đùi Lý Dục Thần một cái, xấu tính. Tôi không để ý tới anh nữa đâu. Nói xong cô đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Lý Dục Thần bật cười thành tiếng. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ hắt lên vết thương trên đùi của anh. Làn da của cơ thể đã trải qua lôi kiếp trơn bóng, mềm mịn, chỉ có vết sẹo kia là nằm đó như một con rồng có sừng. Bụi bặm trôi nổi trong nắng, trông như những con bọ nhỏ màu vàng kim đang nhẹ nhàng nhảy múa quanh con rồng đang nằm. Ánh nắng chỉ lọt một chút qua ô cửa sổ thôi nhưng cũng đủ sưởi ấm lòng người. So với ánh nắng chói chang trên mặt sông băng kéo dài chục ngàn dặm ở núi Côn Luân, ánh nắng ở đây còn khiến người ta thấy xúc động hơn. Có khoảnh khắc, Lý Dục Thần cảm thấy, cứ làm một kẻ phàm trần như thế này cũng tốt. Chẳng trách lại có nhiều nhân vật thần tiên quy ẩn thế gian, người thì ở nơi ruộng đồng núi rừng, kẻ lại ở nơi đầu đường chợ búa, sống những ngày tháng đầy ung dung tự tại. Này, anh có muốn đi ra ngoài ăn đồ nướng không? Lâm Mộng Đình bỗng nhiên thò đầu từ ngoài cửa vào phòng, nhìn anh đầy hoạt bát. Đồ nướng à, Lý Dục Thần sửng sốt. Cái quán mà hồi xưa chúng ta từng đi ăn ấy, Lâm Mộng Đình nói. Lý Dục Thần nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, nói, trời đang nắng to, chắc vẫn chưa tới giờ quán nướng mở cửa đâu. Nhưng bỗng nhiên tôi muốn ăn, nếu anh không muốn đi thì thôi, Lâm Mộng Đình lộ vẻ thất vọng ra mặt. Được thôi, Lý Dục Thần đứng lên, bỏ ống quần xuống che vết sẹo đi, vậy thì chúng ta đi ăn đồ nướng nào. Lâm Mộng Đình vui vẻ trở lại, nhảy nhót chạy vào trong phòng. Lý Dục Thần giả vờ vết thương còn chưa khỏi, chân mềm nhũn ra. Lâm Mộng Đình kêu ôi chao một tiếng, vội vàng đỡ anh, dù biết là anh cố ý nhưng không vạch trần mà còn bắt chước một điệu hát cổ xưa đặc trưng của thành phố Hỏa, nói. Ôi tướng công, xin chàng chậm bước, để ta dìu chàng. Lý Dục Thần bật cười, để cô đỡ người anh đi xuống dưới nhà, băng qua khoảng sân, bước ra khỏi cửa Ngô Đồng Cư. Một con nhím đang nằm phơi nắng ở mép giếng trong sân nghiêng đầu nhìn họ, đôi mắt nhỏ đảo mấy vòng, xem chừng rất tò mò. Lúc Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình đến quán nướng, quả nhiên vẫn còn sớm, quán nướng còn chưa mở hàng, những chiếc bàn vẫn còn đang được gập lại, xếp sát vào tường, những chiếc ghế đường chồng lên thành một chồng cao. Lý Dục Thần nói, cô thấy chưa, tôi đã nói là tới sớm rồi mà. Lâm Mộng Đình kéo cánh tay của anh, lờ đễnh nói, sớm thì sớm vậy. Dù sao tôi cũng không đói. Không đói ư, Lý Dục Thần ngạc nhiên, không đói thì cô đòi ăn đồ nướng làm gì? Tôi chỉ muốn tới đây xem thử, tiện thể đi dạo với anh một chút thôi, Lâm Mộng Đình nói nhẹ nhàng như một cơn gió dịu nhẹ. Lý Dục Thần lấy chiếc bàn xếp ở góc tường ra, bày nó ra rồi lấy thêm hai chiếc ghế. Thấy anh đã bày bàn xong, Lâm Mộng Đình hơi ngạc nhiên. Bởi vì cô phát hiện ra vị trí của chiếc bàn này chính là vị trí mà lần đầu tiên cô và Lý Dục Thần tới đây ăn đồ nướng. Lần thứ hai bọn họ cũng ngồi ở đây. Còn giờ là lần thứ ba cũng vẫn là vị trí này. Anh cố ý ư, hay là do ông trời sắp đặt? Dường như Lý Dục Thần không hề nghĩ gì nhiều, anh bày bàn ra xong, bảo Lâm Mộng Đình ngồi xuống,
còn anh thì sang cửa hàng trà sữa gần đó mua 2 cốc trà sữa. Lâm Mộng Đình hút trà sữa, cười nói, anh giỏi lấy lòng quá nhỉ, anh nói thật xem nào, có phải trước đây ở trong núi, anh cũng thường lấy lòng các sư tỷ như vậy hay không? Đương nhiên rồi, Lý Dục Thần nói đầy đường hoàng, sư tỷ thì đương nhiên là phải lấy lòng rồi, nếu không mông sẽ nở hoa mất. Lâm Mộng Đình phì cười, suýt nữa bắn cả trà sữa ra ngoài. Lúc này, một thanh niên trẻ đi từ trong cửa hàng ra, thấy bọn họ bày bàn ra ngồi uống trà sữa, khó chịu bảo. Xin lỗi hai người, cửa hàng chúng tôi vẫn còn chưa mở, đợi lát nữa hai người quay lại sau nhé. Lý Dục Thần thấy người này lạ mặt, liếc nhìn lên biển hiệu thấy cũng đã thay biển hiệu khác, cho rằng nơi này đã đổi chủ, anh bèn nói, cậu cho chúng tôi ngồi một lát thôi rồi chúng tôi sẽ đi ngay. Cậu thanh niên kia thấy anh vẫn còn trẻ, chưa biết chừng còn không nhiều tuổi bằng mình mà lại nói chuyện y như một ông cụ non, cho nên lại càng không vui hơn, hai người làm thế này ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của tôi lắm, tôi nói rồi, đợi buổi tối rồi hắn tới. Lý Dục Thần nói, này cậu, tiện cho người thì cũng là tiện cho mình thôi, cậu đừng nóng tính như vậy. Chúng tôi chỉ ngồi đây một lát thôi, không ảnh hưởng gì tới cậu cả. Bao giờ cậu mở cửa thì chúng tôi sẽ chiếu cố chuyện làm ăn của cậu. Đây là lần đầu tiên Lâm Mộng Đình thấy Lý Dục Thần nói chuyện hiền lành như vậy, cô cảm thấy thú vị nên mỉm cười ngồi xem. Chàng trai trẻ kia hơi nóng nảy, nói, ôi, anh nói chuyện có lý chút đi, đây là quán của tôi, bàn của tôi. Giữa ban ngày ban mặt, nếu ai cũng tới đây ngồi uống trà sữa giống như anh thì chẳng phải quán nướng của tôi biến thành quán trà sữa rồi hay sao? Lý Dục Thần nói, vậy chẳng phải là rất tốt hay sao, cậu có thể kiếm thêm một chút tiền đấy. Thôi đi, tôi không cần mấy đồng bạc ấy, chàng trai trẻ không nhịn nổi nữa, đi đi. Lý Dục Thần còn muốn nói tiếp nhưng Lâm Mộng Đình ngăn lại, cô cười nói, được rồi, anh đổi tính nói nhiều như vậy từ bao giờ thế? Tôi thật chẳng quen. Lý Dục Thần cười nói, tại mấy nay sống với cô đó. Đây gọi là gần đèn thì rạng, gần mực thì đen hê hê. Chỉ được cái giỏi nói thôi, Lâm Mộng Đình cười mắng, đi nào, dù sao quán cũng đã đổi chủ rồi. Không còn gì để tưởng niệm nữa. Lý Dục Thần đứng lên, bất đắc dĩ nói, được thôi, vợ tôi bảo đi thì tôi đi vậy. Bọn họ đang định đi thì chàng trai trẻ kia lại la lên, này, lau sạch bàn rồi xếp lại chỗ cũ đi chứ. Lý Dục Thần nhìn chiếc bàn, cái bàn này có bẩn đâu. Chàng trai trẻ nói, hai người ngồi đó uống trà sữa, không bẩn thì cũng phải lau một lần chứ. Này cậu quá đáng rồi đấy nhé. Quá đáng ư. Hai người không biết tôi có người bảo kê à? Ồ, Lý Dục Thần lại ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu, ai bảo kê cho cậu vậy? Nói ra chắc anh sợ chết khiếp, chàng trai trẻ ngẩng đầu, ưỡn ngực đáp, anh đã nghe tên tập đoàn Kinh Lý bao giờ chưa? Anh có biết cậu Lý người thủ đô không? Quán này của tôi được cậu Lý bảo kê đấy. Đừng nói là bảo anh lau bàn, dù có bảo anh phải ăn hết cái bàn này thì anh cũng phải ngoan ngoãn ăn hết rồi mới được đi. Lâm Mộng Đình che miệng lại nhưng vẫn không nhịn được phì cười. Lý Dục Thần cũng cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Không ngờ anh lại nổi tiếng tới như vậy, ngay cả cửa hàng bán đồ nướng ngoài đường cũng mượn danh của anh để ra oai, lại còn ngang tàng như thể anh là đại ca xã hội đen vậy. Quả nhiên là người sợ nổi danh, heo sợ mập, mông có cất thì ruồi mới bu. Cậu Lý mà cậu nói là cậu Lý nào vậy? Thôi đi. Ngay cả cậu Lý mà anh cũng chưa từng nghe nói bao giờ à, chàng trai trẻ tỏ ý khinh bỉ ra mặt, thế anh có biết nhà họ Lâm của thành phố Hòa không? Đó là gia đình giàu có bậc nhất một tay che trời của thành phố Hòa đấy. Cậu Lý là con rể ở rể nhà đó. Cuối cùng Lý Dục Thần cũng chắc chắn cậu Lý mà chàng trai trẻ này đang nói tới chính là mình. Lâm Mộng Đình nói, hóa ra là ở rể à, thế thì có gì đặc biệt đâu. Nói xong, cô liếc mắt nhìn Lý Dục Thần. Không nhịn được cười. Lý Dục Thần không khỏi lắc đầu, đúng vậy, quả là chẳng ra làm sao. Lai lịch như thế mà làm đại ca bảo kê cho một quán nướng thì có gì ghê gớm chứ? Chàng trai trẻ nổi giận, mẹ kiếp, anh nói gì đó? Anh dám nói xấu cậu Lý có phải không? Anh có tin là mình không thể đi ra khỏi con đường này không? Lý Dục Thần kinh ngạc nói, chẳng lẽ cả con đường này đều được cậu Lý bảo kê ư? Đừng nói là con đường này. Cả thành phố Hòa này đều là của cậu Lý và nhà họ Lâm, chàng trai trẻ nói đầy đắc ý, mau lau sạch bàn rồi biến đi. Lý Dục Thần cảm thấy buồn cười, chàng trai trẻ này không phải là người xấu, tuy
tuy trông thái độ thì ngang tàng nhưng thực ra không hề nói lời gì độc ác, cũng không hề có ý đồ xấu xa gì, chẳng qua là có phần chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùm mà thôi. Mộng Đình, chúng ta đi thôi. Lý Dục Thần không muốn chấp vặt đối phương nên lắc đầu, định bỏ đi. Lâm Mộng Đình lại nói, Dục Thần, anh phải giải quyết chuyện này đi. Giải quyết, Lý Dục Thần sửng sốt. Trong ấn tượng của anh, Lâm Mộng Đình không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi, không có lòng độ lượng. Lâm Mộng Đình cười nói, ông bà ta đã dậy rồi, nếu bạn trông thấy nhà mình có một con gián thì nghĩa là quanh nhà bạn đã có cả hàng ngàn, hàng chục ngàn con gián rồi. Lý Dục Thần hiểu ý Lâm Mộng Đình. Chẳng lẽ chỉ có mỗi chàng trai trẻ này mượn tên tuổi của anh để lên mặt thôi hay sao? Ở thành phố Hòa này còn có bao nhiêu người như vậy nữa? Hơn nữa, anh không tin mình lại nổi tiếng ở khu buôn bán, chợ búa như vậy, e là có người đứng đằng sau gây sự. Nếu như anh cứ mặc kệ như vậy thì e là ba tiếng Lý Dục Thần sẽ có ngày trở thành cái tên được các bà các mẹ lôi ra dọa trẻ con ngừng khóc. Đúng là cần phải giải quyết chuyện này rồi. Lý Dục Thần bội phục suy nghĩ chu đáo của Lâm Mộng Đình, anh cười nói, vợ tôi quả là sáng suốt. Suy, ai là vợ anh? Lâm Mộng Đình đỏ mặt, mắng. Thấy hai người họ đứng liếc mắt đưa tình với nhau, chàng trai trẻ kia nổi giận vì cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp, kéo theo cả nhân vật đứng sau lưng anh ta cũng bị chà đạp lòng tự trọng, anh ta nhất định không thể để yên như vậy được. Này, hai người nói xong chưa hả? Sao vậy? Ở đây cấm nói chuyện à? Nói chuyện thì được nhưng mà lau bàn xong rồi biến đi dùm cho, đi ra chỗ khác mà nói chuyện. Nếu tôi không lau thì sao? Không lau, chàng trai trẻ bực bội định xông tới bẻ tay Lý Dục Thần, vậy để tôi lau giúp anh. Nhưng anh ta còn chưa đụng được vào người Lý Dục Thần thì đã ngã ầm xuống đất, mặt cắm xuống nền đường. Anh ta đứng dậy nhìn dưới đất, không hiểu tại sao mình lại bị trượt chân. Anh ta định lại xô Lý Dục Thần thì lại tiếp tục bị ngã sấp xuống đất với cùng một tư thế và ở cùng một vị trí. Lần này thì dù có ngu đi nữa anh ta cũng biết là Lý Dục Thần dở trò. Anh ta đứng lên, chỉ tay vào Lý Dục Thần nói, anh to gan lắm, anh chờ đó. Nói rồi, anh ta lấy điện thoại ra gọi. Alo, ông Tam, tôi bị người ta ức hiếp. Một nam một nữ, người đàn ông khá kỳ lạ, anh ta biết võ. Nữ, anh ta liếc nhìn Lâm Mộng Đình, nữ rất đẹp. Rất đẹp, chắc chắn là kiểu ông Tam thích, vẫn còn ở đây, dạ, tôi chờ ông. Cúp điện thoại, chàng trai trẻ hung dữ trừng mắt nhìn Lý Dục Thần, này anh, có giỏi thì cứ đứng đấy chờ. Ông Tam sẽ tới xử đẹp anh. Được, vậy tôi chờ. Lý Dục Thần kéo Lâm Mộng Đình ngồi xuống. Chẳng bao lâu sau, hai chiếc xe phóng vù tới đây rồi dừng lại. Một nhóm người nhảy xuống xe, đi về phía họ. Chàng trai trẻ hưng phấn, chỉ tay vào Lý Dục Thần nói, anh chết chắc rồi, nói rồi lập tức chạy ra đón những người kia. Anh Bân, anh Báo, anh Dương, chàng trai trẻ cúi đầu khom lưng chào hỏi. A Đông, có chuyện gì vậy? Anh ta, chính là bọn họ, chàng trai trẻ tên là A Đông chỉ tay vào Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình, bọn họ đến đây gây chuyện. Tôi nói chỗ này đã được cậu Lý bảo kê rồi nhưng chẳng những họ không coi ra gì mà còn đánh tôi nữa. Ồ, sống ở thành phố Hòa mà lại dám không coi cậu Lý ra gì à? Vậy tôi phải đi xem ai là người to gan dám đánh người ở địa bàn của tôi như mới được. Dứt lời, nhóm người đó tách ra hai bên, một người mặc áo vét màu đỏ rượu, đeo dây xích vàng to ở cổ và kính râm to trên mắt cộng với mái tóc nhuộm đỏ trên đỉnh đầu nghênh ngang sải bước đi tới đây. A Đông vội vàng khom lưng chào, ông Tam. Ông Tam vỗ vai anh ta, yên tâm, ông Tam sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Sau đó, ông Tam ung dung đi về phía Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình. Anh cười hì hì nhìn đối phương, chào một tiếng, ông Tam. Ông Tam giật bắn mình, vội vàng tháo kính râm xuống, tới khi thấy rõ mặt Lý Dục Thần, chân ông Tam mềm nhũn, quỳ bịch xuống đất. Lý, ông Tam bò dạp người dưới đất. Không dám ngẩng đầu lên, lắp bắp mãi một hồi mới nói xong, cậu Lý. Nghe vậy, những người đi theo ông Tam đều trợn tròn mắt. Có người tinh mắt, phản ứng nhanh cũng quỳ xuống theo ông Tam. Tất cả rầm rập quỳ xuống đất, cuối cùng chỉ còn thừa lại mỗi chàng trai trẻ tên là A Đông kia là ngây ngốc đứng như trời trồng. Thì ra ông Tam quỳ dưới đất chính là Hoàng Tam. Mấy tháng trước Hoàng Tam chỉ là một người nhặt ve chai, kiếm miếng cơm dưới trướng anh Thái.
Vậy mà giờ đây Hoàng Tam đã trở thành đại ca của cả vùng này. Lần đầu tiên Lý Dục Thần gặp Hoàng Tam còn từng tát Hoàng Tam một cái. Chính vì cái tát này mà Hoàng Tam cho rằng anh ta có giao tình với Lý Dục Thần, giao tình và mặt thì cũng là giao tình mà. Cho nên khi nói với mọi người, Hoàng Tam thường bỏ qua anh Thái và Mã Sơn, nói mình là người của cậu Lý. Bởi vì anh ta từng làm việc cho Lý Dục Thần nên anh Thái và Mã Sơn cũng không chấp anh ta. Nhưng anh ta không ngờ được rằng có một ngày đàn em của mình lại thực sự đắc tội cậu Lý. Hoàng Tam quỳ dưới đất, run lẩy bẩy, quay đầu lại nhìn, thấy A Đông vẫn còn đứng ngẩn người như một thằng đần bèn hậm hực xoay người lại, bò về phía đó, quét chân một cái, làm A Đông ngã xuống đất, sau đó nhấn đầu A Đông xuống đất, nói. Cậu Lý, thằng danh này có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, xin anh bớt giận, để tôi đánh quẻ cẳng anh ta. A Đông sợ run rẩy, xin tha, ông Tam tha mạng. Hoàng Tam cả giận nói, cậu xin tôi cũng chẳng ích gì hết. Hừ, cậu đắc tội cậu Lý thì chớ trách tôi vô tình. Ông Tam, xin tha mạng, cậu Lý, xin tha mạng, A Đông gào khóc. Được rồi, Hoàng Tam, anh giỏi lắm, anh định giết người xong bắt tôi phải cõng tiếng xấu đúng không, Lý Dục Thần nói. Hoàng Tam vội vàng buông A Đông ra, lồm cồm đứng dậy, chạy lại chỗ Lý Dục Thần, nói, cậu Lý, ý tôi không phải vậy. Tôi thật đáng chết. Nói rồi anh ta bắt đầu vả miệng mình. Tôi đáng chết. Tôi khốn nạn, tôi nói bậy. Hoàng Tam vừa tát vừa nhìn trộm Lý Dục Thần, thấy anh không bảo mình dừng lại, trong lòng anh ta lạnh toát, trái ngược hẳn với bên má bị anh ta tát nóng bừng. Tát, tát tiếp đi, Lý Dục Thần lạnh lùng nói, nếu anh không nói rõ chuyện ở đây ra cho tôi thì cứ tự tát đến chết đi. Má Hoàng Tam đã sưng vù nhưng anh ta không dám dừng lại. Tiếng bốp bốp vang vọng trên đường. Đám đàn em đứng đằng sau nhìn thôi cũng thấy đau dùm anh ta. Trái lại, A Đông như thể không thể nén giận nổi nữa, lồm cồm đứng dậy, kêu, đừng đánh nữa. Lý Dục Thần tò mò nhìn anh ta, không biết anh ta muốn làm gì. Hoàng Tam ngừng tay, kinh ngạc nhìn A Đông, trong lòng không khỏi sợ hãi, sợ anh ta lại nói ra câu gì không nên nói. A Đông nói, là lỗi của tôi, là tôi có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, tôi đắc tội cậu Lý. Cậu Lý muốn chém giết, muốn dóc thịt thì cứ lôi tôi ra mà xử. Chuyện này không liên quan gì tới ông Tam cả. Lời này của anh ta khiến Hoàng Tam ngẩn người. Hoàng Tam không ngờ chàng trai trẻ này lại có nghĩa khí như vậy, sẵn sàng đứng ra nói đỡ cho mình. Lý Dục Thần cũng ngạc nhiên, anh hỏi, lôi cậu ra ư? Cậu không sợ chết à? Sợ, A Đông nói, nhưng đây là lỗi của tôi chỉ là hạng tôm tép thôi, cậu Lý muốn giết thì cứ giết đi, dù sao tôi cũng không có bố mẹ, không có gì phải bận tâm. Ông Tam, sau khi tôi chết, phiền ông chăm sóc cho A Tây nhà tôi. A Tây, Hoàng Tam sửng sốt. A Tây là con chó hoang tôi nuôi, nó cũng không có bố mẹ, lúc tôi nhặt được nó ngoài đường, nó đã ốm gần chết, tôi thấy nó tội nghiệp nên đem về nuôi. Tôi tên là A Đông nên đặt tên cho nó là A Tây. Trước đây người ta thường mắng tôi chẳng phải là Đông Tây gì, vậy thì giờ có A Tây nữa là đủ bộ rồi. Mẹ kiếp! Đã là lúc nào rồi còn lo cho một con chó, Hoàng Tam mắng. Lý Dục Thần không ngờ chẳng những A Đông là người có nghĩa khí mà còn rất thú vị. Giọng điệu trách trời bất công của A Đông khi nói tới chuyện bản thân không có bố mẹ khiến Lý Dục Thần xúc động. Anh muốn tìm hiểu thử A Đông một chút xem sao. Cậu thật sự không sợ chết à? Lúc nói tới chữ chết, Lý Dục Thần sử dụng pháp chú hư không, anh vừa dứt lời là hơi lạnh lập tức ngưng tụ lại, hơi thở chết chóc tỏa ra xung quanh. Pháp chú này đánh thẳng vào lòng người, nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ sợ vỡ mật, lập tức quỳ xuống xin tha. Ngay cả Hoàng Tam và đám đàn em của anh ta cũng đều run lẩy bẩy. Bởi vì anh ta từng làm việc cho Lý Dục Thần nên anh Thái và Mã Sơn cũng không chấp anh ta. Nhưng anh ta không ngờ được rằng có một ngày đàn em của mình lại thực sự đắc tội cậu Lý. Hoàng Tam quỳ dưới đất, run lẩy bẩy, quay đầu lại nhìn. Thấy A Đông vẫn còn đứng ngẩn người như một thằng đần bèn hậm hực xoay người lại, bò về phía đó, quét chân một cái, làm A Đông ngã xuống đất, sau đó nhấn đầu A Đông xuống đất, nói. Cậu Lý, thằng danh này có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, xin anh bớt giận, để tôi đánh quẻ cẳng anh ta. A Đông sợ run rẩy, xin tha, ông Tam tha mạng. Hoàng Tam cả giận nói, cậu xin tôi cũng chẳng ích gì hết. Hừ. Cậu đắc tội cậu Lý thì chớ trách tôi vô tình.
Ông Tam, xin tha mạng. Cậu Lý, xin tha mạng. A Đông gào khóc. Được rồi, Hoàng Tam, anh giỏi lắm. Anh định giết người xong bắt tôi phải cõng tiếng xấu đúng không? Lý Dục Thần nói. Hoàng Tam vội vàng buông A Đông ra, lồm cồm đứng dậy, chạy lại chỗ Lý Dục Thần, nói, cậu Lý, ý tôi không phải vậy. Tôi thật đáng chết. Nói rồi anh ta bắt đầu vả miệng mình. Tôi đáng chết, tôi khốn nạn, tôi nói bậy. Hoàng Tam vừa tát vừa nhìn trộm Lý Dục Thần, thấy anh không bảo mình dừng lại, trong lòng anh ta lạnh toát, trái ngược hẳn với bên má bị anh ta tát nóng bừng. Tát, tát tiếp đi, Lý Dục Thần lạnh lùng nói, nếu anh không nói rõ chuyện ở đây ra cho tôi thì cứ tự tát đến chết đi. Má Hoàng Tam đã sưng vù nhưng anh ta không dám dừng lại. Tiếng bốp bốp vang vọng trên đường. Đám đàn em đứng đằng sau nhìn thôi cũng thấy đau dùm anh ta. Trái lại, A Đông như thể không thể nén giận nổi nữa, lồm cồm đứng dậy, kêu, đừng đánh nữa. Lý Dục Thần tò mò nhìn anh ta, không biết anh ta muốn làm gì. Hoàng Tam ngừng tay, kinh ngạc nhìn A Đông, trong lòng không khỏi sợ hãi, sợ anh ta lại nói ra câu gì không nên nói. A Đông nói, là lỗi của tôi, là tôi có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, tôi đắc tội cậu Lý. Cậu Lý muốn chém giết, muốn dốc thịt thì cứ lôi tôi ra mà xử, chuyện này không liên quan gì tới ông Tam cả. Lời này của anh ta khiến Hoàng Tam ngẩn người. Hoàng Tam không ngờ chàng trai trẻ này lại có nghĩa khí như vậy, sẵn sàng đứng ra nói đỡ cho mình. Lý Dục Thần cũng ngạc nhiên, anh hỏi, lôi cậu ra ư? Cậu không sợ chết à? Sợ, A Đông nói, nhưng đây là lỗi của tôi chỉ là hạng tôm tép thôi, cậu Lý muốn giết thì cứ giết đi, dù sao tôi cũng không có bố mẹ, không có gì phải bận tâm. Ông Tam, sau khi tôi chết, phiền ông chăm sóc cho A Tây nhà tôi. A Tây, Hoàng Tam sửng sốt. A Tây là con chó hoang tôi nuôi, nó cũng không có bố mẹ, lúc tôi nhặt được nó ngoài đường, nó đã ốm gần chết, tôi thấy nó tội nghiệp nên đem về nuôi. Tôi tên là A Đông nên đặt tên cho nó là A Tây. Trước đây người ta thường mắng tôi chẳng phải là Đông Tây gì, vậy thì giờ có A Tây nữa là đủ bộ rồi. Mẹ kiếp, đã là lúc nào rồi còn lo cho một con chó, Hoàng Tam mắng. Lý Dục Thần không ngờ chẳng những A Đông là người có nghĩa khí mà còn rất thú vị. Giọng điệu trách trời bất công của A Đông khi nói tới chuyện bản thân không có bố mẹ khiến Lý Dục Thần xúc động. Anh muốn tìm hiểu thử A Đông một chút xem sao. Cậu thật sự không sợ chết à? Lúc nói tới chữ chết, Lý Dục Thần sử dụng pháp chú hư không, anh vừa dứt lời là hơi lạnh lập tức ngưng tụ lại, hơi thở chết chóc tỏa ra xung quanh. Pháp chú này đánh thẳng vào lòng người, nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ sợ vỡ mật, lập tức quỳ xuống xin tha. Ngay cả Hoàng Tam và đám đàn em của anh ta cũng đều run lẩy bẩy. A Đông vô cùng sợ hãi, mặt mày tái nhợt đi. Nhưng anh ta dường như đã bất chấp tất cả, cứ đứng ở đó, đôi tay siết chặt, cắn môi đến mức bật máu, nhưng vẫn cứ không xin tha. Lý Dục Thần gật đầu, triệt tiêu pháp chú, nói, được, lần này mạng của cậu tôi cho ghi sổ. Hoàng Tam thở phào một hơi, anh ta biết Lý Dục Thần chịu tha cho A Đông rồi. A Đông mờ mịt, nói, ghi sổ, ghi kiểu gì? Hoàng Tam sốt cả ruột, anh ta tức giận ấn đầu A Đông, ghi sổ, tức là từ giờ trở đi cậu nợ anh Lý một cái mạng, về sau cậu phải lên núi đao xuống biển lửa để mà báo đáp anh Lý, hiểu chưa? Anh Lý độ lượng, còn không mau cảm ơn anh ấy đi. A Đông xoa đầu, dường như không hiểu tại sao tự dưng lại nợ Lý Dục Thần một mạng, nhưng anh ta vẫn nói, cảm ơn anh Lý. Lý Dục Thần phát hiện người này cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, tính tình ngang bướng, thảo nào phải đòi mình lau bàn sạch sẽ mới đặt lại chỗ cũ. Thì ra không phải anh ta ngang ngược, mà là ngu đần, chỉ đi theo Hoàng Tam lăn lộn giang hồ, theo cách gọi của thành phố Hòa thì là đàn em không có đầu óc. Lý Dục Thần chợt cảm thấy tò mò, kiểu người như vậy mà mở quán nướng thì làm ăn được hay sao? Anh không so đo với A Đông, mà quay sang nói với Hoàng Tam, được rồi, đừng quỳ diễn trò nữa, đứng dậy đi. Cuối cùng Hoàng Tam cũng thở phào nhẹ nhõm, anh ta đứng dậy, xoa khuôn mặt sưng tấy. Đám đàn em của anh ta cũng đứng lên, thấp thỏm đứng bên cạnh. Quán nướng này rốt cuộc là sao thế này? Chủ cũ đâu? Lý Dục Thần bỗng hỏi. Hả? Hoàng Tam đột nhiên bị hỏi, sợ đến mức run rẩy, đúng là có chuyện như vậy thật. Lần trước sau khi chuyện Lâm Thiếu Gia xảy ra ở đây, chủ cũ sợ quá, không muốn kinh doanh nữa nên tôi bảo Cu Đông mua lại. Ồ, Lý Dục Thần nhìn chằm chằm Hoàng Tam,
thế tức là anh có lòng tốt giúp người ta à? Đương nhiên rồi, tôi còn trả phí chuyển nhượng cao gấp 3 lần bình thường đấy, Hoàng Tam giơ tay thề thốt. Thế vợ chồng chủ cũ đi đâu rồi, anh dẫn tôi đi gặp họ, Lý Dục Thần nói. Họ dọn đi thì tôi không còn liên lạc với họ nữa, tôi cũng không biết hai vợ chồng bọn họ đi đâu. Anh không biết, được rồi, vậy tôi bảo anh Thái đi tìm vậy. Lý Dục Thần lấy điện thoại di động ra gọi cho anh Thái, bảo gã ta đến đây ngay. Hoàng Tam sợ hãi, muốn ngăn cản nhưng lại không biết lấy cớ gì, anh ta cũng không dám tỏ thái độ cháo trở trước mặt anh. Thái Vĩ Dân bị thương chưa khỏi hẳn, đang ở nhà dưỡng bệnh, bỗng nhận được cuộc gọi của Lý Dục Thần, tưởng là có chuyện gì nên lo lắng chạy tới ngay. Đến nơi, nghe kể đầu đuôi câu chuyện, Lý Vĩ Dân thầm căng thẳng, gã ta hiểu ngay dụng ý của Lý Dục Thần khi gọi mình đến đây. Gã ta trừng Hoàng Tam rồi nói với Lý Dục Thần, cậu Lý, tại tôi không biết quản lý, tôi thay mặt các anh em xin lỗi cậu. Lý Dục Thần nói với giọng lạnh lùng, tôi cần anh xin lỗi à? Thái Vĩ Dân chỉ cảm thấy toàn thân rét run, gã ta cứ đứng yên ở đó, câm như hến. Hoàng Tam và đám đàn em bên cạnh thì sợ mất mật. Bình thường những tên đàn em này mới chỉ nghe nhắc đến tên của cậu Lý chứ chưa từng gặp mặt, vì thế không có cảm giác gì với Lý Dục Thần. Nhưng với bọn họ mà nói, Thái Vĩ Dân là ông lớn hàng thật giá thật. Bây giờ, hơn một nửa thế lực ngầm của thành phố Hòa đều do Thái Vĩ Dân quản lý. Thậm chí nhiều thế lực quanh thành phố Hòa cũng nằm trong tay gã ta. Trước đây biệt danh của gã ta là anh Thái, giờ thì không còn mấy ai gọi thế nữa. Người trong giới giang hồ đều gọi gã ta là ông trùm Thái. Thái Vĩ Dân tàn nhẫn có tiếng, nếu ai dám đắc tội gã ta chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Nghe nói ông lớn Chu Lợi Quân cả Vũ Châu từng bị gã ta chặt ra cho chó ăn. Đối mặt với Thái Vĩ Dân, đám du côn này sợ gã ta một phép. Nhưng khi nhìn thấy Thái Vĩ Dân tỏ ra ngoan như cún, thậm chí không dám thở mạnh trước mặt Lý Dục Thần, bọn họ mới thật sự cảm nhận được cái uy của cậu Lý. A Đông vô cùng sợ hãi, mặt mày tái nhợt đi. Nhưng anh ta dường như đã bất chấp tất cả, cứ đứng ở đó, đôi tay siết chặt, cắn môi đến mức bật máu, nhưng vẫn cứ không xin tha. Lý Dục Thần gật đầu, triệt tiêu pháp chú, nói, được, lần này mạng của cậu tôi cho ghi sổ. Hoàng Tam thở phào một hơi, anh ta biết Lý Dục Thần chịu tha cho A Đông rồi. A Đông mờ mịt, nói, ghi sổ, ghi kiểu gì? Hoàng Tam sốt cả ruột, anh ta tức giận ấn đầu A Đông, ghi sổ, tức là từ giờ trở đi cậu nợ anh Lý một cái mạng, về sau cậu phải lên núi đao xuống biển lửa để mà báo đáp anh Lý, hiểu chưa? Anh Lý độ lượng, còn không mau cảm ơn anh ấy đi. A Đông xoa đầu, dường như không hiểu tại sao tự dưng lại nợ Lý Dục Thần một mạng. Nhưng anh ta vẫn nói, cảm ơn anh Lý. Lý Dục Thần phát hiện người này cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, tính tình ngang bướng, thảo nào phải đòi mình lau bàn sạch sẽ mới đặt lại chỗ cũ. Thì ra không phải anh ta ngang ngược, mà là ngu đần, chỉ đi theo Hoàng Tam lăn lộn giang hồ, theo cách gọi của thành phố Hòa thì là đàn em không có đầu óc. Lý Dục Thần chợt cảm thấy tò mò, kiểu người như vậy mà mở quán nướng thì làm ăn được hay sao? Anh không so đo với A Đông. Mà quay sang nói với Hoàng Tam, được rồi, đừng quỳ diễn trò nữa, đứng dậy đi. Cuối cùng Hoàng Tam cũng thở phào nhẹ nhõm, anh ta đứng dậy, xoa khuôn mặt sưng tấy. Đám đàn em của anh ta cũng đứng lên, thấp thỏm đứng bên cạnh. Quán nướng này rốt cuộc là sao thế này? Chủ cũ đâu? Lý Dục Thần bỗng hỏi. Hả, Hoàng Tam đột nhiên bị hỏi, sợ đến mức run rẩy, đúng là có chuyện như vậy thật. Lần trước sau khi chuyện Lâm Thiếu Gia xảy ra ở đây, chủ cũ sợ quá, không muốn kinh doanh nữa nên tôi bảo cô Đông mua lại. Ồ, Lý Dục Thần nhìn chằm chằm Hoàng Tam, thế tức là anh có lòng tốt giúp người ta à? Đương nhiên rồi, tôi còn trả phí chuyển nhượng cao gấp 3 lần bình thường đấy, Hoàng Tam giơ tay thề thốt. Thế vợ chồng chủ cũ đi đâu rồi, anh dẫn tôi đi gặp họ, Lý Dục Thần nói. Họ dọn đi thì tôi không còn liên lạc với họ nữa. Tôi cũng không biết hai vợ chồng bọn họ đi đâu. Anh không biết, được rồi, vậy tôi bảo anh Thái đi tìm vậy. Lý Dục Thần lấy điện thoại di động ra gọi cho anh Thái, bảo gã ta đến đây ngay. Hoàng Tam sợ hãi, muốn ngăn cản nhưng lại không biết lấy cớ gì, anh ta cũng không dám tỏ thái độ cháo trở trước mặt anh. Thái Vĩ Dân bị thương chưa khỏi hẳn, đang ở nhà dưỡng bệnh, bỗng nhận được cuộc gọi của Lý Dục Thần, tưởng là có chuyện gì nên lo lắng chạy tới ngay. Đến nơi, nghe kể đầu đuôi câu chuyện,
Lý Vĩ Dân thầm căng thẳng, gã ta hiểu ngay dụng ý của Lý Dục Thần khi gọi mình đến đây. Gã ta trừng Hoàng Tam rồi nói với Lý Dục Thần, cậu Lý, tại tôi không biết quản lý, tôi thay mặt các anh em xin lỗi cậu. Lý Dục Thần nói với giọng lạnh lùng, tôi cần anh xin lỗi à? Thái Vĩ Dân chỉ cảm thấy toàn thân rét run, gã ta cứ đứng yên ở đó, câm như hến. Hoàng Tam và đám đàn em bên cạnh thì sợ mất mật. Bình thường những tên đàn em này mới chỉ nghe nhắc đến tên của cậu Lý chứ chưa từng gặp mặt, vì thế không có cảm giác gì với Lý Dục Thần. Nhưng với bọn họ mà nói, Thái Vĩ Dân là ông lớn hàng thật giá thật. Bây giờ, hơn một nửa thế lực ngầm của thành phố Hòa đều do Thái Vĩ Dân quản lý. Thậm chí nhiều thế lực quanh thành phố Hòa cũng nằm trong tay gã ta. Trước đây biệt danh của gã ta là anh Thái, giờ thì không còn mấy ai gọi thế nữa. Người trong giới giang hồ đều gọi gã ta là ông trùm Thái. Thái Vĩ Dân tàn nhẫn có tiếng, nếu ai dám đắc tội gã ta chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Nghe nói ông lớn Chu Lợi Quân cả Vũ Châu từng bị gã ta chặt ra cho chó ăn. Đối mặt với Thái Vĩ Dân, đám du côn này sợ gã ta một phép. Nhưng khi nhìn thấy Thái Vĩ Dân tỏ ra ngoan như cún, thậm chí không dám thở mạnh trước mặt Lý Dục Thần, bọn họ mới thật sự cảm nhận được cái uy của cậu Lý. Lý Dục Thần đập bàn, chỉ vào mặt Thái Vĩ Dân mà mắng. Thái Vĩ Dân, nếu không phải bởi vì thấy anh mất nửa cái mạng ở thành phố Long thì hôm nay tôi đã đánh anh tàn phế rồi. Tôi cho anh làm sếp, không phải là để anh mượn danh nghĩa tôi giễu võ dương oai, bắt nạt người dân bình thường. Thái Vĩ Dân nhận ra được Lý Dục Thần thật sự nổi giận. Không phải tức giận với kẻ địch, mà là giận người của mình không nên thân. Hiện tại tâm trạng của Thái Vĩ Dân vô cùng phức tạp. Thái độ của cậu Lý khiến gã ta sợ, nhưng đồng thời cũng làm gã ta thấy cảm động. Cậu Lý giận vì chuyện này, chứng tỏ anh coi gã ta là người của mình. Thái Vĩ Dân cảm thấy hối hận, hơn nửa năm qua gã ta chỉ mải bành trướng thế lực, không có thời gian chỉnh đốn bên trong, đích xác lơ là trong việc quản lý. Từ sau khi nhận biết Lý Dục Thần, gã ta thấy được thế giới rộng lớn hơn, biết núi cao còn có núi cao hơn không chỉ là câu nói suông, mà thật sự có núi cao trời xa. Điều này khiến gã ta khác với những chùm xã hội đen bình thường. Gã ta biết, nhiệm vụ của mình không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, cũng không phải chiếm được bao nhiêu thế lực, mà là có thể giúp cậu Lý làm bao nhiêu việc. Đó mới là giá trị thật sự của gã ta. Cậu Lý, tôi. Lý Dục Thần giơ tay lên, ngăn gã ta lên tiếng. Không cần giải thích, anh chỉ cần nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện này của thành phố Hòa anh có thể xử lý được không? Nếu không thể quản được thì sớm ngày cút đi cho tôi. Tôi có thể, Thái Vĩ Dân ưỡn ngực, đứng nghiêm như người nhà binh. Lý Dục Thần gật đầu, vỗ vai gã ta, nói, vậy thì làm cho tử tế, phải biết nhìn xa trông rộng hơn, trước tiên quản lý thành phố Hòa cẩn thận, có kinh nghiệm rồi sau này đi thủ đô thì đừng làm tôi mất mặt. Nghe đến hai chữ thủ đô, ánh mắt Thái Vĩ Dân tỏa sáng. Lý Dục Thần nhìn A Đông, rồi chỉ vào biển hiệu của quán nướng, nói, anh có biết quán nướng này do tôi bảo kê không? Hiển nhiên A Đông không hiểu ý của Lý Dục Thần, ánh mắt ngơ ngác càng thêm mờ mịt, anh ta gãi đầu, nói. Đúng vậy, tôi đã nói là anh bảo kê mà, nhưng anh không tin. A Đông nói thế làm Lý Dục Thần suýt thì cười. Nếu có người biết rõ là tôi bảo kê mà vẫn lừa gạt, chiếm đoạt quán ăn này, vậy thì anh nói xem phải làm sao. Mặt Hoàng Tam thoát cái trắng bệch, giọng anh ta run rẩy, anh Lý. Lý Dục Thần ngắt lời, nói, tôi không hỏi anh, tôi đang hỏi anh ta, vừa nói vừa chỉ vào A Đông. A Đông trả lời không chút do dự, chém nó. Hoàng Tam run bần bật vì sợ, mồ hôi lạnh túa ra như mưa, anh ta lại quỳ xuống, nói. Anh Lý, tôi thật sự không cướp đoạt gì cả, tôi cho bọn họ một khoản phí chuyển nhượng cách xù thật mà. Lý Dục Thần không để ý đến Hoàng Tam, anh nói nhỏ như đang lẩm bẩm một mình. Trước đây tôi đã hứa với chủ quán và vợ, chỉ cần bọn họ muốn thì quán nướng này vẫn có thể buôn bán tiếp, nếu có người ức hiếp bọn họ thì cứ đến tìm tôi. Tôi không ngờ, người đuổi bọn họ đi lại là người của tôi. Hoàng Tam quỳ trên mặt đất, giọng nói đã nghẹn ngào, tôi thật sự không đuổi bọn họ đi mà. Anh Lý, anh phải tin tôi không dám. Lý Dục Thần không có hứng thú nghe anh ta giải thích, anh quay sang nói với Thái Vĩ Dân, địa bàn của anh, người của anh tự giải quyết đi. Mấy ngày nữa tôi sẽ lại đến ăn nướng. Cậu Lý yên tâm, tôi biết phải làm gì, Thái Vĩ Dân nói.
Lý Dục Thần gật đầu, kéo Lâm Mộng Đình chuẩn bị rời đi. Đột nhiên anh sực nhớ ra chuyện gì, thế là quay đầu lại, chỉ vào A Đông và nói, người này không thích hợp làm buôn bán, cũng không hợp làm xã hội đen, anh đưa anh ta đến quán giang hồ học việc đi. Được, Thái Vĩ Dân nói. Nhìn bóng Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình biến mất ở góc đường, Thái Vĩ Dân mới thở phào một hơi. Cậu tên là A Đông à? Gã ta quay đầu nhìn thằng nhóc khờ khạo tên A Đông, bỗng cảm thấy hâm mộ, vỗ vai anh ta và nói, cậu may mắn thật đấy. A Đông mờ mịt đáp lời, không hiểu mình may mắn ở chỗ nào, rõ ràng còn mất việc ở quán nướng. Lâm Mộng Đình kéo cánh tay Lý Dục Thần, hai người họ bước chậm trên đường phố thành phố Hòa. Em còn tưởng anh sẽ đích thân đi chứ, Lâm Mộng Đình nói. Hửm, đích thân đi đâu? Đi đón vợ chồng chủ quán nướng về. Rõ ràng Hoàng Tam biết bọn họ ở đâu. Lý Dục Thần nói, chuyện nhỏ ấy giao cho anh Thái đi làm là được, nếu đến cả việc này anh cũng phải tự mình đi làm thì sau này sẽ có vô số việc đến tay. Ồ, biết nhìn ra trông rộng rồi nha, Lâm Mộng Đình khen anh, càng ngày càng có phong thái của ông lớn, xem ra nhà họ Lý sắp được hồi sinh rồi. Lý Dục Thần cười nói, xin nhận lời chúc của phu nhân, hy vọng điều này trở thành sự thật. Anh nói xem anh Hoàng sẽ xử lý Hoàng Tam thế nào, Lâm Mộng Đình khá là tò mò. Hoàng Tam là người của anh ta muốn xử lý thế nào cũng được, anh không hỏi, Lý Dục Thần nói. Vậy anh cảm thấy anh Thái có thể chỉnh đốn thành phố Hòa được không? Đây không phải việc dễ dàng, từ một đại ca côn đồ bình thường trong nháy mắt trở thành ông trùm một khu, anh ta đi quá nhanh. Ý của em là anh ta đi nhanh sẽ thấy thốn. Thôi đi, đừng đùa nữa, Lâm Mộng Đình đánh Lý Dục Thần một cái, em đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Được, 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 em nói đi, Lý Dục Thần nói. Lâm Mộng Đình nói tiếp, thế lực của anh Thái bành trướng quá nhanh, nửa năm qua anh ta có thể chèn ép các ông lớn nơi khác đều là nhờ danh tiếng của anh. Quá trình phát triển của anh ta thật ra là sự thu nhỏ quá trình phát triển của anh. Nhưng anh biết đạo pháp. Còn anh ta thì không. Bên cạnh anh có Lang Dụ Văn, có anh Sơn Mã, có chị Mai, còn anh Thái thì không có. Dưới trướng anh ta chỉ có một nhóm ô hợp, người như Hoàng Tam đã là thành viên cốt cán rồi. Nếu anh ta muốn chỉnh đốn lại mớ hỗn độn này thì chẳng những cần có đầu óc thông minh mà còn cần có sự can đảm và quyết đoán. Lý Dục Thần nhìn chằm chằm vào Lâm Mộng Đình. Lâm Mộng Đình bị anh nhìn đâm ra ngại, cô nói, sao đấy? Trên mặt em mọc hoa hay gì à? Đẹp hơn cả hoa ấy chứ, Lý Dục Thần nói. Anh cứ đùa thôi, Lâm Mộng Đình nhăn mặt, song ý cười đã tràn ra. Anh không ngờ vợ chưa cưới của anh không những xinh đẹp, học giỏi, mà còn sáng suốt thông tuệ, chẳng khác nào nữ gia cát. Được chưa, khen làm em vui là được, đừng tâng bốc quá đà, em không dám nhận. Lý Dục Thần cười nói, hôm nay anh còn phải cảm ơn em. Nếu không phải hôm nay em dẫn anh đi ăn đồ nướng thì anh cũng không ngờ được bọn họ sẽ lấy danh nghĩa của anh để mà làm chuyện sằng bậy. Anh chưa bao giờ để ý đến thanh danh của mình, nhưng anh không thể không chú trọng danh tiếng của nhà họ Lý. Nhà họ Lý muốn phục hưng, chỉ dựa vào nằm vũ lực và tiền bạc thôi là chưa đủ. Anh không thể khiến ông nội mất mặt. Lâm Mộng Đình gật đầu, thế mới phải chứ. Thế ra vọng tộc thật sự là phải dựa vào lòng người để phát triển. Rồi cô lại lo lắng nói. Lần này anh cưỡng chế xuất quan, tâm ma bị dao động mạnh, giết nhiều người, liệu có ảnh hưởng đến anh và sư môn không? Còn cả những lời đồn đãi bên ngoài nữa, người ta nói nhà họ Liễu của thành phố Dũng bị anh diệt tộc. Lý Dục Thần nói, lần này đúng là sát tính quá mãnh liệt. Nhưng người anh giết đều là những kẻ đáng chết, nhà họ Phan không một ai đáng để tha thứ. Còn nhà họ Liễu thành phố Dũng, việc này khá kỳ lạ. Khi ấy anh ở thành phố Dũng thật, chuyện này quá trùng hợp. Ý anh là có người cố ý hại anh, là ai được cơ chứ? Không biết, nhà họ Liễu không phải gia tộc bình thường, nhà bọn họ có truyền thống võ đạo, lắm cao thủ. Tuy lần này Liễu Kim Sinh phái nhiều cao thủ đến đối phó anh, nhưng chắc chắn sẽ để một vài người lại trong nhà. Nếu đã vụ oan giá họa cho anh, vậy thì chắc chắn người đó có thủ oán với anh. Mà có thủ với anh lại không tìm anh, chứng tỏ đánh không lại anh. Nhưng mà có thể tiêu diệt nhà họ Liễu một cách dễ dàng. Chứng tỏ người đó là cao thủ rất lợi hại. Thế này thì có phải phạm vi nhỏ đi rất nhiều rồi không? Lý Dục Thần ngẩn ra. Anh chưa hề suy nghĩ cẩn thận việc này, bởi vì anh không quan tâm lời đồn đãi này, cũng lười thanh minh. Sau khi được Lâm Mộng Đình nhắc nhở,
anh lập tức có đối tượng tình nghi, ảnh ma. Nhưng ảnh ma đã chết rồi mà. Khi ảnh ma bám vào Trương Diễm, Diễm đã bị Lý Dục Thần dùng kiếm thiên sư giết chết. Trừ phi, trong lúc nhập vào người Trương Diễm, Diễm ảnh ma còn phân thân nhập vào một người khác. Nếu thật sự là vậy, người đó có thể là ai? Khi ấy ở Tổng Đà Cái Bang, ma tâm của Lý Dục Thần cũng bị kích động, giết sạch đệ tử Cái Bang, bởi thế mà gây ra lôi kiếp sớm hơn dự kiến. Chẳng lẽ là đệ tử Cái Bang lọt lưới? Ngoài Cái Bang ra thì còn có thể là ai được chứ? Mộng Đình, xem ra anh vẫn phải đến thủ đô một chuyến, Lý Dục Thần nói. Bây giờ anh đang ở trong thời khắc mấu chốt, tiên ma chỉ cách một sợi chỉ, nghỉ ngơi một thời gian rồi hẵng đi, Lâm Mộng Đình quan tâm. Không sao, trên đùi anh có vết sẹo rồi mà đúng không, có vết sẹo này anh sẽ không nhập ma đâu, Lý Dục Thần cười nói, bởi vì anh đang ở thời khắc mấu chốt nên mới phải tìm điểm đột phá. À đúng rồi, đạo trưởng Vương Sùng Tiên của Bạch Vân Quan trước khi bế quan đã viết một vài kệ, Mộng Đình thông minh, học vấn cao, em tham mưu giúp anh em có thể phá giải bí ẩn của bài kệ này không? Nếu có thể phá giải thì lần này anh đi thủ đô tìm hiểu sự thật. Chắc chắn Vương đạo trưởng biết chút ít về chuyện nhà họ Lý. Trinh quán 24 công thần. Ai là ma ai là tiên? Quả thục đế lạc hoa khai nhật. Thanh nghiêu Bạch Vân hàm cốc quan. Đây là bài kệ Vương Sùng Tiến để lại trước khi bế quan. Đạo trưởng Kim Ba Mộc nói, Vương quan chủ bế tử quan, trừ phi có người giải mã được bài kệ này mới có thể xuất quan, bằng không sẽ bế quan cho đến khi chết già. Về chuyện nhà họ Lý biến mất chỉ sau một đêm năm xưa, Lý Dục Thần đã có suy nghĩ đại khái trong đầu, nhưng việc này hư hư thực thực, thật giả lẫn lộn, anh vẫn không thấy rõ chân tướng. Từ những manh mối có được hiện nay, có thể thấy Vương Sùng Tiên có liên quan đến chuyện này. Hơn nữa Bạch Vân Quan ở ngay thủ đô, Vương Sùng Tiên là quan chủ của đạo quan số 1 phương Bắc, không thể có chuyện không quen biết thế gia số 1 thủ đô. Chắc chắn ông ta biết rất nhiều chuyện, chỉ cần ông ta xuất quan có lẽ có thể biết được chân tướng. Trinh quán 24 công thần. Lâm Mộng Đình cau mày suy nghĩ một lát, rồi cô nhìn Lý Dục Thần, nói, Trinh quán là niên hiệu của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Vì thế đoạn này hẳn là ám chỉ nhà Lý thời Đường, hoặc ám chỉ nhà họ Lý. Hồi nhỏ Lý Dục Thần không đến trường lớp chính thức, sau đó ở Thiên Đô bị các sư tỷ ép học, phần lớn đều đọc Thiên Thư Huyền Môn, về phương diện lịch sử chỉ đọc sơ qua. Anh biết Đường Tống Nguyên Minh Thanh, biết Lý Thế Dân, nhưng không biết Trinh quán là niên hiệu của Lý Thế Dân. Nghe Lâm Mộng Đình nói vậy, anh đáp, thì ra là thế. Lâm Mộng Đình nói tiếp, Trinh quán 24 công thần. Tức là chỉ 24 vị triều thần lập nên nhà Lý, sau khi Lý Thế Dân đăng cơ, nhằm tưởng nhớ công lao của 24 người này, để cho bọn họ được lưu truyền sử sách vĩnh viễn, ông ấy đã ra lệnh cho họa sĩ nổi danh đương thời là Diêm lập bản vẽ tranh chân dung của 24 người tại Lăng Yên Các theo tỷ lệ 1:1, bởi thế bọn họ còn được gọi là 24 công thần Lăng Yên Các. Đó đều là những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, ví dụ như Ngụy Trinh, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Tần Quỳnh, Uất Chỉ Cung. Khoan đã, Lý Dục Thần ngắt lời, em vừa nói cái gì các cơ? Lăng Yên Các, Lâm Mộng Đình đáp, nằm ở thành Trường An, đáng tiếc nó bị hủy hoại trong chiến tranh, bây giờ không còn thấy được nữa. Lý Dục Thần cau mày, trầm tư. Lâm Mộng Đình thấy anh không nói gì, bèn tiếp tục phân tích thơ, cô nói, ai là ma ai là tiên, câu này về mặt chữ thì rất dễ hiểu, nhưng khi liên kết với câu trước thì lại khá khó hiểu. Hình như đang nói. Trong 24 công thần của Lăng Yên Các có ma có tiên, có lẽ ám chỉ trong đó có gian thần. Mẹ anh tên là Lăng Yên, cung Lăng Yên, đột nhiên Lý Dục Thần nói. Lâm Mộng Đình sửng sốt, cô ngạc nhiên nhìn Lý Dục Thần, lẩm bẩm, Lăng Yên. Nhà họ Lý, ai là ma ai là tiên? Dường như Lâm Mộng Đình đã đoán ra được cái gì, cô không nói tiếp nữa. Lý Dục Thần không giấu cô, anh nói thẳng, mẹ anh là thánh nữ ma giáo. Có lẽ hai câu thơ này ám chỉ việc này. Nhưng Lâm Mộng Đình lại lắc đầu, nếu mẹ anh là ma nữ thì có thể khẳng định, tại sao ông ấy lại dùng câu hỏi ở đây? Lý Dục Thần nói, sinh ra làm ma là điều không thể lựa chọn. Nhưng sau khi phải lòng bố anh, bà ấy quyết tâm vứt bỏ ma tâm thánh nữ, làm một người bình thường. Anh kể cho Lâm Mộng Đình nghe những gì anh biết được trong khoảng thời gian này. Lâm Mộng Đình nghe câu chuyện tình yêu giữa cung Lăng Yên và Lý Vân Hoa. Bất giác cảm thấy hâm mộ, cô nói, thật là một câu chuyện lãng mạn. Lý Dục Thần than thở, đáng tiếc lại là bi kịch. Lâm Mộng Đình nói,
tuy là bi kịch, nhưng vì người mình yêu, bọn họ bất chấp tất cả, có thể làm tất cả những gì mình có thể làm, nguyện hiến dâng mọi thứ, cho dù phải chết cũng không hối tiếc. Lý Dục Thần quay đầu nhìn Lâm Mộng Đình mà chẳng nói năng gì. Lâm Mộng Đình mất tự nhiên khi anh nhìn mình bèn chột dạ hỏi han, sao lại nhìn tôi kiểu thế? Tôi nói bậy gì à? Không, cô không nói gì sai hết, Lý Dục Thần nói, tôi vẫn nghĩ rằng số mệnh của bọn họ thật trắc trở, không ngờ là cô cũng rất thông suốt. Nhưng mà theo như lời cô nói, bọn họ vì tình yêu mà ở bên nhau dù chết cũng không hối hận. Xem ra tôi vẫn còn rất nông cạn khi lý giải trốn hồng trần, không bằng cô được. Lâm Mộng Đình cười nói, anh luôn ở trên núi, mới xuống dưới có vài ngày thì sao thấu hiểu được hồng trần. Thật ra tôi cũng không hiểu, tuổi chúng ta còn đang trong thời điểm được yêu mà không hay, vẫn còn hiểu biết nông cạn về tình yêu lắm. Tôi chỉ cảm thấy rằng tình yêu oanh liệt dữ dội dù biết cả thế giới đều phản đối như chú với gì là một tình yêu cảm động đến nhường nào đây chứ. Cũng chỉ có vậy mới không sống phí đời này, mới coi như là đã sống trọn một đời. Lý Dục Thần cười nói, chú với gì à? Sao không gọi bố mẹ đi kìa? Lâm Mộng Đình sửng sốt, mặt ửng đỏ, nói, đợi đến khi anh khôi phục lại vinh quang của nhà họ Lý ở thủ đô đã, khi ấy tôi đến trước mộ phần của họ dâng hương rồi gọi sau. Cô sợ Lý Dục Thần tiếp tục lải nhải bèn vội chuyển đề tài, cả hai người yêu nhau sẽ hạnh phúc, không thấy đau khổ. Thật ra người mệt mỏi lại chính là những người vô tội của nhà họ Lý. Nhà họ Lý vốn là gia tộc số một thủ đô, chẳng biết có bao nhiêu nhân khẩu, vậy mà trong một đêm lại chết sạch. Có lẽ trong số đó, có rất nhiều người đến chết cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lòng Lý Dục Thần đau xót. Từng câu của Lâm Mộng Đình đâm trúng nỗi đau của anh. Đây là chuyện khiến anh hận nhất và cũng là chuyện mà anh muốn điều tra rõ ràng chân tướng nhất. Nhưng bây giờ nghĩ lại, khi mình giết đệ tử cái bang, giết cả nhà họ Phan liệu có nghĩ tới ở đây có bao nhiêu người vô tội không? Ai là ma ai là tiên chứ, anh thì thào tự hỏi, tiên ma chỉ cách một ranh giới. Những lời của Vương Đạo trưởng có lẽ không phải nói về bố mẹ mình mà có lẽ là đang tự hỏi bản thân. Lâm Mộng Đình nhìn sắc mặt của Lý Dục Thần, biết ngay lòng anh đang nghĩ gì, bèn an ủi nói, Dục Thần, tôi mới bước vào cánh cửa tu hành, hiểu biết rất ít về tiên đạo huyền môn. Dựa vào sự hiểu biết và tu vi nông cạn của tôi nghĩ rằng, người có sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên. Người tu tiên là đi ngược lại với trời vậy nên mới gặp phải lôi kiếp. Bản chất của tiên ma có lẽ không khác nhau lắm, nhưng tiên là từ người mà thành, ma từ quỷ sinh ra. Người tu hành làm những gì họ muốn và đó đều không phải hành vi của ma đạo. Điểm gây ra sự khác biệt ấy là trái tim và hành động do dục vọng sai khiến. Nếu vì ham muốn mà làm liều thì trong lòng có quỷ và đó sẽ thành ma. Những gì anh làm gần đây quả thật có sát nghiệt quá nặng, trái với thiên hòa, nhưng đáy lòng anh vô tư không quan tâm không coi đó là hành động của ma đạo, vậy nên anh cũng không tự trách bản thân. Nhưng mà sau này lúc nào cũng phải cẩn thận chú ý, phòng sa đọa vào đó. Lâm Mộng Đình nói xong, bất an nhìn Lý Dục Thần, sợ mình nói sai. Lý Dục Thần nhìn thẳng vào Lâm Mộng Đình, tim đập loạn xạ. Một lúc sau, Lý Dục Thần bỗng cười phá lên. Lâm Mộng Đình bàng hoàng, hỏi, anh cười gì thế? Ha ha ha, Lý Dục Thần nắm chặt tay cô, cười, bảo, vợ của tôi đúng là thiên tài. Có vợ như thế, chồng còn cần gì nữa? Anh từ từ cầm tay Lâm Mộng Đình đưa đến bên miệng, bỗng nhiên ngậm một ngón tay của cô. Lâm Mộng Đình bật thốt, mặt đỏ bừng, nóng ran. Nhưng mà ngay sau đó... Một cơn đau thấu xương truyền tới khiến mặt cô tái nhợt. Hóa ra, Lý Dục Thần dùng răng nanh cắn tay cô. Dục Thần, Lâm Mộng Đình nhịn đau kêu lên, không hiểu sao Lý Dục Thần lại làm vậy. Lý Dục Thần nhả ngón tay cô ra, một tay cầm lấy, một tay kéo ống quần của mình lên, lộ ra vết sẹo do kiếm huyền minh gây ra trên đùi. Anh cầm lấy ngón tay Lâm Mộng Đình nhẹ nhàng vuốt lên vết sẹo ấy, để lại một vết máu đỏ thẫm. Vết sẹo kia như một con rết hút máu, nó hút sạch máu trên làn da vào. Trên vết sẹo có thêm một tia huyết sắc, trông vô cùng đáng sợ. Sau đó, Lý Dục Thần lại ngậm ngón tay của Lâm Mộng Đình vào mồm, khẽ mút hai cái, hút sạch vết máu nhỏ ra trên ngón tay. Sau khi buông ra, miệng vết thương trên ngón tay đã khép lại, nguyên vẹn như cũ. Chỉ còn lại một cảm giác ấm áp mịn màng trên làn da, khiến cho Lâm Mộng Đình cảm thấy hơi ngứa. Tim đập loạn nhịp như chú nai con chạy loạn. Mộng Đình, tôi dạy cho cô một câu chú ngữ.
Lý Dục Thần nói ra nội dung của chú ngữ, dạy cho cô cách sử dụng tâm pháp như thế nào. Sau này, bất cứ lúc nào, chỉ cần tâm ma của tôi lại biến động, có dấu hiệu tạo sát nghiệp thì cô hãy niệm chú này. Sẽ thế nào? Lâm Mộng Đình lo lắng hỏi. Vết sẹo trên đùi tôi sẽ đau. Đau đến mức nào? Đau đến mức tôi không thể đi lại, không cầm kiếm nổi, Lý Dục Thần nói. Sắc mặt Lâm Mộng Đình trắng bệch, tưởng tượng ra dáng vẻ đau đớn của Lý Dục Thần bèn cảm thấy lòng mình cũng đau như vậy. Anh cứ thế tin tưởng tôi vậy à? Tôi tin cô. Nhưng mà tôi sợ rằng mình không nỡ. Không, cô phải quyết tâm ra tay, không cần sợ tôi đau, bởi lẽ cô làm thế không phải đang hại tôi mà là đang cứu tôi. Lâm Mộng Đình gật đầu nói, được. Tại khoảnh khắc ấy, Lâm Mộng Đình cảm giác mình như có một sứ mệnh vĩ đại. Cảm giác kỳ quái trên ngón tay vẫn còn đó, tuy trái tim đập loạn xạ đã lắng bớt nhưng lại có thêm sự ngọt ngào. Cô hiểu đây chính là tình yêu. Khi yêu và sứ mệnh kết hợp lại một chỗ, người phụ nữ sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Quả thục đế lạc hoa khai nhật, thanh ngưu bạch vân hàm cốc quan. Sau khi lý giải hai câu thơ đầu, Lý Dục Thần chuyển qua hai câu thơ sau, Mộng Đình, cô nói xem hai câu này có ý gì. Lâm Mộng Đình cười nói, hai câu này thật ra rất đơn giản, chẳng qua chỉ là đố chữ mà thôi. Đố chữ ư? Đúng vậy, anh xem này, bình thường chúng ta đều nói là qua thục đế lạc, nhưng thơ của Vương Đạo Trưởng lại cố tình dùng quả thục đế lạc. Qua sinh ra trên dây còn quả kết quả trên cây, còn chữ lý, dưới mộc là tử, đây chẳng phải chỉ quả thục đế lạc hay sao? Lý Dục Thần giật mình nói, à, hóa ra là thế, tên Vương Đạo Trưởng này thật là, nói lý thì nói lý đi, còn đố chữ gì nữa? Lâm Mộng Đình nói tiếp, thanh ngưu bạch vân hàm cốc quan ý nói tới chuyện lão tử cưỡi châu tới hàm cốc, lão tử họ Lý nên cũng là ám chỉ chuyện nhà họ Lý. Vậy nó có ý gì chứ? Lý Dục Thần hỏi. À thì, Lâm Mộng Đình hơi trầm ngâm, nói, quả thục đế lạc, ngoại trừ giải ra một chữ lý thì cũng có thể lý giải ám chỉ con cháu nhà họ Lý. Còn về hoa khai nhật, quả đều rơi xuống đất, hiển nhiên là hoa đã nở rộ, cho nên hoa ở đây đã nở hết cả rồi nên nay nở lại. Cũng chính là chỉ, đại thụ như nhà họ Lý đã đến lúc hoa nở lá xanh trở lại. Chẳng phải ý nói đến chuyện con cháu nhà họ Lý như anh trở về sẽ chấn hưng nhà họ Lý không? Lý Dục Thần khá kinh ngạc, nhưng sao Vương Đạo Trưởng biết tôi trở về chứ? Hay ông ta biết có một con cháu nhà họ Lý như tôi tồn tại chứ? Lâm Mộng Đình nói, không rõ lắm, nhưng mà kết hợp với câu cuối cùng xem, thanh ngưu bạch vân hàm cốc quan, ý nói là lão tử xuất quan, quan trọng ở chỗ hai chữ xuất quan này đây. Cho nên chỉ cần tôi lộ danh tính của mình thì Vương Đạo Trưởng sẽ xuất quan ư. Chắc sẽ không đợi đến khi tôi chấn hưng nhà họ Lý nhỉ. Cũng không biết được. Chậc, mặc kệ đi, cứ thử trước một lần, Lý Dục Thần nói, Mộng Đình, hai ngày nữa cô trở về trường học đi, tôi đến thủ đô một chuyến. Gặp Vương Đạo Trưởng xong thì mọi chân tướng đều sẽ rõ ràng. Lâm Mộng Đình không khỏi lo lắng nói, Dục Thần, dựa vào tình hình hiện tại của anh có nên đợi một chút hay không? Tôi sợ anh. Cô sợ tâm ma của tôi lại quấy phá, tạo sát nghiệp phải không? Không chỉ có thế, tôi sợ chuyện 20 năm trước lặp lại. Lý Dục Thần sửng sốt, chợt hiểu ngay nỗi lo của Lâm Mộng Đình. Gần đây thật ra đã có dấu hiệu như vậy. Cho dù anh có kiềm chế chính mình thế nào đi chăng nữa thì tiếng xấu của anh đã lan truyền khắp bên ngoài. Nhà họ Liễu ở thành phố Dũng, nhà họ Phan ở thành phố Long, Sơn Trang Hồng Vũ ở Kim Lăng. Mặc dù có những chuyện không phải anh làm, có chuyện chết còn chưa hết tột, nhưng những việc này rất khó giải thích. Lời đồn lan truyền, chạy đi bác bỏ tin đồn chỉ có nước gãy chân. Lý Dục Thần cũng lười giải thích với người ngoài. Nhưng anh không giải thích, lời đồn sẽ càng xôn xao. Sợ rằng bọn nhân sĩ chính đạo cầm cờ trừ ma vệ đạo đã dục dịch. Cô nói đúng, quả thật tôi nên cẩn thận đề phòng chuyện này, Lý Dục Thần nói. Lâm Mộng Đình tiếp lời, quân tử dễ phòng, khó phòng tiểu nhân. Nếu đều là nhân sĩ chính đạo thì sẽ dễ giải thích chuyện của anh, dù sao còn rất nhiều người tin tưởng nhân cách của anh. Nhưng chỉ sợ tiểu nhân đổ thêm dầu vào lửa, thổi lửa càng to. Nhà họ Liễu ở thành phố Dũng bị giết sạch. Đám nhà giàu Giang Đông bỗng nhiên ra tay với ông Lang, anh có biết sau lưng bọn họ giao ai điều khiển không? Lý Dục Thần gật đầu nói, tôi cũng nghĩ thế, nhưng không nghĩ ra ai. Hy vọng sau khi gặp được đạo trưởng Vương Sùng Tiên sẽ có kết quả. Lâm Mộng Đình thấy Lý Dục Thần nặng nặc muốn tới thủ đô thì không ngăn cản nữa,
chỉ nói, Dục Thần, hay là tôi đi với anh đi? Lý Dục Thần hỏi hay, cô không đi học à? Lâm Mộng Đình nói, học tập không quan trọng bằng anh. Không phải anh dạy cho tôi chú ngữ là để tôi trông chừng anh sao? Tôi không ở bên cạnh anh thì chẳng phải dạy chú ngữ vô dụng rồi à? Lý Dục Thần nói, hóa ra cô nhớ chú ngữ của tôi. Lâm Mộng Đình bỗng cười rộ lên. Lý Dục Thần hỏi cô cười cái gì? Lâm Mộng Đình nói, tôi chợt nhớ tới Tây Du Ký, anh có thấy mình giống như Tôn Ngộ Không toàn năng không gì không làm được không? Còn tôi giờ chính là Đường Tăng, cho dù anh có lợi hại đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi kim cô chú của tôi. Nói xong, cô chắp tay thành chữ thập, niệm A-di-đà Phật, rồi cười khúc khích. Cô cười đến run người, cười đến rung động lòng người, cười đến lòng người xuyến sao. Lý Dục Thần nhìn dáng vẻ vui tươi hớn hở của cô cũng bất giác vui lên. Lý Dục Thần đồng ý cho Lâm Mộng Đình đồng hành với mình. Ngoài trừ có thể canh tâm ma của anh, dựa vào độ thông minh của Lâm Mộng Đình cũng có thể giúp anh gỡ rối tìm manh mối, truy ra sự thật cuối cùng. Mặt khác, Lý Dục Thần vẫn luôn bận rộn nên sau khi hướng dẫn Lâm Mộng Đình nhập môn tu hành xong cũng không quan tâm nữa, để mặc cô tự học một mình, đây là một thái độ khá vô trách nhiệm. Nhân chuyến hành trình đến thủ đô lần này, đúng lúc có thể giúp cô vượt qua cánh cửa đầu tiên, giúp tu vi của cô lên một bậc. Để phòng có người thừa cơ anh không ở đây mà xuống tay với người bên cạnh anh, chẳng hạn như những gì xảy ra với Lang Dụ Văn lần trước, anh cố tình truyền tin tức cho Trương Thích Khôn, thiên sư của Long Hổ Sơn, và cổ thủ Mặc, trụ trì của Vạn Phúc Cung ở Mao Sơn, mời bọn họ phái vài tên đệ tử đến thành phố Hòa. Không ngờ rằng Trương Thích Khôn và cổ thủ Mặc nhận được tin bèn đích thân dẫn người chạy tới. Long Hổ Sơn và Mao Sơn là đạo môn đại phái cách thành phố Hòa gần nhất, có uy danh hiển hách trong các đạo môn trên thế giới, có bọn họ ở đây, đám đệ tử ma phái không gây nổi sóng gió gì. Nếu là người trong huyền môn thì cũng sẽ nể mặt đôi phần. Còn về những võ giả bình thường thì bọn chị Mai có thể đuổi được. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa. Ngay khi Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình chuẩn bị khăn gói đến thủ đô thì bỗng nhận được một tấm thiệp mời. Đó là của Chu Khiếu Uyên, tông sư ở Kim Lăng, sai người đưa tới mời Lý Dục Thần tới Kim Lăng gặp gỡ. Châu Khiếu Uyên là nhân vật lãnh đạo của võ đạo Hoa Đông, nổi tiếng ngang bằng với Tiêu Sinh, tông sư của thủ đô được gọi là Nam Châu Bắc Tiêu. Nhà họ Châu được gọi là đệ nhất thế gia Kim Lăng, cũng là đệ nhất thế gia Giang Đông, có sức ảnh hưởng rất lớn trên xã hội. Châu Khiếu Uyên đột nhiên phát thiệp mời, đương nhiên sẽ không phải là mời Lý Dục Thần đến uống rượu, rất rõ ràng, là vì chuyện của Hiệp hội Võ Đao. Lý Dục Thần không định đi, anh và Châu Khiếu Uyên không có giao tình gì, càng không cần giải thích với người ta. Huống hồ anh đang muốn đến thủ đô, giải bài thơ, đợi Vương Sùng Tiên xuất quan, để điều tra rõ chân tướng chuyện nhà họ Lý diệt môn, chuyện này quan trọng, không thể chậm trễ. Nhưng người được cử đến đưa thiếp mời nói một câu khiến Lý Dục Thần thay đổi chủ ý. Người đó nói, ông Châu nói, nay ông ấy tuổi đã cao, không thể đích thân đến thành phố Hòa, bảo tôi thay ông ta đến trước mộ bản cụ tế bái quét dọn. Lý Dục Thần nghĩ thầm, chẳng lẽ Châu Khiếu Uyên và ông cụ Lâm có giao tình cũ? Nếu là như vậy, người ta gửi thiệp đến, thì cũng không tiện mặc kệ. Anh cùng với Lâm Mộng Đình đưa người đó đến phần mộ hoang vắng bên Hồ Linh Sơn. Theo lời chăn chối cuối cùng của Lâm Thượng Nghĩa, mộ của ông cụ được xây dựng bên cạnh phần mộ của Lý Hữu Toàn. Người đó nhìn hai phần mộ không có bia, hỏi, xin hỏi, đó là phần mộ của ông Lý phải không? Lý Dục Thần ngẩn người, hỏi, ông chắc chắn là họ Lý, không phải họ Lâm. Người đó nói, chắc chắn, là họ Lý, tên là Lý Hữu Toàn, ông Châu đã dặn rất rõ ràng. Lý Dục Thần kinh ngạc. Châu Khiếu Uyên là người được kính trọng trong võ lâm. Đại tông sư chiếm cứ Kim Lăng trăm năm, không cần thiết phải bịa ra những lời này để lừa anh đến Kim Lăng. Trong lòng anh rất kích động. So với chân tướng chuyện nhà họ Lý thủ đô diệt vong, anh càng bức thiết muốn biết nguyên nhân cái chết của ông nội Hữu Toàn hơn. Dù sao mình cũng được ông Hữu Toàn nuôi lớn, còn thân thiết với so với ông nội Lý Thiên Sách. Hơn nữa, ông Hữu Toàn chết trong lòng mình, đến nay anh vẫn nhớ cảnh ông cụ người đầy vết thương và nụ cười mỉm cuối cùng trước khi chết. Tiếc là anh không có chút manh mối nào về cái chết của ông Hữu Toàn, ngay cả rốt cuộc là sự cố bất ngờ hay là do con người làm cũng không biết. Anh chỉ biết ông Hữu Toàn rời khỏi thành phố Hòa mấy tháng, không biết đã đi đâu. Nếu Châu Khiếu Uyên và ông Hữu Toàn là bạn cũ, liệu ông ta có biết không?
Trong lòng Lý Dục Thần cháy lên tia hy vọng. Anh chỉ tay, nói, đây là mộ của ông nội tôi. Người đó gật đầu, liền đi đến, nhỏ cỏ xung quanh phần mộ sạch sẽ từng chút một. Thực ra quyền khai thác Hồ Linh Sơn sớm đã thuộc về tập đoàn Kinh Lý, vùng tự nhiên hoang vu này cũng đã tiến hành quy hoạch cải tạo từ đầu, tuy còn giữ nét hoang vu vắng vẻ, nhưng vô cùng sạch sẽ, trước mộ rất ít cỏ. Nhưng người đó vẫn làm vô cùng nghiêm túc. Sau khi xử lý xong, ông ta mới châm lên cây hương đã chuẩn bị từ trước, cung kính khom lưng trước mộ. Sau khi dọn dẹp tế bái xong, người đó nói, cậu Lý, tôi xin cáo từ trước, sau khi cậu đến Kim Lăng, liên lạc với hội trưởng Bách là được, ông ta sẽ đưa cậu đi gặp ông Châu. Lý Dục Thần tiễn người đó ra về, liền cùng Lâm Mộng Đình chuẩn bị khởi hành đến Kim Lăng. Lần này, anh không ngự kiếm bay đi, mà trịnh trọng bảo tài xế lái xe đưa họ đi. Đến Kim Lăng, liên lạc với Bách Phú Minh liền đến đón anh. Họ bèn lên xe của Bách Phú Minh. Xe của Bách Phú Minh rất bình thường, cũng không có tài xế, ông ta đích thân lái xe, đi về phía ngoại ô Kim Lăng. Một chiếc xe như vậy vứt trên đường cũng không có ai chú ý, tuyệt đối không nghĩ được đây là xe của Hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông. Chiếc xe đi vào một nơi gọi là Trấn Châu Môn, sau đó lại đi vào con đường làng, rồi lái qua một đền thờ, trên đền thờ viết ba chữ lớn thôn Chu Môn. Một con đường lớn thẳng tắp từ dưới cửa thông vào bên trong, sau khi đi mấy dặm, thì thấy một thôn trang nhỏ thanh tú. Nhà trong thôn trang lại là một căn một sân, xây dựng vô cùng thẳng gọn. Sân viện của mỗi nhà cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ, rất phù hợp với hình tượng nông thôn mới xinh đẹp hiện đại. Chỉ là bên ngoài thôn có một con sông uốn khúc, cây cầu vòm ngọc trắng, hoa sậy mộc tùm, cỏ trắng thoăn thoắt, vô cùng thanh tao yên tĩnh. Bách Phú Minh nói với Lý Dục Thần. Thầy đã cao tuổi, mấy chục năm trước đã không còn quản lý chuyện gia tộc. Vừa bắt đầu ẩn cư ở núi Tử Kim, sau này du lịch phát triển, núi Tử Kim càng ngày càng đông người, bèn chuyển đến núi Thanh Lương, rồi sau đó núi Thanh Lương cũng không còn yên tĩnh nữa, nên chuyển đến đây. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Căn nhà này không khác gì với các căn nhà xung quanh, là một nhà nhỏ nông dân bình thường. Xem ra Tông Sư Châu đúng là không có kênh kiệu gì. Lý Dục Thần nghĩ như vậy. Cổng sân không khóa, Bách Phú Minh đẩy mở cửa đi vào, gọi hai tiếng, thầy ơi, rồi nghe phía sau vang lên tiếng đáp lại, ây. Ở đằng sau, Bách Phú Minh cười nói, liền từ lối đi bên cạnh căn nhà đi ra phía sau. Phía sau cũng là một cái sân, rộng hơn sân trước một chút, được cải tạo thành vườn rau. Một ông lão tóc bạc, đang ngồi dưới đất, vuốt ve ngọn rau xanh mởn phá đất trồi lên. Thầy ơi! Cậu Lý đến rồi, Bách Phú Minh nói. Ông lão đứng lên, nhìn sang Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình, lâu bàn tay đầy bùn đất lên chiếc áo vải thô của ông ta, cười ha ha nói, tốt, tốt, đến rồi là tốt, Bách Phú Minh, ông đưa họ vào ngồi trước đi, tôi đi rửa tay đã. Nói xong liền đến chỗ bể nước ở giếng bên cạnh rửa tay. Nhìn ông ta, ngoài làn da, thì trông như một lão nông dân. Lý Dục Thần không khỏi có thêm vài phần thiện cảm với vị thái đầu võ lâm này. Bách Phú Minh dẫn họ vào trong nhà. Trong nhà bài trí rất đơn giản sạch sẽ, ngoại trừ những đồ dùng cần thiết ra, gần như không có thêm thứ gì. Chiếc bàn là bàn bát tiên, ghế là ghế dài, cũng không phải chất liệu gỗ quý đắt tiền gì, chỉ là gỗ bình thường. Bên cạnh còn có mấy ghế trúc rất tinh xảo, đặt dựa vào tường. Bách Phú Minh kéo ghế dài ra, mời họ ngồi, vừa pha trà cho họ. Vừa nói, những thứ này ấy à, đều do chính tay thầy làm đấy. Lâm Mộng Đình nói, ông Châu trở lại chất phác, gạt bỏ hư vinh, khiến người ta khâm phục. Bỗng nghe phía sau có người nói, khâm phục cái gì chứ, chỉ là một lão nông dân không có đất đai, không có việc gì thôi. Thế giới này ấy à, mãi mãi thuộc về thanh niên trẻ các cậu. Châu Khiếu Uyên từ bên cửa đi vào, phủi bụi trên người nói. Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình đứng lên. Châu Khiếu Uyên vội vàng nói, ấy, hai người ngồi đi, hai người ngồi đi. Nông thôn đơn sơ một chút, hai người cứ tự nhiên. Phú Minh, đi pha hai ly cà phê, thanh niên thích uống cà phê, không thích uống trà này đâu. Lâm Mộng Đình phì cười một tiếng nói, ông Châu, uống trà không phải là quyền lợi riêng của người già, bây giờ thanh niên uống trà nhiều lắm. Tôi biết, các cô cậu thích uống trà sữa, Châu Khiếu Uyên đến bên bàn bát tiên, kéo ghế dài ngồi xuống. Lần trước cháu cố đến thăm tôi, mang cho tôi một cốc. Mùi vị đó,
nói thế nào nhỉ? Ông lão ngửa cổ nhìn trần nhà, suy nghĩ hồi lâu cũng không hình dung ra, cười he he. Lâm Mộng Đình nói, cháu cố hiếu kính với ông, mùi vị gì cũng đều ngon. Ha, cô nhóc này biết ăn nói đấy. Tôi thích, Bách Phú Minh chỉ vào Lâm Mộng Đình nói với Châu Khiếu Uyên, sau đó cười lớn ha ha. Bách Phú Minh cũng cười ha ha. Lúc này, chỉ có Lý Dục Thần ngồi ở đó vẫn không nói gì, giống như thiếu niên thẹn thùng. Châu Khiếu Uyên bỗng nhìn sang anh, nói, cậu nhóc nhà cậu, bên cạnh có cô gái tốt như vậy, số đào hoa đúng là giống y bố của cậu, sao lại không hay nói chuyện thế? Năm đó cái miệng của bố cậu ngọt đến mức có thể khiến mật chảy từ mông vịt ra. Ông biết bố của tôi ư, Lý Dục Thần hỏi. Đương nhiên là biết, hồi nhỏ cậu từng đến Kim Lăng chơi, lúc tôi bế cậu, cậu còn tè dầm lên người tôi đấy, Châu Khiếu Uyên nói, cháu cố cháu nội tôi đều chưa từng tè dầm lên người tôi đâu, cậu thì hay rồi, vừa đến đã tè. Lý Dục Thần kích động đứng lên, cung kính khom lưng với Châu Khiếu Uyên, ông Châu. Anh vẫn chưa nói ra, Châu Khiếu Uyên đã ngăn lại nói, đừng khom lưng, tôi vẫn chưa chết. Cậu khom lưng khiến tôi nghĩ đến đám người đông doanh đó. Tuy nói bây giờ môi trường quốc tế thay đổi, hai nước hữu hảo, nhưng tôi là người sống trong thời đại đó, vừa nghĩ đến hành vi cầm thú của đám súc sinh đó là nổi giận, không chịu nổi. Không chịu nổi. Liền không ngừng xua tay, bảo Lý Dục Thần ngồi về chỗ. Lý Dục Thần chỉ đành ngồi xuống. Tôi biết cậu muốn hỏi gì, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lượt cậu hỏi, Châu Khiếu Uyên nói. Nếu cậu muốn biết thì phải trả lời câu hỏi của tôi đã. Lý Dục Thần gật đầu nói, được, ông Châu hỏi đi, tôi biết thì sẽ trả lời. Châu Khiếu Uyên bỗng tỏ vẻ mặt nghiêm túc, vẻ chất phác của lão nông dân vừa nãy biến mất, trên người toát ra vẻ uy nghiêm. Không phải là uy thế dựa vào chân khí hay là sát khí, mà là uy nghiêm sinh ra đã có, không nổi giận mà đã nghiêm nghị. Tôi hỏi cậu đã giết Hoàng Phủ Hiền phải không? Đúng thế. Nói như vậy, Nghê Hoài Kỳ, Hầu Khuê Đông, Dương Nguyên Tấn cũng là do cậu giết. Đúng thế. Châu Khiếu Uyên khẽ gật đầu, lại hỏi, Liễu Kim Sinh ở thành phố Dũng có phải do cậu giết không? Đúng thế, Lý Dục Thần vẫn trả lời dứt khoát, không hề giải thích gì. Lâm Mộng Đình ở bên cạnh rất muốn lên tiếng, cô há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Châu Khiếu Uyên cau mày, hình như hơi thất vọng. Cậu cũng giết cả người nhà họ Phan thành phố Long. Đúng thế, Lý Dục Thần trả lời. Châu Khiếu Uyên chậm rãi nhắm mắt, thở dài một hơi. Vốn dĩ tôi hy vọng tất cả chỉ là tin đồn, không ngờ đều là thật. Cậu là hậu hân duy nhất của nhà họ Lý, vốn dĩ, nể mặt ông nội cậu, tôi cũng sẽ tha cho cậu. Nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn cậu nhập ma sâu hơn, càng đi xa vào ma đạo. Năm đó bố cậu đã cưới một ma nữ, cũng chưa từng làm hỏng thanh danh của nhà họ Lý. Mặc dù nhà họ Lý biến mất 20 năm, nhưng trên giang hồ, chưa từng lưu truyền một tiếng xấu nào về nhà họ Lý. Sự trong sạch của bao nhiêu đời nhà họ Lý không thể hủy trong tay cậu. Nói xong, khí tức trên người Châu Khiếu Uyên bỗng biến đổi, trong uy nghiêm toát ra sát khí, mà trong sát khí mạnh mẽ này, lại ẩn chứa chín khí hào hùng cuồn cuộn. Bách Phú Minh sợ giật mình, không ngờ sư phụ lại đột nhiên làm khó, muốn ra tay với Lý Dục Thần. Ông ta vô cùng lo lắng. Mặc dù trong lòng cũng rất muốn biết rốt cuộc hai người này ai lợi hại hơn, nhưng ông ta không hy vọng họ xảy ra chuyện, đặc biệt là ân sư của ông ta. Lâm Mộng Đình cũng lo lắng không thôi. Ông Châu, ông nghe chúng tôi giải thích, cô đứng lên nói. Còn chưa nói xong, đã bị Lý Dục Thần kéo ngồi xuống. Không cần giải thích, Lý Dục Thần nói. Xem ra cậu không có gì để nói, Châu Khiếu Uyên nói với ánh mắt lạnh lùng. Lý Dục Thần cười, nói. Người trong sạch tự khắc trong sạch, không cần giải thích. Ồ, Châu Khiếu Uyên dường như hơi bất ngờ, xem ra cậu rất tự tin. Tuy tôi già rồi, nhưng vẫn còn sức lực, cậu nắm chắc có thể đánh lại được tôi. Lý Dục Thần lắc đầu, ông Châu là bạn cũ cậu ông nội tôi, ông nội đã không còn, ông thay ông nội dạy bảo tôi, cũng là điều nên làm. Ông muốn làm gì, tôi chịu là được. Châu Khiếu Uyên ngẩn người, thu lại khí thế, nói, ăn nói thật dễ nghe. Đừng nghĩ như vậy thì tôi sẽ mềm lòng. Lý Dục Thần nói, ông cứ việc red eye, không cần giữ sức. Nếu tôi cau mày, thì không phải con cháu của nhà họ Lý. Hừ, Châu Khiếu Uyên bỗng nổi nóng, không cần giữ sức. Cậu coi thường tôi, hay là quá đề cao bản thân mình?
đừng nghĩ có thể giết được Hoàng Phủ Hiền thì là đệ nhất thiên hạ. Ở trước mặt tôi, Hoàng Phủ Hiền cũng không qua được ba chiêu. Lý Dục Thần biết Châu Khiếu Uyên không bốc phét. Xét từ khí tức mà khoảnh khắc vừa nãy Châu Khiếu Uyên tỏa ra, ông ta đã là võ hồn đại thành, đạt đến võ đạo đỉnh phong chân chính. Võ hồn của ông ta còn không biết cường mạnh hơn võ hồn của Hà Trường Xuân bao nhiêu. Võ hồn đại thành, lại tiến lên trước một bước, chính là lôi kiếp, nếu có thể vượt qua lôi kiếp, giống như Lý Dục Thần, bước vào tiên thiên đại đạo chân chính. Cũng có nghĩa là, thực lực hiện giờ của Châu Khiếu Uyên cũng gần bằng với Lý Dục Thần trước khi trải qua lôi kiếp. Trên thực tế, Châu Khiếu Uyên lấy võ nhập đạo, về sức mạnh có thể còn mạnh hơn Lý Dục Thần lúc đó. Nhưng Lý Dục Thần có thuật pháp, nếu thực sự đánh nhau, đương nhiên anh sẽ không ngốc nghếch đấu tay đôi với đối phương. Võ công có cao đi nữa, trước mặt tiên pháp thiên đô, cũng chỉ cặn bã. Ông ra tay đi, Lý Dục Thần nói. Hừ, cuồng ngạo ngu dốt. Khí tức trên người Châu Khiếu Uyên bỗng biến đổi, uy thế lại mạnh hơn, còn sát khí lại đột nhiên biến mất. Sát khí biến mất, Bách Phú Minh và Lâm Mộng Đình đều thở nhẹ nhõm. Nhưng Lý Dục Thần biết, sát khí không biến mất, mà toàn bộ ngưng tụ đến một điểm. Bây giờ, chỉ có anh có thể cảm nhận được sát khí này, người khác không cảm nhận được. Ngưng tụ sát khí đến một điểm, nghe thấy tiếng sấm trong sự yên tĩnh, người bên cạnh vốn không cảm nhận được, chỉ dựa vào công phu này, không hổ danh hiệu Thái Đầu Võ Lâm. Tôi cũng từng nghĩ, con đường võ đạo, mãi không có tận cuối. Cho đến năm tôi trăm tuổi, cuối cùng tôi hiểu, võ đạo cũng có tận cuối. Bây giờ tôi đứng ở điểm cuối của con đường, cũng có thể nói là đỉnh của ngọn núi. Lên tận đỉnh núi ta là nhất, người đời đều nghĩ tôi vì vậy mà cảm thấy cô độc, thực ra tôi không cô độc, mà là tuyệt vọng. Vì tôi phát hiện, phía trước là con đường không thể đi, là ngọn núi không thể trèo lên nữa. Cậu than niên, đừng quá tự phụ, trừ phi cậu là thần tiên, tông sư thiên hạ. Chưa có ai có thể đỡ được một đòn toàn lực của ai. Giọng của Châu Khiếu Uyên càng lúc càng bay bổng, dường như rơi vào hư không, ngay cả người ông ta cũng trở nên không chân thực. Chỉ có điểm sát ý ngưng tụ đó, trở nên càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng chân thực. Sau đó, sát ý đó biến thành dáng vẻ một người, thay thế Châu Khiếu Uyên. Đây chính là võ đạo đỉnh phong, đây chính là võ hồn đại thành. Bách Phú Minh bái sư nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu ông ta thấy sư phụ sử dụng toàn lực, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngưng tụ sát ý thành hồn. Trong lòng ông ta vừa kích động, vừa lo lắng. Sư phụ sẽ sử dụng toàn lực sao? Cậu Lý, thực sự có thể chống được một đòn toàn lực của sư phụ sao? Cậu Lý, cậu nhận sai đi, sư phụ không thực sự muốn giáo huấn cậu đâu. Trong lòng Bách Phú Minh nghĩ như vậy, lại không dám nói ra. Ông ta biết, nói ra là một loại mạo phạm. Lúc này, ông ta nghe thấy Lý Dục Thần nói, ông Châu, ông ra tay đi. Vào khoảnh khắc này không khí sôi sục, làm mờ tầm nhìn của con người. Tất cả đều trở nên mơ hồ. Sự vật xung quanh đều biến mất trong mơ hồ, căn phòng biến mất, bàn ghế cũng biến mất. Cũng không có bầu trời và mặt đất, cũng không có đám mây và núi xa. Bách Phú Minh không biết mình đang ở đâu, Châu Khiếu Uyên và Lý Dục Thần, đứng đối diện nhau, xung qua là một mảng trắng hư vô. Cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ. Bách Phú Minh vô cùng chấn kinh. Võ đạo chí tôn lại có thể đạt đến cảnh giới vạn vật không tồn tại, mình ta độc tôn. Thấy sư phụ lợi hại như vậy, Bách Phú Minh bất giác tự cảm thấy tự hào, lại có chút hổ thẹn, mình đi theo sư phụ tập võ mấy chục năm, lại không học được một phần công lực của sư phụ, đúng là uổng một đời tông sư. Ông ta thầm hạ quyết tâm, từ bỏ chức phụ hội trưởng hiệp hội võ đạo, không còn luồn cúi pháp luật thế gian. Từ nay chuyên tâm học võ, tuyệt đối không thể làm mất mặt sư phụ. Lâm Mộng Đình cũng thấy được gần giống như Bách Phú Minh, mặc dù cô đi theo con đường tiên đạo huyền môn, cũng phải chấn hãi bởi thực lực của Châu Khiếu Uyên. 3000 đại đạo, vạn pháp tương thông, võ đạo đỉnh phong, thì ra thực sự có thể tương thông với đại đạo. Lúc này, cuối cùng Châu Khiếu Uyên đã ra tay. Chỉ thấy ông ta đưa ra một ngón tay, khẽ điểm lên trán của Lý Dục Thần. Không kinh thiên động địa, chỉ điểm qua như vậy, không tiếng động, thậm chí có chút dịu dàng, như người tình đùa vui. Hành động này, Bách Phú Minh và Lâm Mộng Đình nhìn mà thấy có chút ngạc nhiên. Chỉ có Lý Dục Thần cảm nhận được sức mạnh phá thiên diệt địa ngưng tụ ở đầu ngón tay. Nếu bị điểm trúng, kim cương có thể vỡ, đá thạch có thể mòn.
Lý Dục Thần đã từng tiếp xúc với rất nhiều võ đạo tông sư, cường giả như Hoàng Phủ Hiền, kẻ thiện chiến như Itazura Kazuyoshi, nhưng anh có thể chắc chắn, họ đều không đỡ nổi một chỉ điểm của Châu Khiếu Uyên. Lý Dục Thần không động đậy. Ngón tay của Châu Khiếu Uyên cách mi tâm của anh còn nửa tấc thì dừng lại, bỗng nhiên lại thu về. Khoảnh khắc thu về, cả không gian cũng bỗng được thu về, dường như thay một thời gian không gian khác, tất cả lại trở lại như ban đầu. Căn nhà vẫn là căn nhà đó, họ lại về đến trước bàn bát tiên. Châu Khiếu Uyên đứng đó, Lý Dục Thần ngồi đó, dường như chưa từng có hành động gì. Bách Phú Minh và Lâm Mộng Đình thở một hơi nhẹ nhõm, lúc này hai người mới phát hiện, họ đã căng thẳng đến mức trên người toát đầy mồ hôi. Châu Khiếu Uyên trầm mặc một lát, rồi thở dài, nói, thế hệ Giang Sơn có nhân tài mới, không ngờ, cậu còn trẻ, tu vi đã rất cao như vậy. Ông Châu quá khen, Lý Dục Thần khiêm tốn nói, kim cương nhất chỉ vừa nãy của ông đã đủ để ghi chép vào sử sách võ đạo. Hơn nữa, ông còn giữ lại ba phần, nếu toàn lực thi triển, tôi cũng không thể khoanh tay không làm gì. Châu Khiếu Uyên cười ha ha, xua tay nói, không cần lấy lòng thôi, ba phần đó không phải cố ý giữ lại vì cậu. Tôi già rồi, không dám không giữ lại mấy phần, nếu dùng hết toàn lực, nhất chỉ này, không biết có làm cậu bị thương được hay không, nhưng chắc chắn sẽ làm thương bản thân tôi. Mặc dù chỉ là bảy phần, cuối cùng ông vẫn thu về. Trong lòng ông vốn không muốn đánh thương tôi, chỉ là đang thử tôi. Ây, Châu Khiếu Uyên thở dài, cậu là huyết mạch duy nhất của nhà họ Lý, tôi làm sao có thể không niệm tình xưa, đuổi cùng giết tận chứ. Vừa nãy tôi chỉ muốn thăm dò tâm ma của cậu, dưới kim cương chỉ của tôi, có thể điềm nhiên bình tĩnh, chắc chắn không phải ma đạo. Hơn nữa, cậu có thể không nhìn đến bảy phần công lư xê của tôi, nếu muốn giết người, Sơn Trang Hồng Vũ chắc chắn không còn ai có thể sống sót. Ông ta nói xong rồi nhìn Bách Phú Minh một cái. Bách Phú Minh không khỏi ớn lạnh, có chút sợ hãi, đúng thế, hôm đó nếu Lý Dục Thần bùng phát sát tính, thì mình sớm đã chết không còn bã rồi. Lâm Mộng Đình thở nhẹ nhõm, xem ra không cần giải thích nữa, ông lão võ đạo đỉnh phong này đã dùng cách của võ đạo đưa ra phán đoán của mình. Cô nhìn Lý Dục Thần một cái, nghĩ thầm, chẳng lẽ vừa nãy anh ấy không cho mình giải thích là đã hiểu dụng ý của ông lão? Lý Dục Thần cười nói, ông Chu, ông có thể tin tôi vô cùng cảm tạ. Châu Khiếu Uyên xua tay nói, không cần cảm ơn tôi, là bản lĩnh của cậu. Núi cao thì có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn. Không ngờ tôi đã luyện võ hơn trăm năm, tự cho rằng đã đến tuyệt đỉnh, lại vẫn không bằng một tên nhóc phát mũi chưa sạch như cậu. Nói xong, liền tự cười lớn ha ha chế nhạo. Lý Dục Thần cũng không tức giận vì Châu Khiếu Uyên nói anh là trẻ con. Xét về tuổi tác, anh đúng là trẻ con trước mặt Châu Khiếu Uyên. Hơn nữa Châu Khiếu Uyên đã nói rồi mà, hồi nhỏ, bố của anh Lý Vân Hoa còn tè dầm lên người Châu Khiếu Uyên cơ. Chỉ với quan hệ này, Lý Dục Thần đã cảm thấy rất thân thiết rồi. Chỉ là bối phận của Châu Khiếu Uyên có lẽ lớn hơn ông nội Lý Thiên Sách của anh muốn gọi ông nội Châu cũng không tiện mở lời, sợ loạn bối phận, cho nên dứt khoát gọi ông ta là ông Châu. Ông Châu, ông vừa nói trèo lên đỉnh núi ta là núi, vậy ông có từng nghĩ câu này có ý nghĩa gì trên con đường võ đạo không? Châu Khiếu Uyên ngẩn người, nói, leo lên đỉnh là đến đường cùng, còn có ý nghĩa gì? Bây giờ tôi đứng trên đỉnh của võ đạo, đã không còn gì để theo đuổi nữa, ngoại đợi hết, còn có thể làm gì? Lý Dục Thần nói, đúng thế, đỉnh núi dưới chân ông, nhưng, đã leo lên đỉnh ta là nhất, vậy thì sau khi ông lên đến đỉnh, đỉnh núi đã không còn là tòa núi, mà là bản thân ông. Vì ông đứng trên đỉnh núi, ông đã cao hơn núi. Bản thân tôi. Đúng thế, chính là bản thân ông, cũng chính là ý nghĩa của ta là núi. Đã có úi, đương còn có thể tiếp tục trèo lên. Tôi hiểu ý của cậu, cậu muốn nói, bảo tôi lấy mình làm núi, không ngừng vượt qua bản thân, để đạt đến đỉnh cao hơn. Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng, con người mãi mãi không thể đứng trên đầu của mình. Trên đầu là trời, lên trời không có đường, làm sao trèo được? Ai nói lên trời không có đường? Ông Châu có từng nghe nói đến thang trời không? Thang trời, cơ thể Châu Khiếu Uyên chấn kinh, ngạc nhiên nhìn Lý Dục Thần, chẳng lẽ cậu từ? Lý Dục Thần không nói phải hay không phải, chỉ nói, ông Châu võ hồn đại thành, đã có tư cách đi lên thang trời. Châu Khiếu Uyên bình tĩnh lại từ trong chấn kinh, tim đập thình thịch, đã rất lâu chưa có cảm giác này.
Chẳng trách cậu có thể thoải mái tiếp nhất chỉ của tôi, thì ra điểm cuối của tôi lại là khởi điểm của cậu. Châu Khiếu Uyên tự cười chế nhạo, nếu vừa nãy tôi không thu lực lại, toàn lực muốn giết cậu, bây giờ tôi đã chết phải không? Lý Dục Thần không nói gì. Châu Khiếu Uyên cũng không hỏi thêm, cười lớn ha ha, nói, coi như tôi đã biết đám người Liễu Kim Sinh, Hoàng Phủ Hiền chết thế nào rồi. Năm đó sư phụ tôi dạy rất hay, học võ bằng đức, thành danh từ đức, vô đức mà học võ, ắt sẽ chết vì võ, họ đều đã quên đạo lý này. Nói đến đây, Châu Khiếu Uyên bỗng dừng lại, nhìn sang Lý Dục Thần nói. Dục Thần, cậu đã giết Hoàng Phủ Hiền, thì nên cẩn thận thì hơn. Con người này tâm địa hẹp hòi, tư chất bình thường, nhưng có thể có được thành tựu như vậy, là vì sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Ông Châu biết người đó là ai không? Lý Dục Thần sớm đã muốn điều tra người này. Lần này Hoàng Phủ Hiền bắt Lang Dụ Văn, cho thấy là nhằm vào anh. Nhưng anh và Hoàng Phủ Hiền vốn không quen biết, không thù không oán, sau lưng chắc chắn có người sai khiến. Tôi cũng không thể chắc chắn người này là ai. Công phu của Hoàng Phủ Hiền vô cùng bá đạo, còn có tà tính, không cùng đường với truyền thừa của gia tộc Hoàng Phủ. Châu Khiếu Uyên nói, tôi vẫn luôn nghi ngờ, người phía sau ông ta chính là một người trong mấy người mà năm đó lão đệ Hữu Toàn nhắc đến. Cái gì? Lý Dục Thần nhảy lên trong lòng, ông nội tôi. Châu Khiếu Uyên nhìn anh, gật đầu, nói, năm đó, trước khi nhà họ Lý xảy ra chuyện, Lý Thiên Sách nhờ người đưa một bức thư mật đến cho tôi. Ông ấy nói nhà họ Lý sắp gặp đại nạn, muốn gửi cháu nội của ông ấy nuôi ở chỗ tôi, tránh để nhà họ Lý tuyệt hậu. Lúc đó tôi thấy rất kỳ lạ, đệ nhất thế gia thủ đô lại phải gửi cháu đến chỗ của lão già tôi. Nhưng tôi hiểu con người của Lý Thiên Sách, ông ấy đã gửi gắm bằng thư, sợ rằng nhà họ Lý thực sự gặp kiếp nạn, nên đã đồng ý, còn trả lời thư của ông ta. Nhưng tôi đợi mãi hết ngày này đến ngày khác, cũng không thấy người của nhà họ Lý đến. Sau này nhà họ Lý thủ đô xảy ra chuyện, gần như biến mất trong một đêm. Tôi còn cử người đi hỏi thăm tìm kiếm, xem nhà họ Lý có người nào may mắn sống sót không. Lúc đó, tôi còn không biết các cậu ở thành phố Hòa. Cho đến nhiều năm sau này, Lý Hữu Toàn đột nhiên đến tìm tôi mới biết, Lý Thiên Sách còn có một đứa cháu còn sống. Lúc đó tôi mới hiểu, bức thư gửi gắm mà Lý Thiên Sách viết cho tôi, thực ra không phải cho tôi đọc, mà để cho người khác đọc. Ông ấy muốn để người khác tưởng rằng ông ấy giao đứa bé vào tay tôi, viết thư cho tôi là, Dương Đông Kích Tây, bảo Lý Hữu Toàn đưa cậu đến thành phố Hòa. Năm gió, Lý Hữu Toàn đến tìm ô tôi, nói muốn xin tôi giúp ông ấy giết một người. Đó là mười mấy năm, để tôi nhớ lại, có lẽ là mùa thu của 14 năm trước. Mùa thu của 14 năm trước. Lý Dục Thần trầm mặc, đó chính là ngày ông nội Hữu Toàn rời khỏi thành phố Hòa đi ra, sau này về thì chết. Quả nhiên không phải sự cố. Lý Dục Thần kích động hẳn lên. Ông nội Hữu Toàn chắc chắn đã phát hiện ra hung thủ trong thảm án nhà họ Lý, mới đến xin Châu Khiếu Uyên xuống núi. Ông ấy bảo ông giết ai? Sau này lại như thế nào? Anh vội vã hỏi. Ban đầu lão đệ Hữu Toàn không nói với tôi muốn giết ai, chỉ hỏi tôi có đồng ý xuống núi không? Tôi đã đồng ý. Châu Khiếu Uyên khẽ cau mày, hình như cũng cảm thấy hành vi năm đó của mình hơi cầu thả. Trăm năm trước, nhà họ Châu gặp kiếp nạn, là nhà họ Lý ra tay giúp đỡ, mới vượt qua nguy hiểm. Lý Hữu Toàn mở lời, tôi không thể không đồng ý. Hơn nữa tôi tự phụ võ hồn đã đại thành, vốn không lo lắng gì hết. Chúng tôi đã đến Mạc Bắc, trên Thảo Nguyên, tìm được người mà lão đệ Hữu Toàn muốn tìm. Người đó là Vu Sư Sa Mần, tên là Lữ Hiển, không những biết võ công, còn biết phu thuật. Nếu là một mình tôi, rất có thể sẽ chết trong tay ông ta. Cũng may lão đệ Hữu Toàn đã chuẩn bị sẵn cách phá vô thuật của ông ta, hai chúng tôi liên thủ, sau một trận đại chiến, đã giết được ông ta. Tôi nghĩ sự việc như vậy là kết thúc, định về phương Nam, cũng có ý đón các cậu đến Kim Lăng. Nhưng lão đệ Hữu Toàn không đồng ý, ông ấy không những không cho tôi đón cậu đến Kim Lăng, còn đặc biệt dặn dò, ngay cả đi thăm cũng không được đi thăm cậu, coi như không biết cậu tồn tại. Lão đệ Hữu Toàn nói còn có việc phải làm. Tôi liền về Kim Lăng trước, Châu Khiếu Uyên nói đến đây, khẽ thở dài một tiếng, hơi tự trách nói, ây, lúc đó nếu tôi đi cùng ông ấy, có lẽ ông ấy sẽ không chết. Sau này đã xảy ra chuyện gì, Lý Dục Thần hỏi. Sau đó tôi về Kim Lăng, vào mùa đông, lão đệ Hữu Toàn đột nhiên quay lại, toàn thân đầy thương tích. Ông ấy bị thương rất nặng, mà còn rất kỳ lạ,
tôi cũng chỉ có thể dùng chân khí bảo vệ kinh mạch của ông ấy, đã mời danh y Kim Lăng đến, cũng không thể chữa khỏi. Vốn dĩ tôi muốn để ông ấy ở lại Kim Lăng tiếp tục chữa bệnh, nhưng ông ấy cố chấp muốn về thành phố Hà, nói chết cũng phải chết bên cạnh cậu, Châu Khiếu Uyên nói. Nghĩ đến cảnh ông nội cuối cùng chết trong lòng mình, Lý Dục thần thầm đau lòng. Đó là nỗi đau cả đời không thể quên của anh, nay đã biết cái chết của ông nội không phải sự cố, lại càng thêm đau xót không thôi. Rốt cuộc là ai? Anh cắn răng hỏi. Người đánh thương ông ấy tên là Đồng Hạo, Châu Khiếu Uyên nói, tôi cũng từng nghe nói đến tên của kẻ này. Kẻ này không việc ác gì không làm, thời tiền triều là phạm nhân quan trọng bị truy nã, không chỉ có triều đình truy nã ông ta, rất nhiều thế gia hào môn cũng treo thưởng vàng truy nã ông ta. Nhưng trước nay không ai có thể bắt được ông ta, tôi không ngờ, ông ta vẫn còn sống. Đồng Hạo, Lý Dục Thần đọc một lần, ghi nhớ cái tên này. Ngoài kẻ đó, ông nội cậu còn nói với tôi mấy cái tên, lần lượt là Diệp Di Lâm, Củng Tiên, Đạm Đài Ngọc. Ông ấy bảo tôi ghi nhớ mấy cái tên này, sau này đợi cậu trưởng thành, rồi nói với cậu. Tôi nhớ rồi. Lý Dục Thần gật đầu mạnh, dường như đang nói với ông nội của anh. Những kẻ này đang ở đâu? Châu Khiếu Uyên lắc đầu nói, ông ấy không nói với tôi, có lẽ không muốn liên lụy đến tôi và nhà họ Châu. Kẻ có thể khiến nhà họ Lý diệt môn trong một đêm, đương nhiên cũng có thể khiến nhà họ Châu diệt môn trong một đêm. Tôi cũng hiểu ra lý do ông ấy không muốn để tôi tiếp xúc với cậu. Những năm nay, tôi cũng đã hỏi thăm nghe ngóng về mấy người này qua các phương diện, kể cả người của hai giáo Phật đạo, đã có chút manh mối. Ba kẻ này, thêm cả Đồng Hạo và cả Lữ Hiển bị chúng tôi giết chết là năm đường chủ của Hiển Đường Ma giáo trong truyền thuyết, gọi chung là Ngũ Sứ Ma Môn. Ngũ Sứ Ma Môn. Trước đây tôi cũng từng nghe nói vài tin đồn về ma giáo, một số tiền bối trong võ lâm đều nói từng có một tổ chức như vậy, vô cùng tà ác và cường mạnh. Nhưng ma giáo vô cùng bí ẩn, không ai biết tổng đàn của họ ở đâu. Cái gọi là Hiển Đường, chính là đường khẩu của ma giáo xây dựng ở nhân gian, thường xuyên xuất hiện với thân phận danh môn chính phái, chịu trách nhiệm giáo hóa người đời và thu hút thiên ma. Cho nên đường chủ cũng được gọi là tiếp dẫn sứ. Năm đó, ông nội Lý Hữu Toàn của cậu trị thương ở chỗ tôi nhìn rất rõ thương tích trên người ông ấy. Sau này một cơ hội rất ngẫu nhiên, một người bị Hoàng Phủ Hiền đánh thương trốn đến chỗ tôi, xin tôi ra mặt điều đình. Tôi phát hiện thương tích của hắn có vài chỗ kỳ lạ rất giống với ông nội của cậu. Hoàng Phủ Hiền là tông sư đột nhiên nổi lên, công phu của ông ta lại không phải là con đường cổ võ truyền thừa gia tộc Hoàng Phủ, cho nên tôi nghi ngờ. Kẻ đứng phía sau Hoàng Phủ Hiền chính là Đồng Hạo đã đánh thương ông nội Lý Hữu Toàn của cậu. Đồng Hạo, Lý Dục Thần cau mày, nói như vậy, kẻ này ẩn trong gia tộc Hoàng Phủ. Vậy cũng chưa chắc, gia tộc Hoàng Phủ ở Minh Lộc Dự Châu, còn Hoàng Phủ Hiền ở Dự Trương Cống Bà. Hơn nữa theo tôi biết, quan hệ giữa Hoàng Phủ Hiền và nhà họ Hoàng Phủ ở Minh Lộc rất bình thường, Châu Khiếu Uyên nói, vì tôi từng âm thầm cho người điều tra quỹ đạo hoạt động của Hoàng Phủ Hiền những năm nay. Cơ bản đều ở tỉnh Cống Bà, ngoài Dự Trương, nơi ông ta đến nhiều nhất là Lư Sơn. Lư Sơn. Đã có manh mối thì dễ rồi, Lý Dục Thần quyết định đợi về thủ đô rồi đến Lư Sơn một chuyến. Lư Sơn nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Đồng Hạo đã là người trong ma giáo, chắc chắn phải luyện ma công, chỉ cần xác định phạm vi, sẽ có thể tìm được dấu vết. Nếu không phải đã định xong hành trình đến thủ đô. Lý Dục Thần hận không thể lập tức đến Lư Sơn. Nếu có thể tìm được Đồng Hạo, từ chỗ ông ta, xác nhận nhà họ Lý bị diệt trong tay ma đạo, thì tâm bệnh của anh cũng coi như được hóa giải. Cho dù không thể, thì cũng có thể báo thù cho ông nội Hữu Toàn. Châu Khiếu Uyên dường như nhìn ra tâm tư của anh, nói, tôi cũng chỉ là suy đoán, rốt cuộc có phải Đồng Hạo hay không, và có ở Lư Sơn hay không, tôi cũng không chắc chắn. Cậu cũng không cần vội đi tìm. Lãng phí thời gian. Dù sao cậu đã giết Hoàng Phủ Hiền, cậu không tìm ông ta cũng sẽ đến tìm cậu. Chỉ là, cậu phải cẩn thận, cậu ở ngoài sáng, ông ta ở trong tối, với bản lĩnh của cậu, đương nhiên không sợ, nhưng phải bảo vệ tốt người bên cạnh cậu. Lý Dục Thần nói, cảm ơn ông Châu nhắc nhở. Bên phía thành phố Hòa, tôi đã mời Trương Thiên Sư của Long Hổ Sơn và cổ đạo trưởng của Mao Sơn đến tọa trấn, có lẽ sẽ không có chuyện gì. Đợi tôi từ thủ đô về, rồi lại tính toán. Châu Khiếu Uyên gật đầu nói, vậy thì tốt, đã có hai vị đạo trưởng tọa trấn, đương nhiên không cần lo an toàn của thành phố Hòa. Có điều, như vậy,
sợ là những kẻ nhỏ bé không dám lộ mặt. Châu Khiếu Uyên hơi trầm ngâm, tôi có chủ ý này. Mời ông Châu nói. Lần này tôi mời cậu đến, bên ngoài đều cho rằng tôi muốn ra mặt thay Hiệp hội Võ Đạo. Hôm nay cuộc trò chuyện của chúng ta, ngoại trừ bốn người chúng ta, sẽ không có người thứ năm biết. Sau khi cậu đi, tôi cho Phú Minh tung tin đồn, nói tôi không phải là đối thủ của cậu, bị cậu đánh thương. Sau đó, tôi sẽ mời đồng đạo, lập đạo trường ngay ở trấn Châu Môn, để đợi cậu đến chiến một trận. Những kẻ muốn giết cậu chắc chắn sẽ rất có hứng thú. Lâm Mộng Đình khẽ cau mày, nói, nhưng như vậy, chẳng phải đã chứng thực những lời đồn về dục thần ở bên ngoài sao? Châu Khiếu Uyên cười lớn ha ha, người làm việc lớn, sợ gì lời đồn. Thân gánh huyết hải thâm thù, chút vinh nhục này hà tất phải để trong lòng. Đợi đồng đạo võ lâm thiên hạ đều tập trung lại, tôi vừa hay có thể ra mặt làm chứng giúp cậu ấy, trả lại sự trong sạch cho cậu ấy. Đây là việc nhất cử lưỡng tiện. Lâm Mộng Đình bất giác đỏ mặt, nói, vẫn là ông Châu nhìn thấu tất cả, là tôi nông cạn, tấm lòng rộng mở của ông Châu khiến người ta kính phục. Bách Phú Minh khẽ cau mày, tuy nói Châu Khiếu Uyên thực sự bại trước Lý Dục Thần, nhưng truyền ra ngoài, sẽ tổn hại anh minh một đời của ông cụ. Nhưng ông ta biết ông cụ trước nay không màng hư danh, nếu mình nói như vậy, chắc chắn bị sẽ mắng một trận, bèn nói, sư phụ, nếu đồng hạo không đến thì sao? Chẳng phải là uổng công sao? Châu Khiếu Uyên nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình, kết quả thế nào, có ai có thể biết trước chứ? Lý Dục Thần nhớ đến ánh mắt tham lam của Hoàng Phủ Hiền khi nhìn thấy kiếm huyền minh của mình, trong lòng khẽ động, nói, mọi người cứ nói tôi không phải dựa vào võ công đánh bại ông Châu, mà dựa vào bảo vật trên người giành chiến thắng. Anh nói xong lìa lấy kiếm huyền minh đặt lên bàn. Châu Khiếu Uyên và Bách Phú Minh ngẩn người, không biết đây là bảo vật gì, như kiếm mà không phải kiếm, giống như một cây thước sắt đen, trông rất bình thường. Nhưng sau khi Lý Dục Thần dùng tay cầm chuôi kiếm, truyền pháp lực, trong lòng hai người cùng chấn động. Màu sắc đen xì, lại chói mắt giữa ban ngày, giống như một chùm sáng màu đen. Còn trong ánh sáng đen u ám mờ mờ, lại có cảm giác muốn hút cả linh hồn của con người vào trong. Cùng với ánh sáng đen phát ra, trong căn phòng đã bị khí tức chết chóc bao trùm, dường như không còn nhân gian. Đây là cái gì? Kiếm này tên là Huyền Minh, Lý Dục Thần nói, các ông cứ nói tôi có một thanh kiếm phát ra ánh sáng đen, tôi đã dựa vào thanh kiếm này đánh bại ông Châu. Ông Châu có thể nói, nếu ai có thể đánh bại tôi, thì thanh kiếm thuộc về người đó. Châu Khiếu Uyên lắc đầu nói, ông ấy không nói với tôi, có lẽ không muốn liên lụy đến tôi và nhà họ Châu. Kẻ có thể khiến nhà họ Lý diệt môn trong một đêm, đương nhiên cũng có thể khiến nhà họ Châu diệt môn trong một đêm. Tôi cũng hiểu ra lý do ông ấy không muốn để tôi tiếp xúc với cậu. Những năm nay, tôi cũng đã hỏi thăm nghe ngóng về mấy người này qua các phương diện, kể cả người của hai giáo Phật đạo, đã có chút manh mối. Ba kẻ này, thêm cả đồng hạo và cả Lữ Hiển bị chúng tôi giết chết là năm đường chủ của Hiển Đường Ma giáo trong truyền thuyết, gọi chung là Ngũ Sứ Ma Môn. Ngũ Sứ Ma Môn. Trước đây tôi cũng từng nghe nói vài tin đồn về ma giáo, một số tiền bối trong võ lâm đều nói từng có một tổ chức như vậy, vô cùng tà ác và cường mạnh. Nhưng ma giáo vô cùng bí ẩn, không ai biết tổng đàn của họ ở đâu. Cái gọi là hiển đường, chính là đường khẩu của ma giáo xây dựng ở nhân gian, thường xuyên xuất hiện với thân phận danh môn chính phái, chịu trách nhiệm giáo hóa người đời và thu hút thiên ma. Cho nên đường chủ cũng được gọi là tiếp dẫn sứ. Năm đó, ông nội Lý Hữu Toàn của cậu trị thương ở chỗ tôi nhìn rất rõ thương tích trên người ông ấy. Sau này một cơ hội rất ngẫu nhiên, một người bị Hoàng Phủ Hiền đánh thương trốn đến chỗ tôi, xin tôi ra mặt điều đình. Tôi phát hiện thương tích của hắn có vài chỗ kỳ lạ rất giống với ông nội của cậu. Hoàng Phủ Hiền là tông sư đột nhiên nổi lên, công phu của ông ta lại không phải là con đường cổ võ truyền thừa gia tộc Hoàng Phủ, cho nên tôi nghi ngờ. Kẻ đứng phía sau Hoàng Phủ Hiền chính là đồng hạo đã đánh thương ông nội Lý Hữu Toàn của cậu. Đồng hạo, Lý Dục Thần cau mày, nói như vậy, kẻ này ẩn trong gia tộc Hoàng Phủ. Vậy cũng chưa chắc, gia tộc Hoàng Phủ ở Minh Lộc Dự Châu, còn Hoàng Phủ Hiền ở Dự Trương Cống Bà. Hơn nữa theo tôi biết, qua hệ giữa Hoàng Phủ Hiền và nhà họ Hoàng Phủ ở Minh Lộc rất bình thường, Châu Khiếu Uyên nói, vì tôi từng âm thầm cho người điều tra quỹ đạo hoạt động của Hoàng Phủ Hiền những năm nay. Cơ bản đều ở tỉnh Cống Bà, ngoài Dự Trương, nơi ông ta đến nhiều nhất là Lư Sơn. Lư Sơn. Đã có manh mối thì dễ rồi,
Lý Dục Thần quyết định đợi về thủ đô rồi đến Lư Sơn một chuyến. Lư Sơn nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Đồng Hạo đã là người trong ma giáo, chắc chắn phải luyện ma công, chỉ cần xác định phạm vi, sẽ có thể tìm được dấu vết. Nếu không phải đã định xong hành trình đến thủ đô, Lý Dục Thần hận không thể lập tức đến Lư Sơn. Nếu có thể tìm được Đồng Hạo, từ chỗ ông ta, xác nhận nhà họ Lý bị diệt trong tay ma đạo, thì tâm bệnh của anh cũng coi như được hóa giải. Cho dù không thể, thì cũng có thể báo thù cho ông nội Hữu Toàn. Châu Khiếu Uyên dường như nhìn ra tâm tư của anh, nói, tôi cũng chỉ là suy đoán, rốt cuộc có phải Đồng Hạo hay không, và có ở Lư Sơn hay không, tôi cũng không chắc chắn. Cậu cũng không cần vội đi tìm, lãng phí thời gian. Dù sao cậu đã giết Hoàng Phủ Hiền, cậu không tìm ông ta cũng sẽ đến tìm cậu. Chỉ là, cậu phải cẩn thận, cậu ở ngoài sáng, ông ta ở trong tối, với bản lĩnh của cậu, đương nhiên không sợ, nhưng phải bảo vệ tốt người bên cạnh cậu. Lý Dục Thần nói, cảm ơn ông Châu nhắc nhở. Bên phía thành phố Hòa, tôi đã mời Trương Thiên Sư của Long Hổ Sơn và cổ đạo trưởng của Mao Sơn đến tọa trấn. Có lẽ sẽ không có chuyện gì. Đợi tôi từ thủ đô về, rồi lại tính toán. Châu Khiếu Uyên gật đầu nói, vậy thì tốt, đã có hai vị đạo trưởng tọa trấn, đương nhiên không cần lo an toàn của thành phố Hòa. Có điều, như vậy, sợ là những kẻ nhỏ bé không dám lộ mặt. Châu Khiếu Uyên hơi trầm ngâm, tôi có chủ ý này. Mời ông Châu nói, lần này tôi mời cậu đến, bên ngoài đều cho rằng tôi muốn ra mặt thay Hiệp hội Võ Đạo. Hôm nay cuộc trò chuyện của chúng ta, ngoại trừ bốn người chúng ta, sẽ không có người thứ năm biết. Sau khi cậu đi, tôi cho Phú Minh tung tin đồn, nói tôi không phải là đối thủ của cậu, bị cậu đánh thương. Sau đó, tôi sẽ mời đồng đạo, lập đạo trường ngay ở trấn Châu Môn, để đợi cậu đến chiến một trận. Những kẻ muốn giết cậu chắc chắn sẽ rất có hứng thú. Lâm Mộng Đình khẽ cau mày, nói, nhưng như vậy, chẳng phải đã chứng thực những lời đồn về Dục Thần ở bên ngoài sao? Châu Khiếu Uyên cười lớn ha ha, người làm việc lớn, sợ gì lời đồn. Thân gánh huyết hải thâm thù, chút vinh nhục này hà tất phải để trong lòng. Đợi đồng đạo Võ Lâm Thiên Hạ đều tập trung lại, tôi vừa hay có thể ra mặt làm chứng giúp cậu ấy, trả lại sự trong sạch cho cậu ấy. Đây là việc nhất cử lưỡng tiện. Lâm Mộng Đình bất giác đỏ mặt, nói, vẫn là ông Châu nhìn thấu tất cả, là tôi nông cạn, tấm lòng rộng mở của ông Châu khiến người ta kính phục. Bách Phú Minh khẽ cau mày. Tuy nói Châu Khiếu Uyên thực sự bại trước Lý Dục Thần, nhưng truyền ra ngoài, sẽ tổn hại anh minh một đời của ông cụ. Nhưng ông ta biết ông cụ trước nay không màng hư danh, nếu mình nói như vậy, chắc chắn bị sẽ mắng một trận, bèn nói, sư phụ, nếu Đồng Hạo không đến thì sao? Chẳng phải là uổng công sao? Châu Khiếu Uyên nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình, kết quả thế nào, có ai có thể biết trước chứ? Lý Dục Thần nhớ đến ánh mắt tham lam của Hoàng Phủ Hiền khi nhìn thấy kiếm huyền minh của mình, trong lòng khẽ động, nói, mọi người cứ nói tôi không phải dựa vào võ công đánh bại ông Châu, mà dựa vào bảo vật trên người giành chiến thắng. Anh nói xong lìa lấy kiếm huyền minh đặt lên bàn. Châu Khiếu Uyên và Bách Phú Minh ngẩn người, không biết đây là bảo vật gì, như kiếm mà không phải kiếm, giống như một cây thước sắt đen, trông rất bình thường. Nhưng sau khi Lý Dục Thần dùng tay cầm chuôi kiếm, truyền pháp lực, trong lòng hai người cùng chấn động. Màu sắc đen xì, lại chói mắt giữa ban ngày, giống như một chùm sáng màu đen. Còn trong ánh sáng đen u ám mờ mờ, lại có cảm giác muốn hút cả linh hồn của con người vào trong. Cùng với ánh sáng đen phát ra, trong căn phòng đã bị khí tức chết chóc bao trùm, dường như không còn nhân gian. Đây là cái gì? Kiếm này tên là Huyền Minh, Lý Dục Thần nói, các ông cứ nói tôi có một thanh kiếm phát ra ánh sáng đen. Tôi đã dựa vào thanh kiếm này đánh bại ông Châu. Ông Châu có thể nói, nếu ai có thể đánh bại tôi, thì thanh kiếm thuộc về người đó. Bên kia thang trời rốt cuộc có dáng vẻ gì? Nếu sư phụ đi lên, tương lai mình có cơ hội đi lên không? Trong đầu Bách Phú Minh xuất hiện hình ảnh, một cầu thang thẳng tắp và dốc đứng, xuyên thẳng mây xanh, một ông già lẻ loi đi một mình, trong mây có hạc trao liệng. Lý Dục Thần đi vào Bạch Vân Quan lần thứ hai. Lần trước đến Bạch Vân Quan, anh tổng cộng gặp bốn đạo sĩ, Kim Tam Mộc, Tưởng Tuyền Lâm, Mạc Thanh, Liên Thành. Kim Tam Mộc dẫn đội đi Bắc Mỹ vẫn chưa trở lại, Mạc Thanh cũng ở trong đoàn đó. Tưởng Tuyền Lâm bị Kim Tam Mộc loại bỏ chức phụ giám viện, còn đang diện bích hối lỗi tại Tiểu Bồng Lai.
cũng may vẫn còn tiểu đạo sĩ liên thành, nếu không thì chẳng quen biết một ai, lại phải lấy ra thiên đô lệnh. Nếu gặp phải người không nhận ra thiên đô lệnh như Tưởng Tuyền Lâm, khó tránh khỏi bị trào phúng vài câu, rồi dùng pháp thuật kinh sợ bọn họ một phen, làm màu. Có đôi khi thật sự là không muốn làm màu cũng không được. Đạo sĩ Liên Thành không biết thiên đô, ngày đó lúc Lý Dục Thần lấy ra thiên đô lệnh, anh ta đã đi xuống. Nhưng anh ta biết, cậu Lý này có địa vị rất lớn, ngay cả sư thúc Kim Tam Mộc đều cung kính với anh. Cho nên anh ta cũng đối đãi cung kính với Lý Dục Thần. Nghe nói Lý Dục Thần muốn đi gọi lão quan chủ Vương Sùng Tiên từ trong bế quan, Liên Thành giật nảy mình, đáp, cậu Lý, chuyện này tôi không dám làm chủ. Để tôi đi giám viện báo cáo một tiếng, người kia đồng ý thì tôi mới có thể dẫn anh đi. Không phải cậu vừa mới bảo đạo trưởng Tưởng vẫn còn đang diện bích hối lỗi sao, Lý Dục Thần khó hiểu hỏi. Liên Thành đáp, Tưởng sư thúc đã bị lui khỏi giám viện, bây giờ giám viện là Bạch sư thúc của tôi, Bạch Phương Hưng. Ban đầu đáng lẽ ra ông ấy nên đích thân tới chiêu đãi anh, nhưng hôm nay ông ấy ngồi khám tại một y quán, nhất thời không thể phân thân. Tôi tới đó báo cáo cho ông ấy. Lý Dục Thần liền nói, nếu ông ta đang ngồi khám thì đừng quấy rầy. Dù sao đạo trưởng Vương đã bế quan 20 năm, tôi cũng không vội. Tôi ra ngoài đi dạo, đợi y quán nghỉ làm lại đến. Liên Thành nói xin lỗi, y thuật của Bạch Sư Thúc rất giỏi, bên ngoài rất có danh tiếng, người tìm đến ông ấy xem bệnh rất nhiều. Mỗi lần khám bệnh thường xuyên kín người hết chỗ, có thể phải đến đêm khuya. Lý Dục Thần hỏi, một tuần ông ta ngồi khám mấy ngày? Trước kia là một tuần 3 ngày, về sau làm giám viện, hiện tại giảm xuống còn 1 ngày rưỡi, cả ngày thứ 7 và nửa ngày thứ 5. Vậy ngày mai tôi quay lại. Liên Thành liên tục khom người nói xin lỗi, muốn đi dạo cùng nhưng bị Lý Dục Thần từ chối. Anh dẫn theo Lâm Mộng Đình đi lòng vòng trong Bạch Vân Quan, còn kể chuyện cũ của mấy con khỉ đá cho Lâm Mộng Đình. Lâm Mộng Đình kinh ngạc nói, sao anh biết chuyện này? Lý Dục Thần thần bí nhìn đông nhìn tây một lượt. Sau đó lại gần cô, nhỏ giọng đáp, học lỏm từ hướng dẫn viên du lịch. Lâm Mộng Đình không khỏi mỉm cười. Lúc này, vừa khéo có một hướng dẫn viên du lịch giơ cờ, mang theo một đoàn khách du lịch tiến đến, đứng đó giảng giải. Lý Dục Thần liền kéo Lâm Mộng Đình tới. Lâm Mộng Đình chưa từng trải qua chuyện như vậy. Làm đại tiểu thư nhà họ Lâm của thành phố Hòa, từ nhỏ đi đâu cô đều có xe riêng đưa đón, có chuyên gia đi cùng, nào có chuyện đi ké đoàn du lịch. Nghe hướng dẫn viên du lịch giới thiệu đến nước miếng văng tung tóe, nhìn những du khách kia vội vàng chụp ảnh lưu niệm, chỉ có mình Lý Dục Thần nghe nghiêm túc nhất, cô cảm thấy thật là thú vị. Lại nhớ đến cảnh tượng gặp mặt Lý Dục Thần lần đầu tiên, thời điểm đó anh vẫn còn là nhân viên phục vụ quèn đi làm trong quán cơm thân dân, cô chẳng thể ngờ được, anh không chỉ là vị hôn phu hứa hôn từ khi còn bé của mình, mà còn là tiên nhân trên thiên đô. Lâm Mộng Đình vẫn còn nhớ lần đầu tiên bọn họ ăn đồ nướng. Anh nói mình có xuất thân bất phàm, còn cả cái gì mà văn có thể an bang, võ có thể định quốc, cô cho rằng anh đang khoác lác, chỉ cảm thấy buồn cười. Về sau mới phát hiện, lời anh nói là thật. Nhưng, lúc anh nói ra những lời này, trong miệng còn ngậm thịt dê nướng. Nào có dáng vẻ xuất thân bất phàm cơ chứ? Ké xong đoàn du lịch, đi ra khỏi Bạch Vân Quan, Lý Dục Thần hỏi cô, sao hả, rất thú vị đi. Là thật sự thú vị. Vậy kế tiếp. Anh muốn dẫn em đến nơi nào nữa, để cho em mở mang tầm mắt, Lâm Mộng Đình tràn ngập mong đợi. Lý Dục Thần ngẫm nghĩ, anh dẫn em đi bái thần tiên. Lâm Mộng Đình sững sờ, vùng đất thần tiên nổi tiếng nhất thủ đô chẳng phải là Bạch Vân Quan sao? Còn có chỗ nào nổi tiếng hơn cả Bạch Vân Quan nữa? Em đi thì biết. Lý Dục Thần dẫn theo Lâm Mộng Đình đi khắp hang cùng ngõ hẻm, vào một con ngõ nhỏ. Đến nơi đó. Lâm Mộng Đình mới biết được hóa ra là một tòa miếu Hoàng Đại Tiên. Cái miếu này nhỏ đến đáng thương, cổng chính còn không to bằng cửa nhà tứ hợp viện khác. Bước vào bên trong chỉ có một cái sân, trong sân đặt một lư hương lớn, khói xanh lượn lờ. Chỉ có một tòa điện, trong điện thờ phụng một bức tượng thần, cầm phất trần trong tay, râu dài tung bay, rất tiên phong đạo cốt. Có điều, Lâm Mộng Đình nhìn tượng thần này cứ cảm thấy hơi kỳ quái. Cửa vào đại điện bày một cái bàn, trên mặt bàn đặt một ống thăm trúc, bên cạnh dựng một tấm bảng, trên đó viết, rút quẻ 20 đồng, đoán xâm 50 đồng. Hai vị, rút quẻ không, người có dáng vẻ đạo cô ngồi sau bàn thấy bọn họ tiến vào, ánh mắt sáng lên, nơi này có quẻ nhân duyên là linh nghiệm nhất, xem hai vị xứng đôi vừa lứa,
trời sinh một đôi, nhất định có thể bốc được thăm tốt nhất. Lý Dục Thần cười đáp, chắc chắn là quẻ tốt nhất, vậy còn cầu cái gì? Đạo cô sững sờ, nhưng cũng có thể là quẻ rất xấu mà. Chợt cô ta ý thức được, câu này khiến lời chào hàng vừa rồi của mình đổ xuống sông xuống bể, thuận miệng nói, hai người hẳn là đến từ nơi khác đúng không? Xem cô gái này, xinh đẹp trắng trẻo thế cơ mà. Có thể đến tòa miếu nhỏ này của tôi chính là duyên phận. Xem dáng vẻ của hai người, nhất định là quẻ tốt, cầu quẻ tốt cầm về làm kỷ niệm cũng được. Lời này khiến Lâm Mộng Đình động lòng, nhân tiện nói, Dục Thần, chúng ta cầu một quẻ đi. Lý Dục Thần đáp, cầu một quẻ cũng được, nhưng tôi nhớ năm ngoái đến thì rút quẻ là 10 đồng, đoán sâm 30 đồng, sao giờ lên giá rồi? Đạo cô đáp, ấy già, giờ có cái gì không tăng giá chứ? Ngay cả miếng trúc làm quẻ cũng tăng. Hơn nữa, ngày ngày tôi đều ngồi ở chỗ này, nghênh ra nghênh vào, nguy cơ bị cảm cúm siêu lớn, cậu nói có phải hay không? Hiện tại mua viên thuốc còn đắt, năm nay lại thêm virus cúm A, Oseltamivir bán hết cả hàng. Sang năm thêm dịch virus tiêu chảy nữa, đến giấy vệ sinh cũng không mua nổi. Lý Dục Thần sửng sốt, trong lòng tự nhủ sao đạo cô này lại lắm mồm như vậy, hình như năm ngoái đâu có như này đâu. Đây không phải là đạo cô, đây là đa cấp mới đúng. Anh đột nhiên cảm thấy, giọng điệu ba hoa của đạo cô này sao có cảm giác hơi hơi quen thuộc. Anh chợt giật mình ngẩng đầu, trông thấy khuôn mặt tượng thần Hoàng Đại Tiên này mơ hồ hiện lên vẻ sống động, đang liếc nhìn bọn họ. Lý Dục Thần lập tức giật mình, cười nói, hay cho con xúc sinh nhà mày, tiến bộ thật mau. Trộm gà nhà lão Lưu đầu chưa đủ, còn trộm đến trên người khác đúng ca. Chợt thấy khuôn mặt tượng thần kia lộ ra vẻ kinh hoàng, bỗng nơm nớp lo sợ mở miệng nói chuyện. Công tử xin đừng hiểu lầm, không hề trộm, chỉ là nói chuyện phiếm, thật sự không có trộm. Chương 849 Hoàng Đại Sơn mỉm cười rất đắc ý. Nghe thấy tượng thần mở miệng nói chuyện, Lâm Mộng Đình vô cùng kinh ngạc. Ngược lại, đạo cô ngồi ở chỗ đó rất bình tĩnh, rất có phong phạm của cao nhân gặp chuyện không sợ hãi. Lâm Mộng Đình chợt hiểu ra, thần tiên mà Lý Dục Thần dẫn cô đến bái chính là vị Hoàng Đại Tiên này. Nhưng cô vẫn không nhìn ra, vị Hoàng Đại Tiên này rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao tượng thần bằng bùn mà có thể mở miệng nói chuyện. Chẳng lẽ thật sự có thần linh nhập thể? Hiện tại, Lâm Mộng Đình cũng xem như bước vào cánh cửa tu hành, sử dụng thần thức không quá mạnh của cô quét qua tượng thần, lại không phát hiện được điều gì. Sao cô có thể biết được, đây là pháp chú lần trước Lý Dục Thần làm giúp Hoàng Đại Sơn giấu đi thần khí, tránh bị người khác phát hiện, cho nên dựa vào thần thức, người tu hành không thể phát hiện được, huống hồ thần thức của cô còn rất yếu. Đây chính là thần tiên anh muốn mang em đến bái, Lâm Mộng Đình hỏi. Đúng vậy, Lý Dục Thần nói. Tên này rất linh. Tên này, Lâm Mộng Đình kinh ngạc nói, sao anh lại bất kính thần tiên như thế, cẩn thận khẩu nghiệp. Lý Dục Thần chưa kịp lên tiếng, tượng thần đã mở miệng. Không sao, không sao, cậu Lý gọi tôi là cái gì cũng được. Chợt thấy, Hoàng Đại Tiên, bước xuống khỏi thần đàn. Gương mặt tượng bùn kia nhiều thêm mấy phần sức sống so với vừa rồi, nhưng toàn bộ cơ thể vẫn lộ vẻ ngốc nghếch. Lúc này Lâm Mộng Đình mới nhìn rõ, hóa ra thứ đi xuống không phải tượng thần, mà là một người khác, bởi vì tượng thần vẫn còn đang yên ổn ngồi trên thần đàn. Thấy, Hoàng Đại Tiên, xuống thần đàn, đạo cô cũng đứng lên, không hề kinh ngạc hay cung kính với thần tiên hiện hình, ngược lại là rất quen thuộc hỏi thăm. Mọi người đều quen biết à? Quen biết, vị này là cậu Lý, một tay Hoàng Đại Tiên cầm phất trần, một tay vân vê sợi râu dưới cằm. Dáng vẻ tiên phong đạo cốt, tam tỷ, còn không mau qua bái kiến cậu Lý. Đạo cô được ông ta gọi là tam tỷ đi ra từ sau bàn, uyển chuyển cúi đầu nói, Diêu tam tỷ bái kiến cậu Lý. Diêu tam tỷ ăn mặc quần áo đạo cô, lúc ngồi yên một chỗ thì không nhìn ra, nhưng vừa đứng lên, đạo bào cũng không giấu được dáng vẻ thùy mị, cách đi đứng, phong tư hiểu điệu kia. Lý Dục Thần nhìn thoáng qua Hoàng Đại Sơn, lắc đầu nói, ông có biết mình vi phạm quy định rồi không? Hoàng Đại Sơn mới vừa rồi còn tiên phong đạo cốt chợt bị dọa đến quỳ bịch một tiếng. Cậu Lý, tôi không có, thật sự không hề dùng mánh khóe, đều là hai bên tình nguyện. Siêu tam tỷ giật nảy mình, đường đường, Hoàng Đại Tiên, sao lại quỳ xuống? Cô ta cũng là người thông minh, biết Hoàng Đại Tiên quỳ xuống,
cậu Lý này chắc chắn có lai lịch không nhỏ, là một nhân vật không thể trêu vào, nói không chừng là thần tiên trên trời. Thế là, cô ta cũng bùm một tiếng quỳ xuống, nói tiếp, cậu Lý cũng đừng trách anh ấy, tôi cũng biết tiên phàm khác biệt, nhưng chúng tôi thật sự là yêu thương nhau. Chẳng phải chuyện xưa còn có hứa tiên yêu Bạch Nương Tử hay sao? Tôi không màng anh ấy là tiên, cũng không màng anh ấy có tiền, tôi chỉ là khâm phục anh ấy. Thích anh ấy, nguyện ý đời này ở trong miếu phụng dưỡng anh ấy. Lời này nói rất khéo léo, Pháp Hải nghe được thì phỏng chừng cũng không nỡ tâm chia rẽ bọn họ. Hoàng Đại Sơn mỉm cười rất đắc ý. Lý Dục Thần bất giác mỉm cười, hỏi Diêu Tam Tỷ, cô biết ông ta là người gì không? Diêu Tam Tỷ đáp, anh ấy, đương nhiên là thần tiên rồi. Có điều, tôi không phải bởi vì anh ấy là thần tiên mới thích anh ấy, tôi cảm thấy anh ấy rất thú vị hơn người bình thường nhiều. Lý Dục Thần thở dài, nếu cô gặp qua gương mặt thật của ông ta mà còn nói như vậy, tôi cũng lười quản hai người. Rồi anh hét lớn một tiếng, Hoàng Đại Sơn, ông có biết mình phạm vào sai lầm gì không? Hoàng Đại Sơn bị dọa đến run lẩy bẩy, tôi phạm vào, sắc giới. Lý Dục Thần nghiêm mặt nói, hừ, tôi lười đến quản mấy chuyện lằng nhằng nửa người dưới của ông. Nhưng ông nhân danh thần tiên vào đời, dùng hình người dối gạt thế nhân, đây là tối kỵ. Nếu có cao nhân đi ngang qua, không cần nói gì thêm, thẳng tay cầm kiếm chém ông. Niệm tình ông chưa tạo thành sai lầm lớn, lại có công bảo vệ nhà họ Lý, lần này tôi bỏ qua cho ông, món nợ này tạm thời ghi lại cho ông. Toàn thân Hoàng Đại Sơn run rẩy, ngã xuống mặt đất, sám hối nói, tôi biết sai rồi, lần sau không dám nữa. Lý Dục Thần không phải làm chút chuyện này hù dọa ông ta, chỉ là nếu hiện tại không ước thúc, tên này sớm muộn gì cũng sẽ gây ra rắc rối. Yêu quái sống giữa xã hội loài người vốn gian nan, cũng không thể gửi cả đời trong miếu Hoàng Đại Tiên được. Huống hồ, từ xưa tới nay, chuyện tục tĩu của dân gian chưa bao giờ là đối tượng dọn dẹp của chính đạo và triều đình. Những yêu ma quỷ quái xa vào chuyện cá nước với con người phần lớn thiếu quản chế, không tuân theo chuẩn mực của xã hội loài người, tu vi hơi tăng lên liền dùng pháp luật cấm đoán lung tung. Lý Dục Thần không phải là kẻ không có tình người, chút chuyện nhỏ này cũng không buông tha, mà đang răn dạy nó. Nếu không phải nể tình nó từng đi theo mẹ cung Lăng Yên của anh, lại ở đây bảo vệ nhà họ Lý 20 năm, anh còn lâu mới quản nó. Còn không mau hiện ra nguyên hình, Lý Dục Thần quát lớn. Toàn thân Hoàng Đại Sơn run lên, tiên y cởi ra, hóa thành da lông màu vàng, biến thành một con chồn sóc thân thể béo mập. Phất trần kia hóa ra là cái đuôi của nó. Mặc dù Lâm Mộng Đình kinh ngạc nhưng cũng không cảm thấy gì, dù sao từ khi quen biết Lý Dục Thần đến giờ. Cô đã trải qua quá nhiều chuyện kỳ quái. Vị hôn phu của cô là thần tiên, trong nhà còn có một con nhím biết nói chuyện, giờ phút này nhìn thấy một Hoàng Đại Tiên cũng không cảm thấy có gì kỳ quặc. Nhưng Diêu Tam Tỷ kia lại bị dọa, kêu lên một tiếng sợ hãi. Cô ta ngã ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chỉ vào Hoàng Đại Sơn nói, anh, sao anh lại là một con chồn? Lý Dục Thần hỏi, Diêu Tam Tỷ, bây giờ cô còn thích ông ta không? Diêu Tam Tỷ che mặt khóc, hu hu, không mặt mũi nhìn nữa. Mắc cỡ chết người, sao lại là con chồn chứ? Hu hu. Hoàng Đại Sơn ngẩng đầu lên, chiếc đầu nhỏ nhìn Diêu Tam Tỷ, nói, Tam Tỷ, chớ sợ, chỉ là bề ngoài thôi mà, chúng ta thật lòng yêu nhau. Em yêu linh hồn của anh thì sao phải để ý vẻ ngoài của anh như thế nào chứ? Diêu Tam Tỷ ngừng khóc, nhìn ông ta qua cái ngón tay, im lặng 3 giây rồi òa khóc, ôi chao. Sao em lại bị một con chồn như anh lừa mất thân thể chứ, em chết quách đi cho rồi. Hoàng Đại Sơn nghe thấy tiếng Diêu Tam Tỷ gào khóc, vội vàng vẫy đuôi một cái, một cơn gió nổi lên trong sân, đóng sập cửa miếu lại. Cơn gió vẫn tiếp tục thổi quanh quẩn trên mặt sân chứ không tan đi, ngăn cách âm thanh ở trong này với bên ngoài. Lý Dục Thần cười nói, mấy tháng nay pháp lực của ông tiến bộ nhanh đó. Hoàng Đại Sơn dập đầu nói, đây đều là nhờ công cậu chỉ bảo. Lý Dục Thần hừ một tiếng, nhưng tôi không hề dạy ông lừa người khác. Hoàng Đại Sơn vội vàng nói, thưa cậu, tôi thực sự không cố ý lừa Tam Tỷ. Chỉ là tại Tam Tỷ quá đẹp mà thôi, nói đoạn, ông ta còn liếc mắt nhìn Diêu Tam Tỷ, kêu lên, Tam Tỷ, em xem em đó, em xinh đẹp như vậy, sao lại tới chỗ của anh làm đạo cô làm gì? Em đi làm người mẫu, làm ngôi sao chẳng phải là tốt hơn nhiều hay sao? Diêu Tam Tỷ khóc nhỏ lại, sẵn giọng gắt. Em đâu có đẹp như vậy chứ.
nếu như em có thể làm ngôi sao, làm người mẫu thì ai thèm tới cái miếu đổ nát của anh làm đạo cô giả làm gì? Hoàng Đại Sơn nói, anh thấy em đẹp hơn đám ngôi sao, người mẫu nhiều. Hiện thời, ngôi sao mặt hot gơn mạng thì có gì hay mà nhìn. Em đã tới được đây, chứng tỏ em có tiên duyên. Diêu Tam Tỷ nhổ một ngụm nước bọt, nói, hứ, tên trồn nhà anh mà cũng biết mặt hot gơn mạng là gì à? Hoàng Đại Sơn nói, anh thường xuyên sang nhà ông Lưu xem TV, đương nhiên là biết rồi. Hơn nữa, chẳng phải cũng từng có ngôi sao tới miếu của chúng ta hay sao, còn người nổi tiếng trên mạng thì đã tới đây tận mấy đợt rồi, em xem, anh có bao giờ thèm nhìn bọn họ lấy một lần không? Có một mỹ nhân xinh đẹp như Tam Tỷ ở đây thì dù có là hàng Nga giáng trần, anh cũng không buồn đoái hoài. Siêu Tam Tỷ phì cười, nói, anh chỉ được cái miệng là giỏi. Thế nhưng, vừa nhìn thấy ngoại hình của ông ta, Diêu Tam Tỷ lập tức thôi cười, lại tiếp tục khóc tiếp, ôi chao, em không sống nổi nữa. Sao anh lại là trồn cơ chứ? Lý Dục Thần lắc đầu, nói, hai người từ từ nói chuyện đi, tôi đi trước đây, buổi tối nhớ tới nhà họ Lý gặp tôi. Vâng, cậu đi thong thả. Hoàng Đại Sơn thấy Lý Dục Thần không phạt mình, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên sờ miếng băng trán mới nhớ ra mình đang hiện nguyên hình là một con trồn. Đương nhiên là không có chuyện toát mồ hôi rồi. Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình đi ra ngoài, sau lưng vẫn còn nghe thấy tiếng Diêu Tam Tỷ khóc và tiếng dịu dàng dỗ dành của Hoàng Đại Sơn. Hức hức, tên trồn nhà anh, sau này đừng đụng vào em nữa, lỡ như sinh ra một con trồn con thì em còn sống thế nào được nữa. Yên tâm đi, không có chuyện ấy đâu, cô giáo Tiểu Dương bên ngõ kế bên nói là anh và con người cách ly sinh sản với nhau. Gì cơ? Tại sao cô giáo Tiểu Dương lại nói với anh chuyện này? Ôi, anh và cô giáo Tiểu Dương, tên trồn đáng ghét nhà anh, đồ trồn đáng ghét, oan cho anh quá, thật sự không hề có chuyện đó. Vậy anh nói xem, chuyện gà nhà ông Lưu là thế nào? Vừa rồi cậu Lý đã nói. Tối hôm đó, trăng thanh gió mát, bầu trời quang đãng. Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình đã tới nhà họ Lý từ trước. Họ đứng dưới ngưỡng cửa trạm trổ. Ngắm nhìn ngôi nhà cổ kính, tâm trạng Lý Dục Thần có phần nặng nề. Chuyện xảy ra 20 năm trước vẫn còn bị che phủ đằng sau lớp sương mù dày đặc, cho dù anh đã tìm ra được rất nhiều manh mối nhưng vẫn chưa thể thấy rõ ràng. Hy vọng lần này, sau khi Vương Sùng Tiên xuất quan, mây mù sẽ tan đi và bầu trời xanh trong trở lại, giúp anh nhìn thấy rõ chân tướng sự thật. Thế nhưng không hiểu sao, khi càng ngày càng tới gần chân tướng này, Lý Dục Thần lại cảm thấy lo âu và sợ hãi một cách khó hiểu. Hiện tại anh đã có thể khẳng định chắc chắn là ma giáo và đạo môn chính phái đều có tham gia vào sự kiện 20 năm trước. Dựa vào đối tượng báo thù cuối cùng của ông Hữu Toàn thì có thể thấy ma giáo chính là hung thủ thật sự. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, những lời mà Nguyên Định Nhất từng nói vẫn quanh quẩn trong tâm trí của Lý Dục Thần, in bóng tối trong lòng anh, không thể xua đi được. Liệu nhà họ Cung có phải là kẻ đầu sỏ hay không? Liệu có phải ban đầu mẹ anh kết hôn là vì viên ngọc thiên hồn của nhà họ Lý hay không? Lâm Mộng Đình lẳng lặng đi theo Lý Dục Thần vào trong ngôi nhà cũ của nhà họ Lý. Khi rảo bước đi trên nền gạch xanh cổ kính này, Lâm Mộng Đình cảm thấy chuyện này thật thiếu chân thực. Đây chính là nhà họ Lý, là nơi mà vị hôn phu của cô chào đời, là nơi bố mẹ chồng đã khuất của cô từng sinh sống. Điều này mang tới cho Lâm Mộng Đình cảm giác thân thiết lạ lùng với ngôi nhà này. Thế nhưng, tất cả lại dường như ảo mộng, như thể chưa từng tồn tại. Cô nắm chặt cánh tay Lý Dục Thần, chỉ có như vậy cô mới cảm thấy an toàn, cho cô biết rằng, vị hôn phu mà cô đang cầm lấy cánh tay anh là thật chứ không phải là ảo giác. Thế nhưng, không hiểu sao trong lòng cô vẫn thấy khủng hoảng đến lạ. Cô thấy sợ, sợ rằng sẽ để mất anh. Cô luôn có cảm giác rằng có một sức mạnh kỳ bí nào đó đang tranh giành với cô, muốn cướp anh khỏi tay cô. Ánh trăng chút từ trên bầu trời xuống sân như thủy ngân. Bóng của hai người họ và cây hải đường tựa như một bức tranh in trên tấm lụa màu bạc. Trong yên tĩnh, cảnh đẹp như tranh đan sen với hương hoa dịu dịu này tựa như một giấc mộng. Một con trồn xuất hiện phá hủy hình ảnh duy mỹ này. Nhớ tới những gì xảy ra trong miếu lúc ban ngày. Tượng thần Hoàng Đại Tiên trang nghiêm đối lập với một con trồn hèn mọn, nhất là câu chất vấn cuối cùng đầy thông minh của Diêu Tam Tỷ. Khi gặp lại con trồn này, Lâm Mộng Đình không tài nào nhìn thẳng vào nó được. Cô thật sự rất khó liên hệ Hoàng Đại Tiên, trồn, Diêu Tam Tỷ, cô giáo Tiểu Dương, gà của ông Lưu.
lại với nhau. Hoàng Đại Sơn đứng dưới đất, vươn thẳng người lên, chiếc đuôi to đong đưa đằng sau lưng, hai chân trước làm động tác vái chào, cung kính chào hai người họ. Chào cậu Lý, chào mợ Lý. Lâm Mộng Đình hỏi, ông không quen biết tôi, làm sao ông biết tôi là mợ Lý? Hoàng Đại Sơn chững chạc nói, mợ đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành, chỉ có một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời như mợ mới xứng với cậu Lý. Cậu mợ là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, sau này chắc chắn sẽ trăm năm hòa hợp, à không, vạn năm hòa hợp, bên nhau tới lúc bạc đầu, ân ái ngọt ngào, sớm sinh quý tử, vĩnh viễn không chia lìa. Lâm Mộng Đình buồn cười, che miệng lại cười khúc khích, nói, con trồn nhà ông thật là, không biết dùng thành ngữ thì đừng dùng linh tinh. Ông học được của ai cái thói dỗ ngon dỗ ngọt này vậy? Nói rồi, Lâm Mộng Đình liếc mắt nhìn Lý Dục Thần. Lý Dục Thần nói, đừng nhìn tôi, ông ta còn biết nhiều thành ngữ hơn tôi nhiều. Hoàng Đại Sơn giơ móng vuốt lên gãi cái đầu nhỏ một cái rồi đáp, thực ra, đúng là tôi học của cậu Lý đấy ạ. Lý Dục Thần trừng mắt, tôi dạy ông mấy thứ này bao giờ? Lâm Mộng Đình cười nói, anh xem đi, không chối được nữa chứ gì. Đại Sơn, ông cứ thoải mái nói đi, hôm nay có tôi ở đây, anh ấy không ức hiếp được ông đâu. Hoàng Đại Sơn nói, cậu Lý này không phải là cậu Lý đây. Hai người đều sững sờ, hỏi, còn có cậu Lý nào nữa? Chính là bố của cậu Lý đây, cậu Lý Vân Hoa nức tiếng cả thủ đô năm xưa, Hoàng Đại Sơn nói, tôi đi theo chân bà cung nên mới quen được với cậu Vân Hoa. Cậu Vân Hoa thường xuyên có thể chọc cho bà cung cười to. Cậu Vân Hoa biết làm thơ, còn biết đánh đàn, biết ca hát, tôi nhớ ông ấy từng hát. Nói rồi, nó gần chiếc cổ họng khàn khàn chói tai của loài trồn lên hát tình ca. Lý Dục Thần nghe vậy ngẩn người, Lâm Mộng Đình không nhịn được, ôm bụng cười ngặt nghẽo, đúng là cha nào con nấy. Lý Dục Thần ngạc nhiên nói, tôi có như vậy đâu. Lâm Mộng Đình nói, lần đầu tiên chúng ta ăn khuya ở quán nướng. Khi đó anh chỉ vừa mới xuống núi, còn chưa biết gì, ngay cả điện thoại thông minh cũng không biết sử dụng, trông cực kỳ quê mùa nhưng hễ anh nói chuyện thì lại đậm chất. Chất gì? Chất, Lâm Mộng Đình cân nhắc chọn lựa từ ngữ, phong lưu phóng khoáng. Có phải ý cô muốn nói là chất lưu manh không? Lý Dục Thần nói. Nói vậy cũng đúng, Lâm Mộng Đình nhếch môi, cố gắng nhịn cười. Lý Dục Thần mấp máy môi, muốn giải thích gì đó nhưng dường như lại bất lực. Không giải thích nổi, đành nói, có lẽ là vì gặp được người đẹp sắc nước hương trời như cô nên tôi mới sa ngã đấy. Lâm Mộng Đình ngẩn người, không khỏi lắc đầu thở dài, anh lộ bản chất rồi chứ gì. Hoàng Đại Sơn ngồi xổm dưới đất, hết nhìn trái lại nhìn phải, không nhịn được hỏi, cậu mợ đã đặt khách sạn chưa? Nếu chưa thì hiện giờ trong miếu đang không có ai. Ông lại đây, Lý Dục Thần quát, ông nhiều chuyện thật đấy. Giờ đến lượt tôi hỏi ông, trong thời gian qua, có những ai từng tới nhà họ Lý? Hoàng Đại Sơn lập tức nghiêm túc đáp, có mấy tốp người từng tới. Gồm những ai? Đầu tiên là Na Như An, con trai nhà họ Na. Trước đây tôi từng gặp anh ta rồi, còn dọa anh ta sợ đái ra quần, cho nên nhớ rất rõ. Lần này, vốn dĩ tôi lại định dọa anh ta bỏ chạy tiếp nhưng nhớ lời cậu dặn dò tôi phải núp đi, cố gắng không để lộ mình nên tôi không làm gì cả, chỉ đứng nhìn anh ta ngang nhiên đi vào trong nhà. Coi nơi này như thể nhà mình, làm tôi rõ là tức. Hiện tại, về mặt danh nghĩa, ngôi nhà này là của nhà họ Na nên Na Như An có thể tự do ra vào. Lý Dục Thần ngẫm nghĩ, nói, tôi phải lấy lại ngôi nhà này. Sau khi xong chuyện lần này, tôi sẽ tới gặp nhà họ Na để hỏi mua lại nó ngay. Hoàng Đại Sơn vui vẻ nói, vậy cậu cố gắng làm sớm một chút nhé, kẻo đồ ở trong gian mật thất lại bị tên Na Như An phá ra chi tử đem đi bán hết mất. Mật thất bị phát hiện ra rồi à? Lý Dục Thần giật mình hỏi lại. Đúng vậy, Hoàng Đại Sơn nói, hình như hôm đó Na Như An tới đây là để tìm thứ gì đó, anh ta nổi điên lục tung cả ngôi nhà này lên tìm đi tìm lại mấy lần liền. Mật thất cũng bị anh ta phát hiện ra nhưng hình như anh ta không động tới đồ ở trong đó. À, có một việc tôi cảm thấy rất lạ, trước đây Na Như An chỉ là một thằng bỏ đi nhưng lần này dường như anh ta lại trở nên rất có bản lĩnh, có thể truy vết được yêu khí của tôi. Nếu không có tấm bùa công tử cho tôi thì suýt chút nữa tôi đã bị anh ta phát hiện ra rồi. Ồ, Lý Dục Thần giật mình, chợt nghĩ tới điều gì đó. Xem ra đúng là phải tới nhà họ Na một chuyến thật rồi. Ngoài Na Như An ra, còn ai tới đây nữa, Lý Dục Thần hỏi.
Còn một ông già nhưng tôi không biết ông ta là ai, Hoàng Đại Sơn nói, ông ta tới đây vào mùa đông, tôi nhớ hôm đó trời đổ tuyết to, trời lạnh đến mức gà không dám đi ra ngoài cửa. Ông ta rất kỳ lạ, tới nhà nhưng không làm gì cả, chỉ đứng trong sân, ngay dưới gốc cây hải đường kia, cầm một cây tiêu, thổi hai bài rồi ra về. Thổi tiêu, Lý Dục Thần kinh ngạc. Lâm Mộng Đình hỏi, ông ta thổi bài gì? Hoàng Đại Sơn lắc đầu, tôi không biết nhưng mà nghe buồn bã lắm, hôm đó trời vốn đã đổ tuyết to, vốn đã lạnh lắm rồi, vậy mà ông ta thổi xong, tôi có cảm tưởng như tường gạch của tôi cũng mỏng hẳn đi, lạnh chết khiếp đi được. May mà có tam tỷ sưởi ấm cho tôi. À không, may mà có lò sưởi, nếu không tôi đã chết cóng trong miếu rồi. Hoàng Đại Sơn nói xong, nhe răng cười tâu toét, mở to đôi mắt, dè dặt nhìn Lý Dục Thần. Thấy Lý Dục Thần trầm ngâm suy nghĩ, không hề có ý trách cứ mình, Hoàng Đại Sơn mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Mộng Đình nói, thổi tiêu đêm tuyết, gửi gắm niềm nhung nhớ, chắc hẳn người này là cố nhân của nhà họ Lý. Liệu có phải là ngoài anh ra vẫn còn người khác còn sống không? Trong lòng Lý Dục Thần dấy lên một chút niềm hy vọng là vậy. Đại Sơn, trông người đó như thế nào? Tóc trắng, râu trắng, vóc dáng cao to, mặt mũi thì tôi không nhìn thấy rõ. Hoàng Đại Sơn hồi tưởng lại, chủ yếu là vì hôm đó lạnh quá, tuyết rơi nặng hạt, một con trồn như tôi mà đứng trên nền tuyết thì quá dễ bị phát hiện nên tôi không dám tới gần để xem cho rõ. Chủ yếu là vì ông không nỡ rời khỏi ổ chăn ấm của ông đúng không? Lâm Mộng Đình cười hỏi. Đâu, đâu có, Hoàng Đại Sơn nghiêng đầu một cái, cười hề hề đầy gượng gạo, lập tức nói lảng sang chuyện khác, ông ta thổi hết hai bài rồi đi luôn. Sang năm mới lại có một nhóm người do Na Như An cầm đầu kéo tới đây. Anh ta lại tới đây làm gì nữa? Ban đầu tôi nghĩ là anh ta tới để lấy đồ trong mật thất. Tôi nghĩ bụng, vậy sao được? Đã đi tay không đến đây rồi lại còn định thó đồ của người ta đi à? Nằm mơ, có ông Hoàng của mày ở đây thì mày đừng hòng mơ tưởng tới chuyện đó. Hoàng Đại Sơn ưỡn bộ ngực nhỏ xíu lên, vung vẩy tay chân ra vẻ cực kỳ nghĩa khí. Chỉ có cái đuôi là vẫn vô thức vẫy qua vẫy lại lấy lòng. Trông thấy dáng vẻ này của ông ta, Lâm Mộng Đình suýt thì phì cười. Hoàng Đại Sơn tiếp tục nói, lúc đó, tôi lập tức nhảy vào sân, quát lên một tiếng, này. Quân ăn trộm to gan, dám động tới ông nhà mi, các người không biết ngôi nhà này là địa bàn của ông Hoàng nhà mi hay sao? Nói rồi, tôi lắc lư cơ thể, thi triển pháp thuật, trong sân lập tức xuất hiện thiên quân vạn mã, cỏ cây biến thành binh lính. Làm đám người đó sợ quá bỏ chạy. Hoàng Đại Sơn khoa tay múa chân, nói đầy hào hứng, bị Lý Dục Thần vả vào quai hàm, xoay ba vòng tại chỗ mới dừng lại. Nói tiếng người đi, Lý Dục Thần nói. Ôi, con trồn ngoan ngoãn ngồi xuống, không biết trong nhà có gì mà tên nhãi Na Như An kia không động tới đồ trong mật thất, chỉ nói với người ta mấy câu rồi đi. Nói gì? Tôi không biết, không nghe rõ. Lần trước suýt chút nữa tôi đã bị thằng nhãi đó tóm được đuôi nên lần này không dám tới quá gần, chỉ nghe thấy Na Như An gọi một người đi cùng mình là cung gì gì đó cất, người kia có vẻ rất kính trọng Na Như An, gọi anh ta là Minh Đại Nhân. Lý Dục Thần nghe thấy chữ cung, không khỏi giật mình, ông có chắc là mình nghe rõ không? Người kia họ cung thật chứ? Lúc này Hoàng Đại Sơn mới nhớ ra cung là họ của mẹ của cậu chủ, không khỏi giật nảy mình, nói, cậu chủ, tôi không dám cam đoan. Không chắc là họ cung hay họ chung, hay chỉ là biệt danh, tôi nghĩ là làm gì có ai lại tên là cất cơ chứ. Lâm Mộng Đình trầm ngâm nói, Dục Thần, liệu có phải không phải là cung mà là củng không? Anh có nhờ tên mấy người mà ông Hữu Toàn nhờ ông Chu nhắn với anh không? Sao Lý Dục Thần lại không nhớ chứ? Anh lẩm bẩm nói, Đồng Hạo, Đạm Đài Ngọc, Diệp Tiễn Lâm, Củng Tiên. Ý cô là Củng Tiên. Hoàng Đại Sơn nói, không phải đâu. Rõ ràng Na Như An nói là cất mà, không thể nào lại là tiên được đâu. Lâm Mộng Đình nói, Đồng Hạo, Đạm Đài Ngọc, Diệp Tiễn Lâm, Củng Tiên và Lữ Hiển đã chết được gọi là ngũ sứ ma giáo, đồng thời là đường chủ của năm hiển đường của ma giáo. Có lẽ Na Như An gọi người kia là Củng Ma Sứ hoặc là Củng Lệnh Sứ. Hoàng Đại Sơn bật ngón tay cái, ôi, mợ chủ không chỉ sắc nước hương trời mà còn cực kỳ thông minh. Lý Dục Thần lắc đầu nói. Nếu như ông dồn công sức nịnh bợ cho việc luyện công thì có khi hiện tại ông đã độ kiếp hóa hình rồi. Hoàng Đại Sơn sững sờ, nói, nghe nói độ kiếp sẽ bị sét đánh, cậu chủ à, nếu như không có cậu ở bên cạnh tôi thì tôi không dám độ kiếp đâu.
Nếu như ông chăm chỉ tu hành thì bao giờ phải độ kiếp, tôi sẽ giúp ông. Nếu ông còn đi lừa tiền, lừa sắc nữa thì sẽ làm gia tăng kiếp số, một khi lôi kiếp tới, đừng nói là tôi, dù có là Đại La Kim Tiên cũng không giúp được ông. Hoàng Đại Tiên sợ rùng mình, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời cao, dường như đã hạ quyết tâm, dậm mạnh chân một cái, nói. Tôi thà bị sét đánh chứ nhất quyết không thể không ăn trộm gà. Nói xong, ông ta cười nhe răng đầy ngại ngùng với Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình. Lý Dục Thần vừa bực mình vừa buồn cười, anh và Lâm Mộng Đình liếc nhìn nhau, im lặng 3 giây, cuối cùng không nhịn được phải bật cười. Nếu như người kia là Cùng Tiên thì Na Như An là ai? Lâm Mộng Đình trầm ngâm nói, Cùng Tiên là một trong ngũ sứ của Ma Môn, lại là đường chủ của Hiển Đường, chịu trách nhiệm dẫn dắt tín đồ gia nhập ma giáo, vậy mà ông ta lại gọi Na Như An là đại nhân. Xem ra Na Như An có thân phận rất đặc biệt trong ma giáo. Lý Dục Thần nói, bất kể thân phận của Na Như An là gì, Cùng Tiên là kẻ thù mà ông nội đã chỉ đích danh phải giết, hiện tại đã có manh mối về người này, nhất định phải tìm cho ra. Lâm Mộng Đình hỏi, anh định làm gì? Tới hỏi thẳng Na Như An ư, làm vậy liệu có đánh rắn động cỏ hay không? Lý Dục Thần nói, phải đánh rắn động cỏ để rắn tự chui đầu ra chứ. Nhà họ Na là một trong 4 gia đình lớn nhất ở thủ đô, nếu như anh động tới nhà họ Na, chắc chắn sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, khiến 4 gia đình lớn này liên thủ lại với nhau. Lâm Mộng Đình lo lắng nói, đương nhiên anh không sợ điều này nhưng e là điều này sẽ gây bất lợi cho việc phục hồi danh dự và thế lực của nhà họ Lý ở thủ đô. Hơn nữa, nếu như sát nghiệp của anh quá nhiều, tôi lo tâm ma của anh sẽ lại trỗi dậy. Lý Dục Thần gật đầu nói, cô nói có lý. Có điều cô yên tâm, tôi sẽ không giết người bừa bãi trước khi mọi chuyện rõ ràng. Hiện tại, mọi thứ đều chỉ là suy đoán, Na Như An có phải là ma hay không, Cùng Tiên có đang ở thủ đô hay không vẫn còn chưa thể khẳng định chắc chắn. Anh ngẩng đầu nhìn mặt trăng, hôm nay đã khuya quá rồi, đợi ngày mai tới Bạch Vân Quan. Mời đạo trưởng Vương xuất quan làm rõ tình hình rồi tôi sẽ tới nhà họ Na. Dù sao hiện tại ngôi nhà này cũng đang trong tay nhà họ Na, cần phải thu hồi lại. Tôi sẽ mượn cơ hội này để thăm dò nhà họ Na và Na Như An xem anh ta là thần thánh phương nào. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình lại đến thăm Bạch Vân Quan. Vẫn là tiểu đạo trưởng Liên Thành tiếp đãi bọn họ. Liên Thành tỏ vẻ mặt khổ sở, nói, hôm qua sau khi khám bệnh xong, sư thúc đã vội vã đi, nói là muốn đi thăm một bệnh nhân quan trọng. Cậu Lý, hay là hôm khác cậu lại đến? Lý Dục Thần cau này, bệnh nhân nào mà cần đích thân giám viện của Bạch Vân Quan đi khám bệnh? Tôi cũng không biết, là người của Bách Thảo Đường đến mời ông ấy, Liên Thành nói. Bách Thảo Đường, Lý Dục Thần như đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi? Lâm Mộng Đình hỏi, là Bách Thảo Đường cùng nổi tiếng ngang bằng với Đồng Khánh Đường của Tiền Đường phải không? Đúng thế, Liên Thành nói. Bách Thảo Đường không phải là sản nghiệp của nhà họ Bạch sao? Nhà họ Bạch là dược phương phương Bắc, năm đó Bạch Cảnh Thiên được gọi là danh y đệ nhất thủ đô, làm sao còn phải đến Bạch Vân Quan mời người đi khám bệnh, Lâm Mộng Đình không hiểu nói. Liên Thành nói, là thế này, nhà tục của Bạch sư thúc tôi là nhà họ Bạch thủ đô, Bạch Cảnh Thiên là anh trai ruột của ông ấy. Y thuật của ông ấy có một nửa là truyền thừa từ nhà họ Bạch. Sau khi Bạch Cảnh Thiên qua đời, nhà họ Bạch có bệnh khó, con cháu không thể giải quyết, cũng sẽ đến mời Bạch sư thúc. Nhưng phần lớn là đệ tử nhà họ Bạch đến Bạch Vân Quan, muốn đích thân sư thúc tôi đi, hoặc là bệnh này vô cùng hiếm thấy, hoặc là thân phận bệnh nhân đặc biệt. Lý Dục Thần hỏi, bao lâu thì có thể về? Liên Thành lắc đầu nói, việc này không nói trước được. Sư thúc sinh ra ở nhà họ Bạch, quay về, ở lại mấy ngày cũng là bình thường. Tuy Bạch Vân Quan chúng tôi là toàn chân, nhưng ở thủ đô phồn hoa, cũng không phải không thân thiết tình người. Lý Dục Thần nghĩ một lúc đứng lên, nói với Lâm Mộng Đình, đi thôi, chúng ta đến Bách Thảo Đường. Liên Thành đứng lên tiễn, hai vị đi thong thả. Tiễn hai người ra đến cổng núi, nhìn bóng dáng họ biến mất, Liên Thành mới lấy điện thoại ra gọi cho một số nói. Sư thúc, họ đến Bách Thảo Đường tìm sư thúc rồi. Phía bên kia điện thoại trầm mặc một lúc. Chỉ đáp lại 3 chữ, tôi biết rồi. Đi khỏi Bạch Vân Quan, Lâm Mộng Đình cười nói, anh định đến Bách Thảo Đường thể hiện thần uy, đánh bại tất cả danh y thủ đô sao? Ở Tiền Đường, ngay cả ông Hồ cũng phải phục anh sát đất. Lý Dục Thần lắc đầu nói, anh chẳng rảnh rỗi mà so tài y thuật với họ. Anh chỉ có cảm giác,
Bác đạo trưởng Bạch Phương Hưng này hình như có ý tránh anh. Lâm Mộng Đình ngạc nhiên nói, tai y sao anh lại nghĩ vậy? Lý Dục Thần nói, trực giác thôi, cứ đi xem là biết. Lâm Mộng Đình nói, trực giác của anh thật kỳ lạ, anh và nhà họ Bạch chưa từng qua lại, làm sao có trực giác đó chứ? Lý Dục Thần cười nói, đó gọi là bản năng của tiên nhân. Em tu hành càng tinh sâu, trực giác cũng sẽ càng nhạy cảm. Đến cảnh giới nhất định, cách vạn dặm có người nổi lên ý muốn giết em cũng có thể cảm nhận được. Thật không, Lâm Mộng Đình hiếu kỳ nói, anh cũng có thể ư. Anh vẫn chưa lợi hại như vậy. Nếu bây giờ trong vòng 10 dặm có sát thủ mai phục muốn giết anh, chắc chắn không giấu được anh. Nhưng một ý nghĩ của người cách vạn dặm, cần phải biến ý trời thành của mình, dung hợp vạn vật thành cảnh giới của bản thân, tiến lên một bước, chính là dung hợp thiên địa tạo hóa thành một rồi. Lâm Mộng Đình lắc đầu nói, cao thâm quá, em không hiểu. Anh cũng không được, thì có ai có thể là được đây? Lý Dục Thần ngóng nhìn bốn phương, nói, có lẽ đại sư huynh có thể làm được. Thấy Lý Dục Thần trầm tư, Lâm Mộng Đình biết anh nhớ đến đồng đạo sư môn, cũng không làm phiền, chỉ lặng lẽ đi tiếp. Lý Dục Thần định thần lại, bỗng nhớ đến điều gì, nói, vừa nãy em nói Bạch Cảnh Thiên là danh y đệ nhất thủ đô, y thuật của ông ta so với ông Hồ thì thế nào? Lâm Mộng Đình không suy nghĩ liền nói, chắc chắn giỏi hơn ông Hồ. Sao em chắc chắn như vậy? Lý Dục Thần nói, ông Hồ là danh y đệ nhất tiền đường, ý của em, Hạnh Lâm phương Nam, chắc chắn không bằng y thuật phương Bắc ư. Lâm Mộng Đình lắc đầu nói, em không có ý đó, anh có biết cuộc chiến, hai phương, năm đó không? Cuộc chiến, hai phương, là thế nào? Lý Dục Thần ngạc nhiên nói. Hồi học đại học ở Giang Nam, em nghe người của học viện y nói chuyện phiếm nên mới biết. Sau này vì anh mà có qua lại với mấy người ông Hồ, nên lại nghe ngóng hỏi thăm một chút. Lâm Mộng Đình nói, bỏ qua Phật y và Đạo y, Hạnh Lâm thiên hạ phân thành hai tông Nam Bắc. Phương Nam đứng đầu có Đồng Khánh đường của Hồ Thị Tiền đường, phương Bắc đứng lờ đầu là Bách Thảo đường của nhà họ Bạch thủ đô. Từ tiền triều, hai nhà Bạch Hồ đã thành đại diện của Hạnh Lâm Nam Bắc, cũng âm thầm so đấu với nhau. Mấy chục năm trước, nhà họ Bạch có Bạch Cảnh Thiên y thuật cao siêu, được gọi là quốc thủ Hạnh Lâm, danh y đệ nhất thủ đô. Còn nhà họ Hồ ở tiền đường cũng có Hồ Vân Thiên, cũng được gọi là danh y đệ nhất Giang Nam. Nghe nói những bệnh nan y khó chữa trong thiên hạ, không có bệnh gì là hai người họ không chữa được. Rốt cuộc hai người này ai mới là danh y đệ nhất thiên hạ, đương nhiên trở thành chủ đề bàn luận Hạnh Lâm. Hai người so đấu ngoài sáng trong tối mấy chục năm, giai đoạn lịch sử này cũng được gọi là cuộc chiến, hai phương. Lý Dục Thần hiểu ra, ông hai nhà họ Phùng hình như từng nhắc đến chuyện này với anh. Lúc đó không để ý, em nói như vậy, anh cũng nhớ ra. Vì nhắc đến Hồ Vân Thiên nên Lý Dục Thần rất có hứng thú với chủ đề này. Sau đó thì sao, anh hỏi. Lâm Mộng Đình nói, nghe nói hơn 20 năm trước có tổ chức Đại hội Hạnh Lâm Nam Bắc ở Bạc Châu Dược Đô, dùng lý thuyết y thuật, bệnh án, phương thuốc và chữa bệnh tại chỗ để tiến hành thi đấu. Thực ra là hai người Bạch Cảnh Thiên và Hồ Vân Thiên so tài cao thấp, để định ra ai mới là thiên hạ đệ nhất. Cuối cùng hình như là Hồ Vân Thiên thua trận, Bạch Cảnh Thiên chiến thắng. Từ sau đó, Hồ Vân Thiên biến mất, có người nói ông ta trầm cảm mà chết, cũng có người nói ông ta đã ẩn cư. Lý Dục Thần cau mày, nói như vậy, y thuật của Bạch Cảnh Thiên còn cao minh hơn Hồ Vân Thiên. Lâm Mộng Đình nói, có lẽ gần như nhau, giỏi thì cũng chỉ giỏi hơn chút. Nếu không sau này Bạch Cảnh Thiên vẫn luôn không chịu nhận danh hiệu thiên hạ đệ nhất này, có lẽ trong lòng ông ta cũng nghĩ rằng Hồ Vân Thiên không kém hơn ông ta. Thắng thua, có lúc cũng dựa vào may mắn. Lý Dục Thần trầm mặc một lúc, nói, Bạch Cảnh Thiên ở thủ đô, y thuật lại giỏi hơn Hồ Vân Thiên một chút, tại sao người chữa bệnh cho mẹ anh là Hồ Vân Thiên, chứ không phải Bạch Cảnh Thiên? Với thanh thế năm đó của nhà họ Lý, chắc cũng không đến không mời được Bạch Cảnh Thiên. Trừ phi, Lâm Mộng Đình cũng là tối qua đến khu nhà họ Lý mới biết chuyện liên quan đến mẹ của Lý Dục Thần, cũng đã biết Hồ Vân Thiên giúp bà ấy giải trừ ma tâm thánh nữ, mới khiến lúc Lý Dục Thần ra đời không bị nhiễm ma khí. Nếu không, không cần huyết mạch thức tỉnh, anh vừa sinh ra đã là ma đạo, rất có thể năm đó đã bị vứt vào bồn cầu cho chết rồi. Xét từ chuyện này, Hồ Vân Thiên cũng là ân nhân cứu mạng của Lý Dục Thần. Anh muốn nói nhà họ Bạch và nhà họ Lý có hiềm khích, thậm chí là thù hận, Bạch Cảnh Thiên không chịu chữa bệnh cho mẹ anh,
cho nên lần này Bạch đạo trưởng cũng né tránh anh, Lâm Mộng Đình lo lắng nói. Có phải hay không, đi mới biết, Lý Dục Thần nói, bất kể thế nào, anh phải lấy lại thể diện đã mất của ông Hồ trước rồi tính. Bách Thảo Đường là thương hiệu từ xưa của thủ đô, đã có lịch sử mấy trăm năm, có thể nói là nổi tiếng thiên hạ. Đối với dân chúng thủ đô mà nói, Bách Thảo Đường chính là điện dược vương, năm đó Bạch Cảnh Thiên là dược vương sống. Những người thế hệ trước của thủ đô đều biết, những ai có bệnh nan y khó chữa đến Bách Thảo Đường tìm Bạch Đại Phu, chắc chắn không sai. Bất kể bệnh viện nào chẩn đoán ra bệnh nan y, chỉ cần Bạch Đại Phu không nói không chữa được, thì có hy vọng. Ngược lại, nếu Bạch Đại Phu nói không chữa được, thì phải chuẩn bị hậu sự, không cần đi bệnh viện nào hết. Tổ tiên nhà họ Bạch là Ngự Y Cung Đình, đại diện là Miếu Đường Chính Tông. Cuộc chiến hai phương của Bạch Cảnh Thiên và Hồ Vân Thiên năm đó, xét từ một mặt khác, cũng là cuộc chiến Miếu Đường và Giang Hồ. Bạch Cảnh Thiên chiến thắng không chỉ là thắng lợi của nhà họ Bạch, cũng là chiến thắng của phái Miếu Đường. Đối với dân chúng sống dưới Hoàng Thành, cũng là một phần tự hào của họ. Đương nhiên, thanh niên hiện nay phần lớn không biết cũng không quan tâm chuyện này, thỉnh thoảng nghe người già nhắc đến, cũng chỉ coi như người thế hệ đó không có văn hóa, họ tin vào khoa học, tin vào bệnh viện lớn hiện đại hóa hơn. Chỉ khi bệnh viện lớn bó tay, họ mới đến Bách Thảo Đường thử vận may. Từ sau khi Bạch Cảnh Thiên qua đời, nhà họ Bạch đã mất huy hoàng ngày xưa, nhưng Bách Thảo Đường vẫn là đông như chảy hội, người đến khám nườm nượp không ngớt. Trong mắt mọi người, nhà họ Bạch vẫn là đại diện tuyệt đối của Trung Y chính thống, bất kể là nhà họ Hồ ở phương Nam, hay là người nào khác, đều là lang trung giang hồ, đều không bằng được. Giống như trong mắt rất nhiều người thủ đô, người ngoại tỉnh đều là người nhà quê, dù bạn có giàu đến đâu, cũng là hộ mới phát, nhà quê, bạn không bằng được ông lão phe phẩy quạt hương bổ trọi dế trong ngõ, tổ tiên người ta tốt xấu gì cũng là người cho ngựa ăn trong phủ Bối Lạc, từng khiêng kiệu cho Bối Lạc ra. Cho dù Bạch Cảnh Thiên không còn nữa, Bách Thảo Đường vẫn là Bách Thảo Đường, giống như bức hoành mà Hoàng đế Tiền Triều để viết, treo trên cao cúi nhìn dân chúng. Đồng Khánh Đường của Tiền Đường có hoành phi, viết, không tính hai giá, có nghĩa là không ức hiếp khách hàng, thể hiện chân thành và chữ tín của Đồng Khánh Đường. Nhưng Bách Thảo Đường khinh thường, cũng không cần khẩu hiệu như này, chỉ dựa vào ba chữ Bách Thảo Đường, chỉ dựa vào đại ấn Hoàng đế ở hai bên trái phải ba chữ đó thì đã có uy tín. Lý Dục Thần đi đến trước cửa Bách Thảo Đường, ngẩng đầu nhìn ba chữ vàng lóng lánh trên hoành phi, thứ ập vào mặt chính là ngạo khí cao cao tại thượng cúi nhìn chúng sinh. Cửa sổ đăng ký xếp thành hàng dài, bên trong cửa sổ thỉnh thoảng truyền ra giọng nói bực bội của nhân viên, hết số rồi, người tiếp theo. Có người không từ bỏ hỏi, có thể thêm cho tôi một số không? Tôi ngồi xe lửa cả đêm, đi từ xa đến, còn chưa ăn sáng cơ. Không thêm. Không thêm, người tiếp theo. Vậy có bác sĩ khác không, giới thiệu cho tôi. Tôi không biết anh bị bệnh gì làm sao giới thiệu cho anh. Tự đi xem biển đăng ký bên cạnh, ở đó có tên bác sĩ. Người đó còn muốn hỏi, bảo vệ đến đuổi đi, ấy ấy, đừng ảnh hưởng người phía sau, trên tường bên đó có giới thiệu bác sĩ, tự đi xem đi. Bất kể là bảo vệ hay nhân viên, thực ra đều không làm sai, nhưng nghe vậy khiến người ta khó chịu. Lâm Mộng Đình cau mày, khẽ nói, chẳng lẽ họ không biết những bệnh nhân này nuôi sống họ sao? Lý Dục Thần chỉ vào bức hoành trên đỉnh đầu, đương nhiên họ biết. Nhưng trong mắt họ, vinh quang của Hoàng đế cho chữ mãi mãi cao hơn dư luận. Bảo vệ nhìn thấy họ, đi đến hỏi, khám bệnh hay mua thuốc? Đừng chặn ở cửa, cản trở lối đi của người khác. Thái độ của bảo vệ cũng không phải ghê gớm, nhưng giọng điệu vẫn như vậy, lạc đà chạy trong đàn dê, cao hơn một bậc. Lâm Mộng Đình kéo Lý Dục Thần sang bên nhướng đường. Bảo vệ thấy họ nhường lối, cũng không để ý nữa, lại sang một bên chỉ huy đám đông xếp hàng đó. Lâm Mộng Đình thì thầm hỏi Lý Dục Thần, anh định làm thế nào? Chắc không phải đánh thẳng vào trong chứ? Lý Dục Thần ngạc nhiên nói, anh và nhà họ Bạch không có thù oán, anh đánh vào trong làm gì? Anh chỉ xuất phát từ sự tôn trọng với Trường Xuân Chân Nhân và Bạch Vân Quan. Mới muốn tìm Bạch Phương Hưng đưa anh đến chỗ Vương Sùng Tiên bế quan, nếu không anh trực tiếp xông vào Bạch Vân Quan là được, hà tất phải làm thêm một việc. Lâm Mộng Đình nói, nếu Bạch Đạo Trưởng không gặp anh thì sao? Thì anh đăng ký lấy số. Lý Dục Thần nói xong, liền đến trước bức tường viết rất nhiều tên bác sĩ chuyên ngành và lời giới thiệu, nhìn mấy cái, không tìm thấy tên của Bạch Phương Hưng.
Anh vẫy tay với bảo vệ. Bảo vệ đến hỏi, có chuyện gì? Sao ở đây không có tên của đại phu Bạch Phương Hưng? Lý Dục Thần hỏi. Bạch Phương Hưng, bảo vệ ngẩn người, hình như đang nghĩ cái tên này, không có cái tên này, anh có nhầm không? Mười mấy bác sĩ họ Bạch của Bách Thảo Đường đều ở trên tường, anh xem kỹ lại đi. Xem ra bảo vệ không biết Bạch Phương Hưng này, cũng có nghĩa là, Bạch Phương Hưng không đến Bách Thảo Đường ngồi khám bệnh. Hôm nay ông ta chỉ vì nhà họ Bạch gặp phải vấn đề khó nên đến giúp đỡ. Vậy làm phiền anh đi thông báo một tiếng, nói bên ngoài có người tìm Bạch Phương Hưng, Lý Dục Thần nói. Hay, tôi đã nói với anh không có người này rồi, sao anh không hiểu, bảo vệ hơi nghi hoặc và thận trọng nhìn Lý Dục Thần. Đúng lúc này, bỗng nhiên ở cửa Bách Thảo Đường có không ít người vây đến, đang chỉ trỏ trỏ. Bảo vệ liền bỏ mặc Lý Dục Thần, đi ra ngoài xem. Thì ra, bên ngoài có một cô gái đến. Quần áo trên người cô gái vừa bẩn vừa rách, da mặt nâu nâu, giống như tắm nắng rất lâu, trong nếp nhăn giữa làn da đầy bụi, dường như vừa xuyên không cắt bụi đến đây. Nhưng đôi mắt của cô ta lại trong veo, giống như sao sáng trong bầu trời đêm tĩnh mịch nhất. Nhìn thấy đôi mắt của cô ta, Lý Dục Thần nhớ đến dòng suối trong trên núi Côn Luân. Từ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt và lá rơi trên tóc cùng hạt sương sớm có thể nhìn ra, cô ta chạy cả đêm, chưa từng dừng nghỉ. Bên cạnh cô gái có một con chó, thân mình cũng bẩn thỉu, bộ lông màu nâu thưa thớt và cơ thể gầy gò cho thấy nó không được ăn đầy đủ dinh dưỡng. Nhưng cũng như vậy, con mắt của con chó cũng trong veo, không có chút xám đục. Trên bưng con chó buộc dây thừng, đầu bên kia chiếc dây là một chiếc xe đẩy. Trên xe đẩy trải chiếc đệm dày, một người nằm trên đó. Một chiếc thảm lông phủ kín người đó, chỉ lộ ra cái đầu. Đó là một khuôn mặt vàng nghệ, không có chút huyết sắc, hai bên má không có thít, gò má nhô cao, hốc mắt sâu hóm đóng vảy, không nhìn thấy tròng mắt. Không cần bác sĩ, người bình thường cũng có thể nhìn ra, người này là vô phương cứu chữa. Mọi người vây xem không phải vì đồng cảm với người bệnh, cũng không phải cười nhạo sự khốn đốn của cô gái hay thưởng thức đôi mắt trong veo của cô ta. Chỉ là cô gái, chó và bệnh nhân nằm trên xe đẩy hợp thành một bức tranh đặc biệt kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy mới mẻ, lại tràn đầy hiếu kỳ và đồng cảm. Nhưng khi thần thức của Lý Dục Thần đảo lướt lên bệnh nhân nằm trên xe đẩy, lại hơi ngạc nhiên, vì anh nhìn thấy rõ ràng, có một con cóc lớn bò trên người bệnh nhân. Còn có một con rắn quấn chặt con cóc, trong lúc quấn chặt con cóc, đồng thời cũng quấn chặt hồn của người bệnh. Đương nhiên con cóc không phải là con cóc thật, rắn cũng không phải là rắn thật. Đây đều là quan sát của thần thức, trong thần hồn, mắt thường không thể nhìn thấy. Con người bị yêu tà xâm chiếm cũng không hiếm thấy, nhưng giống như người này cùng lúc bị hai yêu lên quấn lên người, thì vô cùng hiếm thấy. Ở giới tự nhiên, thông thường là rắn ăn thịt cóc, chưa ai thấy cóc ăn thịt rắn. Nhưng trên người này, lại xảy ra chuyện lạ con cóc muốn nuốt chửng rắn. Lý Dục Thần lại quan sát kỹ, nhìn ra một vài manh mối. Hình như là cóc muốn nuốt chửng hồn phách của người này, còn con rắn đó đang có sức ngăn cản. Đạo hành của con cóc có vẻ cao hơn chút, há cái miệng lớn, rắn và hồn khí của người bị nó hút từng chút. Lý Dục Thần không mạo nhiên ra tay, anh không biết rõ anh ta là ai, đã trải qua chuyện gì. Trong trời đất xảy ra rất nhiều chuyện, không thể chỉ từ bề ngoài suy đoán thiện ác, có lúc cứu người cũng là hại người. Nhưng hai người một chó đến Bách Thảo Đường, khiến Lý Dục Thần hơi hiếu kỳ. Bác sĩ của nhà họ Bạch làm sao chữa được bệnh của người này? Cô gái dắt chó, chó kéo xe đẩy, muốn đi vào trong cửa lớn của Bách Thảo Đường. Bảo vệ vội vàng chặn họ lại, này, đứng lại. Đây là bệnh viện, không được dắt chó vào. Cô gái chắp tay lại, trên khuôn mặt sương gió lộ ra vẻ áy náy, nói tiếng, xin lỗi, bằng tiếng phổ thông không lưu loát lắm, rồi lại dắt chó ra ngoài, đỗ xe đẩy ở bên đường sát bức tường ngoài cổng. Đô Chi, mày đợi ở ngoài nhé, cô ta nói một câu với con chó. Con chó vẫy đuôi, ngồi xuống bên xe đẩy, hiếu kỳ nhìn những người xung quanh. Cô gái cúi đầu nhìn bệnh nhân trên xe đẩy, đưa tay vén tấm thảm trên người bệnh nhân. Tuy áo rách tả tơi, mặt đầy phong trần, nhưng vẻ mặt hiền hòa, đôi mắt trong veo, khiến cả người cô ta tràn đầy ánh sáng hiền tư như mẹ anh. Lý Dục Thần bỗng phát hiện. Cô gái này và cả con chó đều có một tầng hào quang thần tính bao trùm trên người. Điều này khiến anh càng hiếu kỳ. Cô gái đi vào cửa, chắp tay khom lưng nói với bảo vệ, xin chào, tôi đến khám bệnh.
Bảo vệ nhìn con chó ngoài cửa một cái, cau mày, nhưng vẻ khiêm nhường nhẹ nhàng của cô gái khiến anh ta không đi đuổi con chó nữa, mà chỉ vào cửa sổ đăng ký nói với cô ta, đến bên đó xếp hàng lấy số. Cô gái gật đầu, liền đi qua, yên tĩnh xếp cuối hàng. Cả hàng tiến lên từng chút, cuối cùng cũng đến lượt cô ta. Cô ta nói, tôi muốn đăng ký số của Bạch Đại Phu. Bạch Đại Phu nào, người xếp số hỏi cô ta. Tôi cũng là nghe người ta giới thiệu, nói là Bạch Đại Phu cậu Bách Thảo Đường thủ đô vô cùng lợi hại, không có bệnh nào mà không chữa được. Hình như tên là Bạch, Cảnh Thiên. Cô có nhầm không, cô nghe người ta giới thiệu lúc nào? Ông cụ Bạch Cảnh Thiên đã qua đời hơn 10 năm rồi, người xếp số nói. Hả, cô gái kinh ngạc, tỏ ra vô cùng thất vọng và bất lực, thực sự đã không còn sống ư. Phí lời, việc này có thể lừa cô à? Hay là cô đăng ký bác sĩ khác đi? Người khác à, cô gái do dự, anh có giới thiệu bác sĩ giỏi nào không? Lợi hại giống như Bạch Cảnh Thiên vậy. Việc này tôi không giới thiệu được, người xếp số hơi mất kiên nhẫn, cô tự sang bên đó xem đi, người tiếp theo. Cô gái thất vọng rời khỏi ô cửa, lại tràn đầy hy vọng đi về phía bức tường viết đầy tên bác sĩ và giới thiệu. Cô ta đứng ở đó, nhìn rất lâu. Xe đẩy đỗ bên ngoài cửa. Con chó đó vẫn yên tĩnh gác, không động đậy cũng không sủa. Có hai đứa trẻ nghịch ngợm đi trêu có, bị người lớn giáo huấn, tránh xa ra, chó bản như vậy mà con cũng động vào. Đứa trẻ cầm hòn đá ném chó. Lần này, người lớn không dạy bảo đứa trẻ, ngược lại còn vui vẻ nhìn. Trong mắt con chó nổi lên cơn giận, nhưng nó vẫn đứng yên. Cô gái còn đứng trước bức tường, xem từng cái biển tên, xem hết một lượt bác sĩ. Bảo vệ hỏi. Cô đã xem xong chưa? Sở trường chữa bệnh đều ghi rõ, cô có bệnh gì? Lúc này cô gái mới nói, thật ngại quá, tôi không biết chữ. Người bên cạnh đều ngẩn người, có người lắc đầu, có người cười trộm. Cô gái chỉ yên lặng đứng đó, ánh mắt vẫn nhìn lên bức tường. Cô không biết chữ, thì xem cái gì, có người không nhịn được hỏi. Tôi không biết chữ, nhưng tôi biết xem ảnh, cô gái nói, tôi muốn tìm một người hiền từ nhất, người hiền từ. Chắc có trái tim lương thiện, cho dù người đó không chữa được bệnh của trẻ con, cũng có thể an ủi trái tim trẻ con. Mọi người khịt mũi khó chịu với cô ta. Lý Dục Thần nghe thấy lại động lòng, cô gái này không đơn giản. Anh cũng nhìn lên bức tường xem những bức ảnh đó. Sau khi lướt nhìn một lượt, ánh mắt của Lý Dục Thần dừng trên một bức ảnh trong đó, sau đó nhìn sang cô gái, muốn biết người mà cô ta chọn có giống mình không. Cô gái nhìn một lượt, dừng lại. Chỉ vào một người trên bức tường nói, tôi muốn đăng ký người này. Lý Dục Thần mỉm cười, quả nhiên lựa chọn của hai người giống nhau. Không ít người xung quanh cũng kinh hãi thốt lên. Ha, nhìn cũng chuẩn thật đấy. Đại phu Bạch Kính Đình này chính là con trai của Bạch Cảnh Thiên, cũng là đệ nhất danh y hiện nay của Bách Thảo Đường, người thủ đô đều biết. Ấy, ảnh của đệ nhất danh y tại sao không đặt trên đầu, đặt ở giữa làm gì? Bệnh viện người ta đều đặt chuyên gia giỏi nhất lên đầu tiên. Anh không hiểu phải không, y thuật của Bạch Đại Phu là đệ nhất, nhưng bối phận không phải đứng thứ nhất. Nhà họ Bạch coi trọng quy tắc, bác sĩ bên trên đều là người họ Bạch, sắp xếp theo bối phận. Thì ra là vậy à, đúng là thần, thực sự dựa vào bức ảnh có thể nhìn ra ai lợi hại ư. May mắn thôi, cũng chưa chắc, cho xem tướng rất kỳ diệu, không dễ nói. Vậy cũng là thầy bói mới biết xem, một cô gái nông thôn như cô ta biết xem cái gì. Tôi thấy cô ta giả bộ không biết chữ. Mọi người bàn tán xôn xao. Cô gái hỏi bảo vệ, anh à, đại phu này tên là gì? Bảo vệ nói, đây là đại phu Bạch Kính Đình, những cô đừng nghĩ nữa, ông ấy đã hết số, rồi, đã đủ người rồi. À, đủ rồi ư, vậy tôi đăng ký lấy số ngày mai của ông ấy. Ngày mai không có số. Đại phu Bạch một tuần ngồi khám hai ngày. Vậy tôi đăng ký số tuần sau. Tuần sau cũng không có, tuần sau nữa cũng không có, số đăng ký đại phu Bạch xếp đến tháng sau rồi. Bảo vệ nói, cô đổi người khác đi, đại phu ở đây đều là danh y thủ đô. Nhưng cô gái dường như đã chắc chắn Bạch Kính Đình, không từ bỏ nói, tôi ra cửa sổ đăng ký hỏi xem. Cô đi hỏi cũng vô ích, bảo vệ hơi khó chịu. Cô gái đến ô cửa sổ. Cô ta vẫn xếp hàng theo quy tắc, đợi đến khi tới lượt cô ta, mới hỏi có số của Bạch Kính Đình không. Quả nhiên như bảo vệ nói,
số của Bạch Kính Đình xếp đến tháng sau. Cô gái khom lưng, bò lên thềm ô cửa sổ, cầu xin nói, cô gái, có thể thêm cho tôi một số không? Con trai tôi bệnh rất nặng, không cầm cự được quá lâu, tôi cũng không có chỗ ở, cho tôi thêm một số đi, hôm nào cũng được. Hết số là hết số, nhân viên trong quầy khó chịu nói, ai cũng xin thêm số như cô, bác sĩ có được nghỉ ngơi không? Đừng chặn ở đây, người tiếp theo. Cô gái khom lưng càng thấp hơn, trong đôi mắt trong veo ngấn lệ, cô gái, xin cô đấy, tôi từ Tây Tạng đi thẳng đến đây, đã đi 3 năm mới đến được thủ đô. Ở đây là hy vọng cuối cùng của tôi rồi. Đã nói với cô không được là không được. Nào, người tiếp theo. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng chó sủa. Sau đó là tiếng thét của đám đông. Có người hô, chó điên cắn người rồi. Cô gái vội vàng đứng lên, lao ra ngoài, Đô Chi, sao thế? Cùng lúc đó, bảo vệ cũng rút côn xông ra ngoài. Lý Dục Thần cũng đi ra theo. Chỉ thấy con chó đó cắn cánh tay của một người già, soạt một tiếng, mảng tay áo rách toạc, người già trừng mắt lùi lại mấy bước, ngã xuống đất. Con chó vẫn sủa về phía ông già, thế như muốn vồ đến, nhưng vì dây thừng buộc trên xe, kéo theo cả xe đẩy bị nó lôi theo. Con chó dường như phát hiện được, lập tức dừng lại, quay đầu nhìn xe đẩy, dường như đang lo lắng chủ nhân sẽ rớt xuống. Tấm thảm đắp lên người bệnh nhân trên xe đẩy không biết bị lật lên từ lúc nào, rơi xuống đất. Không còn tấm thảm, có thể NSFN rõ bệnh nhân trên xe đẩy là trẻ con, cơ thể vô cùng gầy yếu, cánh tay và chân lộ ra từ trong quần áo nhỏ bé chỉ còn da bọc xương. Con chó cúi đầu ngửi tấm thảm, quay đầu lại hằm hăm nhìn sang ông già ngã dưới đất. Lý Dục Thần nhìn tấm thảm một cái, đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì. Tuy tấm thảm đó bẩn lem nhem, nhưng vẫn có thể nhìn ra hình ảnh được thêu rất tinh tế, rất giống phong cách Thang Ca. Thang Ca là một bức tranh Phật giáo Tây Tạng trên vải bông, lụa, thường mô tả một vị thần Phật giáo, cảnh hoặc Mạn Đà La. Lý Dục Thần không phải chuyên gia về mặt này, nhưng trong thần thức có thể phân biệt được, tấm thảm này đã có nhiều năm, chất liệu rất đặc biệt là những hình vẽ đó, là dùng nguyên liệu khoáng vật tự nhiên. Đáng quý hơn là tấm thảm này từng khai sáng. Cách thức sử dụng có lẽ là một vài bí pháp bí truyền, chỉ là thời gian dài, thần hiệu khai sáng sớm đã mất đi, chỉ còn khí tức sót lại. Ông lão đó chắc chắn đã động vào tấm thảm mới khiến con chó nổi ý thù địch. Đô Chi, sao thế? Cô gái đi đến, đầu tiên nhặt tấm thảm dưới đất lên, đắp lên người cậu bé trên xe. Ngồi xuống bên cạnh con chó, nhẹ nhàng vuốt ve đầu con chó. Cô ta vỗ về, cảm xúc của con chó dần bình tĩnh lại. Người bên cạnh đều thì thầm bàn tán. Ông lão ngồi dưới đất, giơ cánh tay bị rách tay áo, nói, con chó của cô cắn người. Cô phải đền tiền đi. Cô gái vội nói, xin lỗi. Rồi đi đến đỡ ông ta. Ông ta nhìn thấy quần áo bẩn thỉu trên người cô ta, ra vẻ vài phần chê bai, giật tay cô ta ra, nói, cô đừng động vào tôi. Tôi phải đi tiêm phòng dạy chó. Cô đền tiền. Muốn bao nhiêu tiền, cô gái sợ hãi hỏi. Hai ngàn, ông ta hình như không chắc chắn tiêm phòng bao nhiêu tiền, nói khá do dự. Cô gái hơi khó xử nói, tôi không có nhiều tiền như vậy, con chó nhà tôi không có bệnh, thật đấy, các ông tin tôi đi. Con chó có bệnh hay không, không phải cô nói là được, người bên cạnh nói thay ông lão bị chó cắn thì phải tiêm phòng. Nhìn con chó của cô, bẩn như vậy, ở đây là thủ đô, không phải thôn quê, không được dắt cho ra ngoài bừa bãi. Cô gái khom người. Hai tay đặt lên đầu gối, không ngừng cúi người xin lỗi ông lão và đám người, xin lỗi, tôi cũng đến khám bệnh, tôi đi từ Tây Tạng đến, đã đi 3 năm mới đến được thủ đô, đều dựa vào Đô Chi kéo xe. Đô Chi rất ngoan, rất nghe lời, nó thực sự không có bệnh gì. Nghe cô ta nói như vậy, mọi người cùng đồng cảm. Cùng thật đáng thương. Đúng thế, trên xe là con của cô ta phải không, đúng là thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Cũng có người nói, có đáng thương đi nữa cũng không thể thả chó cắn người rồi thì phải bồi thường. Đúng thế, kẻ đáng thương ắt phải có chỗ đáng hận. Nơi này là thủ đô, văn minh, nuôi chó thì phải được phép. Mọi người mỗi người một câu. Cô gái vẫn đang khom lưng xin lỗi. Con chó ngồi bên xe đẩy, dường như cảm nhận được ý thù địch, cảnh giác nhìn xung quanh. Vì càng lúc càng nhiều người vây xem, bảo vệ từ nãy vẫn xem kịch cuối cùng lên tiếng. Đừng xem nữa,
chặn hết cửa của Bách Thảo Đường rồi. Lại chỉ cô gái nói, con chó của cô cắn người, mau chóng đền tiền đi, cô xem bao nhiêu người vây quanh, thật khó coi. Cô gái khom người, vẫn luôn miệng nói xin lỗi. Nghe thấy lời của bảo vệ, cô như hạ quyết tâm, bắt đầu móc túi. Cô ta rút ra một bọc vải từ trong túi, mở ra từng lớp, bên trong có một đống tiền lẻ nhăn nhúm. Tất cả tôi chỉ có bấy nhiêu tiền, đưa hết cho ông đấy, cô ta nói. Ông lão nhìn một cái, tức giận nói, đây chỉ có mấy đồng. Không đủ đền tiền tay áo của tôi. Bảo vệ cũng nói, cô không có tiền thì khám bệnh thế nào, lại còn đăng ký số của Bạch Đại Phu, đăng ký khám Bạch Đại Phu cần 300 đồng, tiền này của cô cũng không đủ đăng ký. Một cô gái bên cạnh nói, ôi thật đáng thương. Nói xong liền đi ra từ đám đông, đến trước mặt cô gái, lấy ra 100 đồng, dì à, tôi là sinh viên Đại học Thủ đô, tôi cũng không có nhiều tiền, đây là chút tấm lòng của tôi, cô cầm lấy đi. Có cô gái làm gương, không ít người cũng đứng ra, lấy ra 100-200. Cũng có người nói, đã năm nào rồi còn ai mang tiền mặt, tôi chỉ có điện thoại, này, bảo vệ, anh vào trong đổi ít tiền mặt ra đây. Cô gái thấy rất nhiều tiền được đưa qua liền sững sờ, một lát sau, mới khom lưng thật sâu với cô gái và những người cho tiền, nói bằng tiếng phổ thông không lưu loát lắm. Cảm ơn cô gái, cảm ơn mọi người, nhưng tôi không thể nhận số tiền này. Tuy tôi nghèo, nhưng tôi không phải ăn xin. Tiền của các vị, là các vị hoặc bố mẹ các vị vất vả kiếm được, tôi không thể nhận. Cô ta nhìn ông lão trên mặt đất, xin lỗi, đa cát nhà tôi lỡ cắn ông. Tôi không có tiền bồi thường cho ông, tôi có thể giặt quần áo, nấu cơm cho ông, làm việc cho ông, hầu hạ ông để đền bù ông. Xin ông hãy tha thứ cho đa cát. Ông lão mặt đầy ghét bỏ, ai cần cô làm việc, ai cần cô hầu hạ chứ? Nhìn lại quần áo trên người cô đi, tắm rửa sạch sẽ bản thân cô trước đi đã. Không ngửi thử xem cái mùi trên người cô, chẳng thua kém gì con chó cả. Cô ta vẫn không tức giận, cũng không khóc thút thít như phụ nữ bình thường chịu ấm ức. Trên mặt cô ta vẫn mang vẻ hiền lành và khiêm tốn, khom người xin lỗi ông lão. Lý Dục Thần sớm đã nhìn ra cánh tay ông lão không hề bị xây xước gì, chó chỉ cắn ống tay áo ông lão, không cắn vào da thịt. Anh đi đến trước mặt ông ta, bỗng dưng nhấc cánh tay ông lão lên. Ông ta giật nảy mình, hỏi lại, cậu làm gì đấy? Lý Dục Thần sắn ống tay áo lên, nói, ông già à, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tay của ông không hề bị cắn thương. Lúc này người bên cạnh cũng nhìn rõ. Đám người hóng hớt xưa nay không ngại làm to chuyện lập tức xoay ngoắt 180 độ, chỉ trích ông lão. Ha ha, hóa ra là kẻ giả bị đụng vào. Sao giờ người già lại như vậy chứ? Không phải do người già trở nên xấu xa, mà là người xấu đã già rồi. Giả vờ bị đụng mà cũng không thèm nhìn đối tượng, ông thử dây vào xe sang đi. À, ông ta dám động vào xe sang trọng không? Chỉ giỏi bắt nạt người thành thật. Ông lão thẹn quá hóa giận, dứt khoát nằm xuống đất kêu rên, ôi, thắt lưng của tôi, chân của tôi. Chó không cắn đến tôi, nhưng va vào tôi. Vậy ông muốn thế nào? Lý Dục Thần hỏi. Thế nào à? Đền tiền, ban đầu ông lão thấy người phụ nữ không có tiền nên rất nhụt chí, hiện tại đột nhiên có một chàng trai nhảy ra, dứt khoát rời mục tiêu, cậu có gan thì cậu đền thay cho cô ta đi. Lý Dục Thần cười cười, lấy một chồng tiền thật dày từ trong người ra, nói, tôi đền tiền, không thành vấn đề. Ông lão nhìn thấy nhiều tiền như vậy, không nhịn được nuốt nước bọt, đôi mắt lóe lên ánh sáng. Chẳng qua là, Lý Dục Thần ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói bên tai ông lão, dù thế nào, trên người ông cũng phải có vết thương, hơn nữa là do tôi làm, tôi mới có thể bồi thường tiền chứ. Chẳng phải ông nói thắt lưng bị hỏng, chân cũng gãy rồi sao? Vậy bắt đầu từ chân trước đi. Nói xong, anh duỗi tay bóp một cái trên đùi ông ta. Người bên cạnh còn tưởng rằng Lý Dục Thần đang kiểm tra vết thương của ông lão. Nhưng ông ta lại hoảng sợ mở to hai mắt, bởi vì ông ta rõ ràng nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn truyền đến thông qua cơ thể, sau đó chân ông ta mất đi chi giác. Gương mặt ông lão bị dọa đến không còn giọt máu. Mặc dù không đau đớn, nhưng tiếng xương cốt tan vỡ này thật quá kinh khủng. Ông ta nhìn chân mình, muốn thử xê dịch, lại nhận ra không động đậy được nữa. Cậu, ông lão nhìn Lý Dục Thần như thể đang nhìn một ác ma đến từ địa ngục. Lý Dục Thần vẫn cười tủm tỉm, dùng giọng nói cực kỳ bình thản nói, tiếp đó là thắt lưng. Không,
Không cần, sắc mặt ông ta trắng bệch, toàn thân run rẩy. Không cần, cái gì không cần cơ? Không cần đền tiền sao? Lý Dục Thần hỏi. Đúng, đúng đúng, không cần bồi thường, tôi không cần bồi thường tiền, ông ta luôn mồm nói. Như vậy sao được, không phải ông bị chó cắn sao? Không, không, không hề cắn được, chỉ cắn mỗi quần áo. Vậy ông cũng bị ngã thương còn gì? Không, không bị ngã thương, chuyện không liên quan đến cô ta, là do tôi sai. Lỗi của ông sai chỗ nào? Tôi nhìn thấy tấm thảm trên xe ba gác kia không tệ, tôi từng thấy qua tấm thảm như vậy ở vườn nhà họ Phan, rất đáng tiền, nên muốn đi qua xem một chút. Lần này, mọi người đều nghe rõ. À, hóa ra là chú ý đến tấm thảm của người ta. Gì mà nhìn xem chứ, muốn thuận tay lấy đi thì có. Hóa ra không phải kẻ giả vờ ăn vạ, là trộm. Ha ha, lão già này, chỉ toàn khiến người thủ đô mất mặt. Cũng có người chuyển sự chú ý sang tấm thảm kia. Thật đúng là một tấm thảm tốt, có điều quá bẩn. Nếu ông ta không nói thì tôi còn chẳng để ý đến. Một tấm thảm rách đáng giá bao nhiêu tiền? Anh đúng là không có hiểu biết. Đây là tấm thảm Tây Tạng cũ, hơn nữa còn không phải thảm Tây Tạng bình thường, họa tiết tranh trên đó nhìn giống thang ca. Anh lại xem người phụ nữ này, đến từ Tây Tạng, chắc chắn là hàng thật, ít nhất có giá trị mấy chục nghìn. Ha ha, ông lão này thật tinh mắt, cái này mà cũng nhìn ra được, tại sao không đến vườn nhà họ Phan nhặt nhạnh chỗ tốt, lại chạy đến đây làm trộm. Mọi người anh một câu tôi một câu, ông lão trên đất không nghe lọt được chữ nào. Ông ta chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Ông ta biết rõ, sát thần trước mắt này chỉ cần nhẹ nhàng động tay, cái mạng nhỏ của ông ta sẽ không còn. Trước mặt kẻ mạnh thực sự, tất cả tên vô lại chỉ là hổ giấy. Mánh khóe có tác dụng trong quá khứ, bất kể là nhấn mạnh vào quần thể người già yếu thế, hay khóc lóc ăn vạ, lăn lộn trên đất đều không có tác dụng. Mạng nhỏ còn nắm trong tay người ta kìa. Lý Dục Thần biết ông lão này không hề ngu ngốc, tương phản, ông ta rất thông minh, khôn lỏi. Loại người này cực kỳ quý trọng mạng sống của mình, cũng rất biết xem xét thời thế. Nếu ông rất thích tấm thảm kia, không bằng mua lại nó đi. Chỉ cần ra giá hợp lý, nói không chừng con gái nhà người ta bán đấy. Lý Dục Thần thấy vừa rồi người phụ nữ không chịu tiếp nhận tiền của người khác liền biết cô ta rất có nguyên tắc. Chắn chắn bất kỳ ai cho cô ta tiền, cô ta đều sẽ không cần. Vậy nên anh nghĩ ra biện pháp này, làm ông ta ra chút máu. Được được, tôi mua, ông ta nói. Vậy ông tính trả bao nhiêu tiền? Tôi ra, 1.000. 1.000, Lý Dục Thần đặt tay lên một cái chân khác của ông lão. Ông ta vội vàng sửa miệng, 2.000. À không, 5.000. 5.000. Trông thấy Lý Dục Thần không hề có ý định dịch tay ra. Ông lão nhẫn tâm, dựng thẳng lên một ngón tay, nói, 10. 10.000. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.